tập bảy tiểu bát múc bùn đất từ bồn hoa vào trong bát xứ rồi nhanh chóng chạy vào hành lang cô bé lấy từ trong túi ra hạt giống hoa đến từ thế giới tầng cạn nhẹ nhàng vùi sâu vào trong lớp bùn đất đôi mắt xinh đẹp đơn thuần nhìn chăm chú vào bát xứ cô bé không nhúc nhích ngồi xổm dưới đất hình như đang hiếu kỳ không biết khi nào thì những bông hoa rực rỡ sẽ nở trên lớp bùn đất đầy mùi xác thối và âm khí tiểu bát ngụy hữu phúc đứng ở bên cạnh cô bé sau khi nhìn thấy hạt giống hoa được vùi trong đất trong mắt lóe lên chút xót xa, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn về thành phố bị đêm đen bao phủ ở xa xa ngoài hành lang, Ngụy Hữu Phúc dựa lưng vào tường, nhớ lại những trải nghiệm gần đây. Cuộc sống hoàn toàn tràn ngập tuyệt vọng rốt cục xuất hiện một tia sáng, mà người kia giống như là hạt giống hoa vùi trong bùn đất của cõi âm, hắn muốn nở rộ ở trên lớp đất đầy mùi xác thối và âm khí. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể, nhưng hắn vẫn luôn mang đến cho mọi người hy vọng đã mất từ lâu. Có thể cậu ấy sẽ không trở lại nữa, ngụy hữu phúc nhìn thế giới bên ngoài hành lang nhìn đêm tối vô biên trong lòng cảm thấy rất lạnh mình còn tưởng rằng sau khi tới nơi này cũng sẽ không bao giờ phải cảm nhận nỗi đau do mất đi người thân nữa không ngờ bành một tiếng vang rất lớn phá vỡ màn đêm âm u tĩnh lặng ngụy hữu phúc đang buồn bực bèn quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động rồi kinh ngạc mở to hai mắt hàn phi đã trở về sau khi mất tích một ngày một đêm hàn phi lại vác một cỗ quan tài trở về cái quái gì thế Ngụy Hữu Phúc gần như không dám tin vào hai mắt của mình, vóc dáng khỏe mạnh quen thuộc đó, cho dù vác một cỗ quan tài không ngừng chảy máu, vẫn chạy cực nhanh. "Hữu Phúc, mở rộng cửa. Mở cửa nhanh đi." Tiếng gào thét vang lên từ trong miệng của Hàn Phi, nghe giọng nói quen thuộc, Ngụy Hữu Phúc lập tức mở cửa hành lang. "Bành." Hàn Phi vọt vào hành lang, đặt quan tài dưới đất, gọi người, "Nhanh gọi mọi người đến." Em mang theo chủ cửa hàng tiện lợi đến. Chủ cửa hàng tiện lợi Ngụy Hữu Phúc hoàn toàn dối bời, 10 giây trước anh ta còn đắm chìm trong xót xa, tâm trạng còn chưa kịp chuyển biến. Trở tay khóa cửa hành lang, Hàn Phi không màng đến vết thương trên bả vai và sau lưng, lại chạy lên trên tầng. Quên đi, anh và Tiểu Bát bảo vệ quan tài thật kỹ nhé. Không được coi thường. Hắn chạy một mạch, không ngừng gõ từng cánh cửa, cả tòa nhà đều vang lên giọng nói của Hàn Phi. Từ cầm, ứng nguyệt. Từng cỗ khí tức tỉnh lại, phát ra âm khí kinh khủng vọt xuống tầng dưới quan tài đặt ở tầng một vẫn không ngừng dỉ máu từ trong quan tài vừa dày vừa nặng phát ra tiếng động tiểu bát và ngụy hữu phúc đều lui về phía sau mấy bước bọn họ cảm nhận được lửa giận ngập trời từ trong quan tài này quản lý cư xá mang theo thứ gì vậy vết máu theo các khe hở bao phủ toàn bộ quan tài trên cỗ quan tài vốn nguyên vẹn bỗng hiện ra từng vết nứt nguyền rủa và oán khí kinh người va và đập vào bốn góc quan tài khi mọi thứ tới đỉnh điểm quan tài đột nhiên nổ nát một người giấy toàn thân đỏ như máu đứng giữa đống máu thịt thi thể đứt gãy trên thân nó đầy thương tích ý thức cũng hơi mờ nhạt đôi mắt của nó tràn đầy căm phẫn mà ngay cả biển máu cũng không thể rửa sạch trong thời khắc tối quan trọng tử chiến tại tòa nhà chết chóc ý thức của nó đột nhiên rối loạn nó vốn đánh úp bất ngờ bỗng bị phản đòn trực tiếp bị cư dân trong tòa nhà chết chóc đánh trọng thương nó biết cửa hàng tiện lợi xảy ra chuyện nhưng ý thức của nó bị cư dân của tòa nhà chết chóc ngăn cản không thể ngay lập tức trở về mãi cho đến khi nỗi lo trong lòng nó càng thêm mãnh liệt nó chấp nhận bị thương nghiêm trọng mới quay trở về được ý thức quay về bản thể nhưng khi nó mở hai mắt ra một cảnh tượng càng thêm kinh người xuất hiện nó không ở trong cửa hàng tiện lợi quan tài cất giữ bản thể lại bị chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ trong nhà kho của cửa hàng tiện lợi gieo đầy nguyền rủa chỉ cần người ngoài tiến vào sẽ bị vô số người giấy vây công mà trên người của nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng bị hạ nguyền rủa Đừng nói phản kháng, chỉ cần bọn họ rời khỏi cửa hàng khi chưa được mình cho phép, vậy sẽ phải chịu nỗi thống khổ không cách nào hình dung nổi. Không ai có thể trong tình huống như vậy di chuyển quan tài. Tuyệt đối không. Chủ cửa hàng đã từng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cho tới giờ chưa từng xuất hiện sự cố nào, mãi cho đến ngày hôm nay. Đầu đau như bố bổ, nó hàn học nhìn chòng chọc ngụy hữu phúc và tiểu bát, nó nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc vấn đề là ở đâu. Phải hơn mười mấy giây sau, đến khi nó nhìn thấy Hàn Phi quay lại tầng 1, máu trong toàn thân bắt đầu chảy ngược đôi mắt gần như bị lửa giận xé toạc là mày sau lưng của hàn phi còn lưu lại vết thương do nguyền rủa gây ra trong quỷ văn đầy âm khí trên người hắn còn có một kẻ chết thay đang không ngừng gào thét cầu xin tha thứ nếu như mày tỉnh dậy sớm hơn một phút chắc tao đã tiêu đời rồi đáng tiếc quá đáng tiếc chết đi người giấy chủ cửa hàng từ sau khi có được ý thức của bản thân chưa từng tức giận như lúc này hàn phi là nhân viên mà nó đích thân tuyển dụng mới chỉ mấy giờ trước nó cảm nhận được nhân tính mãnh liệt ở trên người hàn phi nó muốn chiếm đoạt mọi thứ của hàn phi làm của riêng nhưng nó đã đánh giá thấp sự đáng sợ của nhân tính mới chỉ qua mấy tiếng đồng hồ thậm chí ngay cả đêm đầu tiên cũng chưa qua bản thể của nó cùng với quan tài đã bị đưa vào trong cạm bẫy chết chóc chết mày đi nhìn thấy chủ cửa hàng nổi điên hàn phi bèn lui về phía sau chị ơi em tốn rất nhiều công sức mới mang được thứ này về cho chị lưỡi dao ăn sắc bén đâm xuyên qua nguyền rủa đỏ như máu trên thân của người giấy to bằng bàn tay lại có thêm một vết thương. Chủ cửa hàng không thể đến gần Hàn Phi, nó cảm nhận được trên thân của tử Cầm có khí tức tương tự mình, chúng đều là nguyền rủa. Chết đi, chết chúng mày hết đi. Quan tài nổ tung, máu thịt còn sót lại tập trung trên thân của người giấy quản lý cửa hàng, cơ thể của nó tiếp tục lớn hơn, từng gương mặt quỷ bắt đầu xuất hiện trên tờ giấy đỏ lòm. Khi cơ thể của nó phình lớn đến hơn 2 mét, nó liều lĩnh lao về phía Hàn Phi nó đã bị chọc điên cho dù nó có chết cũng phải kéo theo hàn phi đi cùng tờ giấy bị dao ăn cắt nhưng không có ảnh hưởng gì đối với chủ cửa hàng cơ thể của nó có thể biến hóa tự do chỉ cần vị trí cốt lõi nhất không chịu tổn thương nó gần như bất tử trong tình huống ý thức bị ảnh hưởng chịu trọng thương con quỷ này còn có thể phản kháng dữ dội đến vậy chủ cửa hàng duỗi tay về phía hàn phi cánh tay của nó bị dao ăn chém đứt nhưng ngay sau đó tại chỗ đứt lập tức mọc ra một cánh tay làm bằng giấy còn cánh tay cụt rơi trên mặt đất cũng không hề biến mất mà lập tức biến thành một người giấy lao thẳng về phía hàn phi Giao ăn không ngừng sắt lát thân thể của chủ cửa hàng giấy trắng tung bay như hoa tuyết nhưng chúng không hề chết ngược lại hóa thành những người giấy nhỏ hơn đầy cây độc nhìn chòng chọc hàn phi nguyên dù là sở trường của người giấy mình không thể khinh thường được hàn phi thúc giục quỷ văn để cho âm khí phủ kín toàn thân hắn còn lấy từ trong ô vật phẩm ra một điếu thuốc sẵn sàng châm lửa bất cứ lúc nào số lượng người giấy rất nhiều, chỉ một mình từ cầm thì không thể cản hết. Song khi đám người giấy cười âm hiểm lao về phía Hàn Phi, trong hành lang vang lên tiếng khóc quất nghẹn, một cậu bé gầy yếu bước ra. Cậu bé gầy đến mức khiến người ta phải xót xa, song năng lực của cậu bé lại vô cùng quỷ dị. Tất cả người giấy chạm vào nó, toàn bộ co quắp ngã xuống đất, oán độc trong mắt biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt đau khổ khóc lóc. Hình như đứa trẻ này có thể cưỡng ép tiêm nhiễm cảm xúc bi thương vào trong cơ thể của lệ quỷ và nguyền rùa, tạo thành tổn thương đối với bọn chúng trên vách tường loang lổ cách cậu bé không xa, đột nhiên mở ra một con mắt rất to. Trong tròng mắt đen nhánh cứ như ẩn chứa một thế giới khác, mọi người giấy tới gần Hàn Phi, đều sẽ bị giam trong nhà tù đen tối ở sâu trong con mắt ấy. Một cơ thể tụ hợp nguyền rủa Hai oán niệm. Người giấy chủ cửa hàng cảm thấy khiếp sợ, nhưng giờ nó cũng không còn đường lùi. Oán hận trong con mắt nồng nặc đến mức gần như hóa thành thực chất. Người giấy chủ cửa hàng biết đêm nay nó lành ít giữ nhiều. Nó cay độc nhìn chằm chằm tất cả cư dân ở tòa nhà block 1 muốn giết tao chúng mày cũng sẽ phải trả giá đắt tao ngoại trừ nguyền rủa ra thì cái gì cũng sẽ không lưu lại cho chúng mày ép khô tất cả lực lượng của thi thể trong quan tài cơ thể của người giấy chủ cửa hàng lớn lên nhanh chóng từng ký tự màu đen lặng yên xuất hiện ngay sau đó nó chấm lấy máu của chính mình muốn vẽ khuôn mặt của mấy người trong tòa nhà lên trên thân của nó ngăn nó lại nó muốn rủa chết chúng ta đây là sát chiêu cuối cùng của vật nguyền rủa từ cầm cao giọng la hét nhưng dao ăn của cô không thể làm tổn thương vị trí cốt lõi của người giấy. Trong lúc cô đang sốt ruột, một cỗ oán niệm khủng bố vượt xa tất cả mọi người chậm rãi xuất hiện. Bốp, tám đôi cánh tay to lớn đập mạnh lên mặt đất, ác quỷ màu máu cao gần bằng tòa nhà ba tầng siết chặt người giấy. Nó dùng phương pháp nguyên thủy nhất, bạo lực nhất, liên tục đấm, mạnh mẽ đập nát ý thức của người giấy. Hỗn loạn, tà ác, điên cuồng, tuyệt vọng không ngừng tụ tập, ác quỷ màu máu kia mỗi một quyền đều mang theo tám loại đau khổ khác nhau tòa nhà đang rung chuyển, vẻn vẹn chỉ dùng 5 giây, những người giấy trên sàn nhà cũng đều hóa thành cho bụi, chỉ còn lại người giấy màu máu to cỡ bàn tay lúc đầu. Âm khí và sát khí hùng hậu bay ra khỏi người giấy tràn đầy vết rách, đều bị các bạn hàng xóm chung quanh hấp thu. Âm khí mà người giấy chủ cửa hàng tích lũy, từ khi bắt đầu sản sinh ý thức đến giờ, bị các bạn hàng xóm ở tòa nhà block một chia ăn, tất cả mọi người đều lộ vẻ thỏa mãn. Một lúc lâu sau, khi các bạn hàng xóm đã nuốt hết âm khí trong cơ thể của chủ cửa hàng, họ vây xung quanh người giấy. Ý thức của nó đã bị phá hủy hoàn toàn, bây giờ người giấy màu máu chỉ còn là một vật phẩm nguyên rùa bình thường mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người giấy này là do Hàn Phi mang về. Chúng ta đã nuốt âm khí của nó và đã thu được được khá nhiều lợi ích. Tôi nghĩ người giấy còn lại này sẽ trao cho Hàn Phi. Trạng thái dung hợp được dỡ bỏ và Ngụy Hữu Phúc đang yếu ớt ngồi trên bậc cầu thang, sự tuyệt vọng và lý trí trong mắt anh ta đan xen nhau tôi cũng đồng ý nhưng tiếp xúc trực tiếp với vật phẩm nguyền rủa sẽ rất nguy hiểm từ cầm nhặt người giấy đầy vết rách trên mặt đất lên tôi đã từng nhìn thấy người giấy màu máu này rồi nó trốn ở sâu bên trong cửa hàng tiện lợi kiểm soát vô số người giấy và oan hồn rất khó đối phó tôi thực sự không ngờ có một ngày nó lại chết trong hành lang của chúng ta chị ơi chị có biết nguồn gốc của thứ này không hàn phi vẫn rất hứng thú với người giấy màu máu hiện tại hắn đang thiếu công cụ để bảo vệ mình bản thân người giấy này không có gì đặc biệt sở dĩ nó trở thành như vậy là bởi vì nguyền rủa trên nó rất đặc biệt từ cầm đặt người giấy màu máu trước mặt hàn phi ban đầu nó là một người giấy thế thân người giấy thế thân khi cưng bị nguyền rủa cưng có thể dùng người giấy thế thân để chuyển nguyền rủa sang cho nó từ cầm kiên nhẫn giải thích với hàn phi chị chưa từng thấy nguyền rủa trên người giấy này nhưng chị có thể để cho nó không làm tổn hại đến cưng nói xong từ cầm cầm dao rạch cổ tay mình để máu chảy lên người giấy không phải lúc nào chị cũng có thể đi theo cưng được nhưng chị có thể để máu của mình luôn bên cưng. Khi máu của từ cầm hoàn toàn bao phủ người giấy, cô đặt người đàn ông giấy dưới tay trái của mình, sau đó cầm con dao ăn bằng tay phải, đâm trực tiếp vào tay trái của mình xuyên vào người giấy. Từng hình bóng bệnh hoạn sạch qua đôi mắt đỏ tươi, từ cầm đang lẩm bẩm điều gì đó, một lúc sau cô rút dao ăn ra, và đưa người giấy đã hoàn toàn thay đổi hình dạng cho Hàn Phi. Bây giờ nó sẽ không chỉ không làm tổn thương cưng, mà còn giúp cưng khi cưng gặp nguy hiểm. Hàn Phi cầm lấy người giấy bằng cả hai tay. Người giấy màu máu bây giờ trông giống hệt từ cầm, với đôi mắt đỏ tươi và bờ môi đỏ như máu. Người chơi số 0000 hãy chú ý. Bạn đã thành công thu được vật phẩm nguyền rùa ranh ép người giấy. Người giấy trạng thái bị hư hỏng, đây là vật phẩm nguyền rùa đầu tiên thuộc về bạn. Khi bạn nhớ cô ấy đủ nhiều, cô ấy sẽ xuất hiện, chia sẻ nỗi tuyệt vọng và đau đớn cùng bạn, giúp bạn thoát khỏi khó khăn. Chú ý, người giấy đang ở trong tình trạng hư hỏng, và chỉ có thể phát huy 50% sức mạnh của nó hãy sửa chữa nó càng sớm càng tốt. Người chơi số 0000 000, hãy chú ý. Bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính tuyến lanh ở nhân viên cửa hàng tiện lợi. Điểm kỹ năng, phần thưởng nhiệm vụ cơ bản, cộng một người chơi số 0000 000, hãy chú ý. Nhiệm vụ ban đầu yêu cầu bạn phải sống sót qua một đêm. Vì tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của bạn vượt quá 500%. Một phần thưởng đặc biệt được bổ sung danh hiệu, chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng, bạn đã trở thành tân chủ cửa hàng của cửa hàng tiện lợi ích dân. Trách nhiệm của người chủ cửa hàng là giám sát và quản lý công việc hàng ngày của cửa hàng, thường xuyên đánh giá hiệu quả công việc của cấp dưới, thiết lập hình ảnh thương hiệu tốt, thiết lập mối quan hệ hài hòa với khách hàng và nhân viên. Mong bạn hãy ghi nhớ những điều này và trở thành người chủ cửa hàng tiềm năng. Sau khi đọc xong thông tin nhắc nhở của hệ thống, Hàn Phi thử chạm vào người giấy. Hắn không thấy bất kỳ tác động tiêu cực nào, những cảm xúc tiêu cực trong vật phẩm nguyên rùa đều bị chặn lại bởi một lớp máu mỏng. Chị ơi, chị không sao chứ, từ cầm không thoải mái vì lần trước đã lạc mất Hàn Phi, nên lần này cố ý tạo ra vật phẩm nguyên rùa đặc biệt bằng chính máu của mình, đồng thời muốn để vật phẩm nguyên rùa này bảo vệ Hàn Phi. Cưng đã rất khó khăn gian khổ để mang người giấy về. Bọn chị cũng đã nuốt một lượng lớn âm khí. Cưng xứng đáng nhận được người giấy thế thân còn lại này. Trên khuôn mặt từ cầm vẫn nở nụ cười quyến rũ. Cảm ơn chị, đúng rồi, trả lại con dao cho chị này. Hàn Phi trả lại con dao ăn mà từ cầm cho hắn mượn. Dao ăn của từ cầm là một bộ hoàn chỉnh, Thiếu một cái sẽ ảnh hưởng nhất định đến thực lực của cô. Sau khi trò chuyện với mọi người một lúc, các bạn hàng xóm đã ăn uống no nê trở về căn hộ, Hàn Phi cũng dìu Ngụy Hữu Phúc trở lại căn hộ ma ám 1044. "Hàn Phi, sau này em không bao giờ được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Ngụy Hữu Phúc giống như một người cha già tận tình. "Vâng, lần sau em sẽ không mạo hiểm nữa." Hàn Phi kêu Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bát nghỉ ngơi thật tốt, hắn đứng bên cửa sổ nhìn cửa hàng tiện lợi bên kia đường, mình cũng có sản nghiệp của riêng mình rồi nhưng để giữ vững phần sản nghiệp này e rằng sẽ rất khó. Hiện tại người, giấy chủ cửa hàng vẫn còn uy lực, đám ma quỷ xung quanh không dám đi qua, nhưng qua một thời gian sau khi chúng phát hiện ra rằng chủ cửa hàng đã chết, mọi thứ có thể sẽ khác. Người duy nhất trong tòa nhà thích ra ngoài là tử cầm, nhưng cũng không thể làm phiền tử cầm trông coi cửa hàng tiện lợi được. Xoa so xoa so huyệt thái dương, Hàn Phi cảm thấy vẫn phải tự mình tìm vài nhân viên đáng tin cậy, mong là nhân viên một mắt cùng các vị tiền bối trong con ngõ sau đều không sao người anh em anh có nghe thấy tôi nói không một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong túi của hàn phi sáp trắng len lén chui đầu ra khỏi anh đã lên kế hoạch chuẩn bị từ lâu để giết chủ cửa hàng à tôi có thể gia nhập cùng các anh được không suýt nữa thì quên mất mày rồi hàn phi không có ý định làm tổn thương sáp trắng hắn muốn kinh doanh cửa hàng tiện lợi nên cần một nhân viên cũ có kinh nghiệm sáp trắng là một ứng cử viên sáng giá bị ánh mắt hàn phi nhìn chằm chằm sáp trắng có chút sợ hãi nhưng sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề gì Người ta là thớt, mình là cá, làm sao có thể chạy thoát được. Tương lai mày có thể giúp tao trông coi cửa hàng tiện lợi đó. Chỉ cần tao vẫn ở đây, sẽ không có ai làm hại mày. Anh thực sự muốn kinh doanh cửa hàng đó sao? Khuôn mặt trong sáp trắng hiện lên một nụ cười gượng gạo, có rất nhiều ma quỷ lui tới ngã tư đường, nếu không chú ý thì sẽ dẫn đến họa sát thân. Chìa khóa đầu tiên để tồn tại trên thế giới này là khiêm tốn. Cửa hàng tiện lợi chỉ là bàn đạp của tao mà thôi. Mục tiêu thực sự của tao là trường học viện tư thục ích dân ở con phố bên kia. Hàn Phi nhìn những tòa nhà tối tăm bên ngoài cửa sổ, lối cửa sau của cửa hàng tiện lợi ích dân rất gần với lối vào cổng chính của trường. Sau khi chiếm được cửa hàng tiện lợi, sẽ rất dễ dàng để đi đến trường học viện tư thục ích dân từ cư xá hạnh phúc. Trường học. Trường học đó không đơn giản, bên trong còn có người quản lý. Sáp trắng nhận ra mình đã nói sai và nhanh chóng im lặng, nhưng đã quá muộn. Mày còn biết tình hình của trường học đó sao? hàn phi hứng thú tôi cũng không hiểu rõ tôi chỉ biết rằng trước đây trường học có thể vào được mà không ra được có một vị hiệu trưởng vô cùng đáng sợ nhưng gần đây trường này dường như có điều gì đó không ổn không ngừng có học sinh từ trong trường học chạy ra sáp trắng thận trọng nhắc nhở hàn phi trường học đó rất kỳ quái tôi khuyên anh tuyệt đối không nên có ý đồ với nó sẽ dẫn lửa thiêu thân đấy ta không muốn có ý đồ với nó nhưng nó sẽ có ý đồ với tao Hàn Phi còn chưa quên vài ngày trước có một nữ sinh bị ép vào bên trong cư xá, cô bé còn chuẩn bị làm hại mình nữa. Trước tiên hãy bảo vệ cửa hàng tiện lợi, sau đó từ từ tìm kiếm cơ hội thăm dò trường học viện tư thuộc ích dân. Hắn cũng biết trường học nguy hiểm, nhưng trường này được quản lý tiền nhiệm đặc biệt khoanh vào bản đồ, rất có thể trong trường còn có một mảnh ký ức khác của người quản lý được cất giấu, và hắn có lý do để đi. Lấy người giấy nhuốm máu từ trong túi ra, Hàn Phi làm cho sáp trắng sợ hãi đến mức gào thét lên. Hắn cao mày đầu tiên định đưa sáp trắng vào ô vật phẩm, nhưng hệ thống nhắc nhở cất giữ thất bại. Sau đó, hắn lại thử đưa người giấy màu máu vào ô vật phẩm, và lần này hắn đã thành công ngoài mong đợi. Vật phẩm nguyên rùa có thể bỏ được vào ô vật phẩm sao? Nhưng trước đó mình đã thử với con dao ăn của từ cầm mà không được. Chẳng lẽ chỉ những vật phẩm nguyên rùa thuộc về mình, thì mới có thể cho được vào ô vật phẩm? Sau nhiều lần thử đi thử lại, Hàn Phi đã đi đến kết luận rằng muốn đặt một vật phẩm nguyên rùa vào ô vật phẩm trước hết phải đáp ứng được hai điều thứ nhất vật phẩm nguyền rủa không thể sinh ra ý thức của mình vật phẩm mà bản thân nó có ý thức sẽ không thể bỏ được vào ô vật phẩm thứ hai bản thân hàn phi phải được vật phẩm nguyền rủa chấp thuận và hắn chỉ có thể bỏ vật phẩm nguyền rủa vào ô vật phẩm khi nó không tấn công hắn ngược lại điều này có thể lợi dụng được tốt sau này khi gặp phải kẻ địch trước tiên sẽ tỏ ra yếu thế sau khi đối phương thả lòng cảnh giác hắn sẽ lấy vật phẩm nguyền rủa ra bất ngờ giết chết đối phương Hàn Phi cầm người giấy màu máu trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau khi nhìn thấy Hàn Phi lúc này, Sáp Trắng ở bên cạnh mí mắt nhảy dựng lên, thậm chí không dám có bất kỳ suy nghĩ méo mó nào. Truy cập haleyji.com hoặc link ở phần mô tả để mời em cà phê nhé. Sáp Trắng làm việc trong cửa hàng tiện lợi đã lâu, từng thấy đủ loại cô hồn dã quỷ và nhiều loại quái vật khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp phải người như Hàn Phi. Nhìn nụ cười trên mặt Hàn Phi lúc này, đáy lòng nó cảm thấy sợ hãi cũng không đoán được đằng sau nụ cười là cảm xúc gì. Nó không cảm thấy một chút hạnh phúc nào từ nụ cười đó, chỉ có một cảm giác thích thú khó tả. Người đàn ông trước mặt như đang đeo xiềng xích nặng nề và cầm một thanh đao đẫm máu, nhảy múa dưới vực sâu của địa ngục. Sự phức tạp của nhân tính con người được thể hiện một cách sinh động ở người đàn ông này. Anh ta sợ hãi và bất an, nhưng đồng thời, anh ta dường như đã quen với loại sợ hãi đó với một tốc độ đáng kinh ngạc. Lặng lặng tránh khỏi tầm mắt, sáp trắng không dám nhìn Hàn Phi hàn phi cũng phát hiện sáp trắng đột nhiên trở nên rất biết điều hắn cũng không nghĩ sâu xa còn tưởng rằng đối phương có thể hạ thấp thái độ vì hắn giết chết chủ cửa hàng nhìn thành phố ngoài cửa sổ hàn phi nhớ lại trong đầu tấm bản đồ mà người quản lý tòa nhà để lại vị trí của cư xá hạnh phúc rất hẻo lánh tất cả những tòa nhà nguy hiểm ở khu vực này đã được đánh dấu bởi người quản lý so với những khu vực khác khu vực nơi cư xá hạnh phúc tọa lạc được coi là rất an toàn mình phải biết quý trọng điều này có hai cách để đi đến lối ra do người quản lý tòa nhà đánh dấu. Một là nâng cao thực lực của bản thân, sau đó bí mật băng qua thành phố. Mục tiêu càng nhỏ, càng ít yêu ma quấy nhiễu, cuối cùng sẽ tới được lối ra. Một cách khác là kiên định chiến đấu, dọn sạch tất cả những yêu ma trong tất cả các tòa nhà, chiếm thành của riêng mình và đẩy khu vực mình kiểm soát đến hết lối ra. Cả hai phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, mình có thể thực hiện chúng cùng một lúc. Hàn Phi đứng trong tòa nhà ánh mắt nhìn chăm chú vào trường học viện tư thuộc ích dân ở phía xa. Mỗi oan hồn của thế giới tầng sâu này đều có chấp nghiệm riêng, bọn chúng rất khó liên kết lại với nhau cùng một chỗ. Đây là cơ hội của mình. So với một mình chiến đấu, đông người sẽ là thế mạnh. Ngón tay đặt trên cửa sổ, Hàn Phi vẽ một đường thẳng, cư xá hạnh phúc, cửa hàng tiện lợi ích dân và trường học viện tư thuộc ích dân. Sau khi kết nối ba nơi này, mình có thể xây dựng một lối đi an toàn, tập hợp lực lượng ở ba nơi hỗ trợ lẫn nhau và khám phá các khu vực lân cận xa hơn. Cuộc sống hoàn hảo ban đầu vốn là một trò chơi hệ chữa trị, nhưng Hàn Phi đã quyết định chuyển sang một lối chơi khác. Hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ không thoát khỏi trò chơi, mãi đến gần 4 giờ sáng, cuối cùng hắn mới nhìn thấy người mà mình đợi. Nhân viên một mắt quay trở lại cửa hàng tiện lợi, với một người giấy rách tả tơi trên lưng. Người phụ nữ mặc váy cưới không cùng anh ta trở về. Cô ta bị hồn phi phách tán rồi sao? Hay là bị mắc kẹt trong tòa nhà chết chóc? bỏ sáp trắng vào trong túi, Hàn Phi bây giờ có thể thoát game bất cứ lúc nào, nên lại chạy ra khỏi tòa nhà block 1. Thừa dịp không có ai xung quanh và trong khi vẫn còn mặc đồng phục, hắn lao vào cửa hàng tiện lợi ích dân. Chuông gọi hồn vang lên, nhân viên một mắt sững sờ đứng bên trong cửa hàng tiện lợi với người giấy rách tả tơi, trên lưng. Các kệ hàng bị đổ, các vật dụng khác nhau vương vãi khắp sàn nhà, thậm chí cửa kính của cửa hàng cũng bị đập vỡ. Nghe thấy tiếng bước chân, nhân viên một mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt duy nhất còn lại là tràn đầy nghi hoặc. Cửa hàng bị phá rồi sao? Nếu như chỉ là cửa hàng bị đập phá, vậy tôi khẳng định là đã rất khổ sở. Mấu chốt là quản lý cửa hàng cũng bị hồn phi phách tán rồi. Hàn Phi vừa mở miệng đã nói ra lời hổ báo, một mắt đã bị chấn động. Nhìn chăm chăm đồng phục nhân viên trên người Hàn Phi, trong mắt anh ta chậm rãi khôi phục vài phần tỉnh táo, vội vàng đi vào nhà kho. Các kệ hàng được đẩy sang một bên tường, và những người giấy với vẻ mặt buồn tẻ nằm rải rác khắp sàn nhà. Anh ta đi qua đám người giấy và nhìn vào khoảng trống phía sau kệ hàng cuối cùng, trực tiếp sững sờ. Quan tài của chủ cửa hàng đâu? Nó đã bị phá nát cùng với chủ cửa hàng rồi. Hàn Phi ra hiệu cho nhân viên một mắt đi theo mình, hai người cùng nhau mở cửa sau của cửa hàng tiện lợi đi đến con ngõ u ám. Các vị tiền bối, người chủ cửa hàng giam cầm và nghiền ép mọi người đã hồn phi phách tán rồi. Nguyên rủa mà nó gieo vào mọi người hẳn cũng đã được giải trừ, mọi người có thể thử thoát ra khỏi bức tường xem sao. Những quỷ hồn bị phong ấn trong bức tường không dám tùy ý rời đi. Một khi nguyền rủa được kích hoạt, hồn thể yếu ớt của họ có thể trực tiếp tan biến. Con ngõ bỗng trở nên yên tĩnh, một lúc sau, có một bà cụ thử cố gắng bước ra khỏi tường. Bà cụ hoàn toàn thoát khỏi bức tường, hồn thể không bị bất kỳ thương tổn gì. Sau một vài giây, con ngõ phía sau dường như hoàn toàn sôi sục, từng đạo âm hồn lần lượt xuất hiện. Tuy rằng bọn họ chỉ còn sót lại một chút ý niệm, nhưng thật sự số lượng quá lớn, khi tụ lại cũng tỏa ra oán khí kinh người. Từ hôm nay sẽ không ai hạn chế quyền tự do của mọi người. Những gì tôi hứa đã thực hiện được. Hàn Phi đã cho tất cả tàn hồn sự tự do, nhưng hầu hết tàn hồn đều không hề rời khỏi con ngõ. Bọn họ không có bất kỳ khả năng tự bảo vệ nào, đoán chừng rời khỏi đây không bao xa sẽ bị đám quỷ hồn xung quanh nuốt chửng. Hàn Phi cũng cân nhắc tới tình huống này, chúng ta có duyên gặp được nhau là vì cái cửa hàng tiện lợi này, nếu như mọi người thật sự không có nơi nào khác để đi, thì có thể tiếp tục ở lại đây. Xem nơi này như chính là nơi sinh hoạt của mình, không có ai nghiền ép, cũng không có ai khinh thường, tất cả mọi người đều bình đẳng. Tôi sẽ biến nơi đây thành một ngôi nhà có thể che mưa che gió. Giang hai tay ra, Hàn Phi chân thành nhìn tất cả tàn hồn. Mọi người có thể rời đi bất cứ lúc nào, không ai cản trở tự do cả. Nếu ở bên ngoài mệt mỏi, thì có thể trở lại bất cứ lúc nào miễn là tôi còn ở cửa hàng này. Cánh cửa sẽ luôn rộng mở, luôn chào đón mọi người. Tàn hồn đã mất đi sức mạnh không còn nơi nào để đi bản thân cái thế giới tầng sâu này là một thế giới không có nơi nào để đi cả chỗ nào cũng là tuyệt vọng và thống khổ ngược lại là hàn phi đã mang đến một chút ấm áp hắn nói xong liền đi vào trong những người còn lại hầu như không chút do dự đều lựa chọn đi vào cửa hàng cùng hắn người giấy chủ cửa hàng chọn cách kiểm soát nhân viên bằng những nguyền rủa và tra tấn trong khi hàn phi sẵn sàng tin tưởng và chủ động kết nạp tất cả mọi người nhưng nếu không có hành động tàn bạo của người giấy thì tàn hồn cũng sẽ không nhận ra Hàn Phi thật là tốt, sẽ không chủ động đi theo Hàn Phi. Tập hợp những tàn hồn này lại sẽ là một lực lượng không thể xem thường, đồng thời họ đều là những nhân viên lão làng dày dặn kinh nghiệm. Sau khi được tàn hồn tán thành, Hàn Phi nhìn về phía nhân viên một mắt, thật ra, tôi không làm tất cả những việc này vì bản thân. Tôi đã từng gặp một đứa trẻ rất dễ thương, nó hy vọng rằng tôi có thể tìm được anh trai của nó. Nghe được hai chữ anh trai, một cảm xúc lẫn lộn lóe lên trong đôi mắt đục ngầu của một mắt cậu bé tên là dom dom cùng mẹ sống ở khách sạn bên cạnh cửa hàng tiện lợi sử dụng năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn hàn phi vỗ nhẹ bả vai nhân viên một mắt hãy đi gặp bọn họ đi đừng để bọn họ lo lắng sau khi đoàn tụ xong tôi hy vọng anh có thể quay lại đây để giúp tôi hàn phi cảm nhận được sự kích động cùng đau đớn từ một mắt cũng như tình yêu dành cho gia đình của anh ta trước kia đây từng là một cửa hàng ăn thịt người đầy máu và rắc rưởi bây giờ tôi muốn thay đổi hoàn toàn cửa hàng này và biến nó thành một nơi không có tuyệt vọng, nơi những linh hồn có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Ánh mắt Hàn Phi vô cùng chân thành, nhân viên một mắt nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu, tôi sẽ ở lại. Khi một mắt thốt ra những lời này, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu Hàn Phi. Người chơi số 0000 hãy chú ý. Dưới ảnh hưởng của chức danh chủ cửa hàng, độ thân thiện của Huỳnh Long, cộng 10, anh ta quyết định trở thành nhân viên cửa hàng của bạn. Huỳnh Long oán niệm bên trong cửa hàng tiện lợi, anh ta từng là một khách hàng, từng là một loại hàng hóa và từng là một nhân viên bán hàng. Anh ta đã trải qua rất nhiều thống khổ cùng tra tấn. Hàn Phi biết một mắt rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới đối phương cũng là một kẻ đầy oán niệm, từ đó có thể suy ra anh ta đã phải chịu đựng sự thống khổ và kinh hãi như thế nào. Oán niệm cũng chia thành mạnh yếu. Một mắt hẳn là thuộc loại yếu. Nhưng không thành vấn đề, chỉ cần nuốt đủ thức ăn, nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Cùng với một mắt, Hàn Phi bàn bạc với tất cả những tàn hồn về con đường đi trong tương lai. Người phụ nữ mặc váy cưới đã bị chủ cửa hàng lừa một lần, có khả năng sẽ tìm đến, để an toàn, Hàn Phi quyết định tạm ngừng kinh doanh trước. Hắn còn căn dặn một mắt rằng nếu cô ta đến, anh ta hãy mang theo tất cả tàn hồn cùng chạy trốn đến cư xá hạnh phúc. Sau khi giải quyết công việc của cửa hàng tiện lợi xong, Hàn Phi chạy trở lại tòa nhà block 1 ở cư xá hạnh phúc với tốc độ nhanh nhất. Hắn trở về căn hộ ma ám 1044 để tìm Ngụy Hữu Phúc, sau đó dặn anh ấy rằng, nhân viên một mắt có thể sẽ đến để ẩn náu rồi mới thoát game một màu máu bao trùm thế giới ý thức bắt đầu thoát khỏi thật sự là một đêm dài và kích thích cởi mũ bảo hiểm trò chơi ra hàn phi tê liệt ngã xuống giường chỉ trong thời gian ngắn ngủi một đêm hắn từ nhân viên bán hàng trở thành chủ cửa hàng hắn cũng không nghĩ tới tốc độ thăng chức lại nhanh như vậy sau khi cử động cơ thể có phần cứng ngắc hàn phi nhận thấy ngón tay mình khẽ run lên hắn sợ hãi siết chặt nắm đấm hắn có thể sống sót qua một đêm và chiếm được một cửa hàng tiện lợi tưởng chừng như kết quả rất tốt nhưng trên thực tế nếu nghĩ lại toàn bộ quá trình chơi game, chỉ cần sơ suất ở một mắt xích, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Hắn đã đánh cược mạng sống của mình và cuối cùng đã có được một chút hy vọng sống. Vẫn còn quá yếu, mình mới chỉ ở level 7. Theo giới thiệu trên trang web chính thức của cuộc sống hoàn hảo, người chơi chỉ có được nghề nghiệp chính thức đầu tiên ở level 10, lúc đó thực lực sẽ được cải thiện đáng kể. Các quy tắc chung của thế giới tầng cạn và thế giới tầng sâu chắc hẳn là tương đồng, chỉ có cái nghề nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm Hàn Phi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghề nghiệp này, trên trang web chính thức, hắn không biết rõ định hướng tương lai và kế hoạch tiếp theo cho nghề nghiệp này. Trong trò chơi cuộc sống hoàn hảo bình thường, việc tăng level giai đoạn đầu rất dễ dàng, nếu bạn chịu khó, một ngày là đủ để lên level 10. 10 level đầu tiên là để người chơi làm quen với các hoạt động và thế giới của trò chơi, sức hấp dẫn thực sự của trò chơi này bắt đầu sau level thứ 10. Có được sự nghiệp như mong muốn? Trải nghiệm cuộc sống mơ ước, tự tay nắm lấy tương lai tươi đẹp và huy hoàng, đây chính là ý nghĩa của một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng đối với Hàn Phi hiện tại, hắn cũng không có nghĩ đến cuộc sống mơ ước hay tương lai huy hoàng gì, hắn chỉ muốn có thể còn sống sót để ngày hôm sau được nhìn thấy ánh mặt trời. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, tốt hơn hết là hãy nâng cấp level thật nhanh. Hai mắt nhắm lại, đầu óc Hàn Phi trống rỗng, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. 8 giờ sáng, Hàn Phi đã bị đồng hồ báo thức làm tỉnh. Hắn tranh thủ tắm rửa sơ qua rồi vội vàng đến đoàn làm phim. Mình đã ký một thỏa thuận chia lợi nhuận với đoàn làm phim. Nếu phim bán vé chạy, mình sẽ thu được một khoản tiền lớn, đến lúc đó sẽ không phải khẩn trương như này. Chạy nhanh đến tầng 1, còn chưa bước ra khỏi hành lang Hàn Phi đã nhìn thấy Lệ Tuyết và một vị cảnh sát khác ở trước mặt. Mọi người tới đây tìm em sao? Ở đây không tiện, lên xe cảnh sát nói chuyện đi. Lệ Tuyết nắm lấy cánh tay Hàn Phi, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Ba người đi đến một chiếc xe cảnh sát trông rất bình thường trước khi hàn phi lên xe một cảnh sát khác đã lấy thiết bị dò tìm ra quét qua hàn phi sau khi xác định hàn phi không mang theo đồ vật gì nguy hiểm anh ta lịch sự mượn điện thoại di động của hàn phi bỏ vào một chiếc túi chuyên dụng chiếc túi này dường như có thể chặn tín hiệu lên xe đi hàn phi thành thật bước vào xe cảnh sát lệ tuyết cùng người cảnh sát kia cũng không có vào theo hắn mà là đóng cửa xe canh giữ ở bên ngoài trịnh trọng như vậy sao ở một khoảnh khắc nào đó hàn phi còn tưởng rằng hộp đen bị bại lộ nhưng dù cảm thấy bất an, trên mặt hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đây là tố chất cơ bản của một diễn viên. Hàn Phi, người sống sót sau một đêm đẫm máu ở trại trẻ mồ côi hạnh phúc, đã không thực hiện bất kỳ hành vi nguy hiểm nào kể, từ khi nhập dữ liệu thông tin công dân cho đến nay, và có xếp hạng mức độ nguy hiểm bằng không. Trên ghế sau của xe cảnh sát, một vị cảnh sát khoảng hơn 60 tuổi đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Bác là ai? Hàn Phi ngồi bên cạnh ông lão, khoái mắt liếc nhìn điện thoại di động của ông, trên màn hình không có thông tin mà ông lão vừa đọc, chỉ có hình vẽ con bướm có cái cánh bị xé toang. Khoa học kỹ thuật đã phát triển nhanh chóng trong 30 năm qua. Những điều từng được coi là thần thánh trong quá khứ giờ đây đã lan tỏa đến từng hộ gia đình. Trí tưởng tượng của nhiều người thậm chí không thể theo kịp tốc độ tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật đã thay đổi cuộc sống của chúng ta, nhưng nó cũng mang lại một số rắc rối. So với tội phạm ngày xưa, tội phạm bây giờ khó giải quyết hơn ẩn náu sâu hơn nguy hiểm hơn hung ác hơn ông lão cắt điện thoại di động ngẩng đầu nhìn hàn phi tướng mạo ông rất bình thường thuộc kiểu người trong nháy mắt sẽ quên ngay nhưng ánh mắt lại quá đặc biệt giống như biển sâu tĩnh lặng bác à cháu còn đang phải gấp rút quay phim bác có thể nói trực tiếp được không ấn tượng của hàn phi đối với cảnh sát rất tốt hai bên là mối quan hệ hợp tác tài khoản mạng xã hội của hắn cũng đã được nhiều cơ quan chức năng theo dõi tôi là thầy của lệ tuyết, trước đó tôi đã từng nằm viện, cho nên chỉ hoãn đến tận bây giờ mới đến cảm ơn cậu được. Tư thế ngồi của ông lão rất thoải mái, nhìn thoáng qua cũng không phát hiện ra sơ hở nào. Vì vụ án chặt thay ghép xác hay sao ạ? Không cần cảm ơn, đây là điều cháu nên làm. Không, ông lão lắc đầu, nghiêm túc nói, bởi vì cánh bướm. Ông cắt điện thoại di động đi, dường như vô tình nói với Hàn Phi một chuyện rất bí mật. Hệ thống thông tin công dân chia tội phạm thành 6 loại theo mức độ nguy hiểm, từ A đến F. Ngoài 6 cấp độ này, còn có một loại tội phạm khác mà hệ thống không thể đánh giá được. Chúng nguy hiểm hơn tội phạm loại A, giảo hoạt, khó đối phó vô cùng, nhưng mức độ nguy hiểm của chúng trong hệ thống luôn bằng không. Cháu luôn cảm thấy rằng bác đang ám chỉ cháu. Hàn Phi biết rằng mức độ nguy hiểm của mình là không. Sở cảnh sát của chúng tôi gọi loại tội phạm này là tội phạm cấp S, và một số người gọi chúng là tội phạm siêu cấp. Cánh bướm là tội phạm siêu cấp mà chúng tôi đã điều tra trong 10 năm. Các người một mực điều tra cánh bướm, cánh bướm giết người mà chưa từng động thủ nạn nhân hoặc sẽ chết trong tay của những người không liên quan hoặc chết do tai nạn hoặc tự sát trong nhiều trường hợp chúng tôi thậm chí không có cách nào phán đoán liệu cái chết của một người có liên quan đến cánh bướm hay không giọng điệu của ông lão bình thản nhưng ánh mắt lại có chút gì đó đáng sợ nạn nhân tử vong theo nhiều cách thức kỳ lạ khác nhau cuộc điều tra của chúng tôi về cánh bướm đang tiến triển chậm chạp cho đến gần đây chúng tôi mới bắt được thủ phạm thực sự của vụ án mô hình cơ thể người các người đã tìm ra manh mối liên quan đến cánh bướm rồi ạ mạnh trường an là người duy nhất thực sự tiếp xúc với cánh bướm chúng tôi đã cố cậy miệng hắn khi chúng tôi ngày càng biết nhiều thông tin hơn cánh bướm sẽ ngày càng trở nên điên cuồng hơn và rất có thể nó sẽ đến tìm cậu ông lão nhìn vào mắt hàn phi chăm chú thật lâu hôm nay tôi đến đây ngoài việc đích thân bày tỏ lòng biết ơn với cậu thì chủ yếu muốn nhắc nhở cậu cánh bướm chắc chắn sẽ đến tìm cậu trong thời gian này cậu đừng rời khỏi tân hỗ đừng ra ngoài một mình vào buổi tối mặt khác cố gắng đừng đến gần trường học và bệnh viện tại sao cháu không thể đến hai nơi này căn cứ vào thông tin được phản ứng từ sơ đồ tiềm thức não bộ của mạnh trường an khi chúng tôi đề cập đến hình dạng của cánh bướm nhận dạng được thông tin não bộ hắn luôn sinh ra phản ứng vi diệu đối với hai nghề giáo viên và bác sĩ có thể nào trong suy nghĩ của mạnh trường an cánh bướm chính là người thầy đã dạy hắn và cũng chính là bác sĩ đã trị liệu cho hắn hàn phi đưa ra suy đoán của mình sơ đồ tiềm thức chỉ là một trong những bằng chứng từ Mạnh Trường An, chúng tôi còn phát hiện ra cánh bướm có liên quan đến một vụ án khác. Vụ án này xảy ra ở trường học viên tư thục ích dân ở ngoại thành. Lúc đó, mọi người đều nghĩ rằng cái chết của đứa trẻ kia chỉ là một tai nạn, cho đến khi chúng tôi điều tra lại mới phát hiện ra rằng, cái chết của đứa trẻ đã được dự báo trước. Trường học viện tư thục ích dân. Hàn Phi biểu lộ vẻ mặt lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, có chút không hiểu, trường học đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio có bốn vụ án mạng liên tiếp xảy ra tại ngôi trường đó chỉ trong một tháng. Điều kỳ lạ là có người đã dự đoán trước rằng các vụ án mạng đó sẽ xảy ra, nhưng những người lớn trong trường không ai để ý. Người thầy của lệ tuyết tựa lưng vào ghế, ông nhớ lại vụ án giết người trước kia. Dự đoán trước được án mạng sao? Bốn vụ án mạng tương ứng với bốn người đã chết. Người chết đầu tiên là một nhân viên bảo vệ trường học, bị chết đuối ở con lạch phía sau trường sau khi say rượu. Người chết thứ hai là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 cấp 1, bị sát hại trong nhà vệ sinh của ký túc xá. Hung thủ ngụy trang hiện trường thành vụ án tự sát. Người chết thứ ba là một tên lưu manh ở bên ngoài trường học. Hắn yêu một nữ sinh trong trường, cuối cùng té lầu mà chết. Hiện trường cái chết cũng được ngụy trang như một vụ tự sát. Người chết cuối cùng tên là Kim Sinh, cậu bé là học sinh mới của lớp 4. Có mối liên hệ nào giữa bốn người đã chết ạ? Hung thủ giết người một cách ngẫu nhiên? Hay đã tính toán trước? Cái chết của bốn người họ đều được ngụy tạo như một vụ tự sát thân phận và nghề nghiệp của bốn người họ khác nhau và họ dường như không có bất cứ mối liên hệ nào tuy nhiên ngay trước khi xảy ra án mạng đứa trẻ tên kim sinh đã dự đoán về cái chết của những người khác theo một cách đặc biệt ông lão không giấu giếm hàn phi bất cứ điều gì và ông dường như cũng không nói dối về những chuyện này người chết cuối cùng dự đoán về cái chết của những nạn nhân khác có thể hiểu như vậy đi ánh mắt ông lão rời khỏi hàn phi ông nhớ lại chuyện đã xảy ra nhiều năm trước người chết cuối cùng kim sinh là một đứa trẻ rất đặc biệt nó nghịch ngợm bố mẹ thì đi làm xa nên ông bà nội chăm sóc đứa trẻ đó từ bé đã thích nghe những người già trong làng kể những truyền thuyết dân gian và bản thân nó cũng thích bịa ra những câu chuyện ma quái nhưng kể từ khi nó vào trường học viện tư thục ích dân mọi thứ dần dần thay đổi nó ngừng kể chuyện ma nhưng bắt đầu cảnh báo những người xung quanh rằng ngôi trường thực sự bị ma ám ông lão nói xong quay đầu liếc nhìn hàn phi thấy hàn phi không có phản ứng liền nói tiếp trước khi xảy ra vụ án giết người đầu tiên kim sinh đã kể cho người bạn cùng phòng của mình một câu chuyện nó nói rằng khi nó đi vệ sinh vào một đêm nó đã nhìn thấy một người đàn ông đang cúi gằm mặt và đi theo nhân viên bảo vệ dù người bảo vệ có đi đâu thì người đàn ông này cũng luôn bám theo và người bảo vệ dường như hoàn toàn không hay biết sau khi kim sinh kể xong câu chuyện này với bạn cùng phòng nhân viên bảo vệ đã chết trong vòng vài ngày kim sinh đã hoảng hốt khi nghe tin nhân viên bảo vệ tử vong nó nói rằng người đàn ông đi theo nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy nó còn nói người đàn ông đó sẽ đến tìm nó bạn cùng phòng của nó hoàn toàn không tin điều này và đã nói với giáo viên chủ nhiệm về câu chuyện của kim sinh nữ giáo viên vừa mới nhận chức không bao lâu đã rất có trách nhiệm một mực chấn an kim sinh nhưng kim sinh không dám ở quá gần cô chủ nhiệm nó liên tục cảnh báo giáo viên chủ nhiệm của mình hãy cẩn thận khi ở một mình vào ban đêm và đừng bao giờ nói chuyện với học sinh trong hành lang một cách tùy tiện nhưng vào đêm thứ hai sau khi nó cảnh báo giáo viên chủ nhiệm thì cô ấy đã bị giết hại kim sinh trở nên điên rồ nó bắt đầu nói những điều vô nghĩa mọi người đều nghĩ rằng nó bị kích thích quá mãnh liệt nên đã gây ra các vấn đề về tâm thần nhà trường quyết định cho nó về nhà nghỉ ngơi nhưng vừa được mấy ngày kim sinh lại chạy tới trường học nó muốn cào vào mặt một nữ sinh như điên nó nói rằng nữ sinh đó trông giống hệt một con quỷ nào đó khuôn mặt của nữ sinh bị chảy xước và đã được đưa đi điều trị kim sinh cũng đã bị xử phạt ngay khi mọi người nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây thì người bạn trai của nữ sinh là một tên lưu manh ở bên ngoài trường học đã chạy đến trường vào buổi tối muộn dường như hắn đang chuẩn bị hẹn hò với bạn gái của mình kết quả là chúng tôi đã phát hiện ra xác chết của hắn ở trường vào ngày hôm sau thân phận của những người chết trong ba vụ án là khác nhau mối liên hệ duy nhất giữa họ là kim sinh nhưng khi chúng tôi chuẩn bị đi sâu vào điều tra thì kim sinh đã mất tích cuối cùng chúng tôi tìm thấy kim sinh trong ngăn tủ ký túc xá của nó đứa trẻ đã không còn hơi thở sau đó trường học viện tư thục ích dân đã bị đóng cửa để chấn chỉnh do quản lý hỗn loạn và chất lượng giảng dạy kém không lâu sau đó thì hoàn toàn bị bỏ hoang ông lão đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng khi nhắc đến cái chết của kim sinh giọng nói của ông có chút thay đổi và dường như ông cảm thấy tiếc nuối làm sao các người lại phát hiện ra vụ án này có liên quan đến cánh bướm bởi vì tất cả nạn nhân đều bị ngụy trang là tự sát sao hàn phi vẫn có chút nghi hoặc cách thức chết của nạn nhân là một trong những lý do điểm quan trọng hơn là Chúng tôi đã thẩm vấn ra địa chỉ nơi Mạnh Trường An và cánh bướm gặp nhau. Trong đó có trường học viện tư thục ích dân bị bỏ hoang. Ánh mắt của ông lão có chút đáng sợ, cánh bướm cũng đã từng hỏi Mạnh Trường An rằng hắn sẽ khiến Kim Sinh phát điên như thế nào nếu hắn là hung thủ. Cánh bướm đã từng đến trường học viện tư thục ích dân. Đây đều là những điều Mạnh Trường An đã nói sao. Để thẩm vấn Mạnh Trường An, chúng tôi đã áp dụng rất nhiều công nghệ mới. Ông lão không nói rõ, quay đầu nhìn Hàn Phi chăm chú, cậu có vẻ rất hứng thú đối với vụ án này nhỉ cháu thấy hứng thú với tất cả những vụ án liên quan đến cánh bướm thậm chí cháu muốn tự mình bắt cánh bướm nếu có thể hàn phi không nói dối trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy tốt hơn hết hãy để việc bắt giữ kẻ sát nhân cho cảnh sát chúng tôi một nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện lên trên khuôn mặt ông lão nói xa hơn thì hôm nay chủ yếu một mặt tôi tới đây gặp để gặp cậu mặt khác nhân tiện phát tiền thưởng cho cậu cửa xe mở ra cảnh sát canh giữ cửa lấy điện thoại di động của hàn phi từ trong túi chuyên dụng trả lại cho Hàn Phi. Cùng lúc đó, điện thoại của Hàn Phi khẽ rung lên. Hơi nghi hoặc một chút, hắn lấy điện thoại di động ra để kiểm tra, và tài khoản cá nhân của hắn có thêm 60.000 nhân dân tệ. Tiền thưởng là 50.000. Cá nhân tôi tặng cho cậu 10.000 còn lại. Cảm ơn cậu đã giúp tôi hoàn thành một tâm nguyện. Ông lão không tiếp tục làm mất thời gian của Hàn Phi nữa, đưa mắt nhìn Hàn Phi rời đi. Sau khi Hàn Phi biến mất khỏi tầm mắt của ông lão, viên cảnh sát kia mới mở miệng nói, Thầy à, thầy cảm thấy cậu ta có khả năng là cánh bướm không? Thời gian không khớp, khoảng thời gian cánh bướm gây án điên cuồng nhất là 10 năm trước, khi đó cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ. Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt ông lão biến mất, tiếp tục tập trung bảo vệ cậu ta. Thằng nhóc này có khí chất rất đặc biệt, cánh bướm nhất định sẽ tìm đến nó. Khí chất rất đặc biệt, khí chất quật cường dưới đáy vực thẳm, thầy đã cảm nhận được điều đó ở một tên tội phạm cấp S khác. Ông lão lấy điện thoại di động ra, sau khi nhập một chuỗi mật mã Điện thoại di động chiếu ra dữ liệu mô hình nhân cách của Hàn Phi. Tiếp theo, ông nhập mật khẩu quyền hạn của mình vào mô hình, sau khi hoàn thành xác thực danh tính, thông tin ẩn về mô hình nhân cách của Hàn Phi được mở ra. Vào cái đêm phát sinh thảm án đẫm máu ở trại trẻ mồ côi Hạnh Phúc, Hàn Phi mới 10 tuổi, là người sống sót duy nhất, cậu ta từng mắc chứng bệnh tâm lý rối loạn stress cấp tính, biểu hiện bằng sự thay đổi trong nhận thức, có nhận thức sai lệch về thời gian và không gian. Những âm thanh mùi vị hình ảnh và thậm chí cả sự đụng chạm cơ thể liên quan đến vụ án giết người sẽ khiến những cảnh đau thương hiện lên trong đầu cậu ta liên tục một khi cậu ta nhắm mắt lại nhận thức của cậu ta về thế giới sẽ biến thành một màu máu đỏ tàn nhẫn sau quá trình điều trị ban đầu người bệnh đã hồi phục vượt xa mong đợi ngoài việc vẫn không thể cười thì cậu ta đã có thể sinh hoạt như một người bình thường theo đánh giá của chuyên gia người bệnh có khả năng tự chữa trị bản thân có khả năng tự điều chỉnh và thích ứng mạnh mẽ sau khi đọc đi đọc lại số dư trong tài khoản cá nhân, khi mua bánh trứng Hàn Phi đã trực tiếp thêm vào hai quả trứng gà. Tương lai mình càng ngày càng nhiều tiền, không nên quá tệ với bản thân, đôi khi còn phải đối xử thật tốt với chính bản thân mình nữa. Mình không thể chết, tiền còn chưa dùng hết. Đến phố Bắc khu phố cổ, Hàn Phi lên xe buýt của đoàn làm phim, hôm nay vẫn quay ngoại cảnh, nếu mọi việc suôn sẻ thì hôm nay việc quay phim của hắn sẽ hoàn thành. Sau khi lên xe, Hàn Phi tìm một góc ngồi xuống, hắn không thích ngồi cùng người khác kéo rèm cửa sổ xe lại hàn phi đang định chợp mắt thì đạo diễn khương lại cố ý ngồi vào bên cạnh hàn phi ngày mai có một sự kiện lớn cậu có muốn tham gia không sự kiện gì vậy anh mình sẽ tham gia một chương trình thực tế mọi người sẽ chơi trò chơi sau đó thì nhân tiện quảng bá cho bộ phim đạo diễn khương vẫn hy vọng hàn phi sẽ tham gia cậu không có công ty chống lưng anh nghĩ cậu nên nắm bắt cơ hội này để thể hiện mình bên kia rất hy vọng cậu sẽ tham gia tất cả mọi người đều tò mò về việc diễn viên hăng hái làm việc nghĩa thì có gì đặc biệt? Em nghĩ là thôi đi, em không có bất kỳ tác phẩm nào, chắc là người ta chỉ quan tâm em bởi vì em đã trợ giúp cảnh sát bắt tội phạm, hiện tại tốt hơn hết là nên xuất đầu lộ diện ít thôi." Hàn Phi uể oải dựa vào ghế ngồi. "Cậu thực sự là một dòng suối trong trẻo trong vô vàn diễn viên đấy, cậu đang trở nên nổi tiếng mà lại không kiêu căng ngạo mạn." Đạo diễn Khương càng ngày càng đánh giá cao Hàn Phi, sau khi quay xong bộ phim này, dự kiến là cậu sẽ bùng nổ, hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể hợp tác trong tương lai." Không thành vấn đề. Đến địa điểm quay phim, một ngày bận rộn lại bắt đầu. Vì kịch bản của Hoa Song Sinh bị sửa đổi giữa chừng nên hầu hết các cảnh quay trước đó đều không dùng đến, để kịp tiến độ, cả đoàn phim đều phải làm việc thêm giờ, tất cả mọi người đều cùng nhau cố gắng. Đến 8 giờ tối, cảnh quay cuối cùng của Hàn Phi đã kết thúc, trong khi Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Nhiên vẫn còn đang phải quay. Với sự giúp đỡ và kích thích của Hàn Phi, kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên trẻ này đã được cải thiện rất nhiều nhưng họ vẫn còn tranh lệch khá lớn so với hàn phi theo đạo diễn khương hai người họ cần phải rất cố gắng để không lôi bộ phim xuống vô tình mình đã sống một cuộc sống mà trước đây mình từng mong đợi nhưng mình lại không hề bận tâm không tham gia vào bữa tiệc đóng máy với đoàn phim hàn phi một mình ra về như thường lệ hắn ngồi phương tiện công cộng trở lại thành phố xuống xe còn chưa đi được mấy bước bên tai chợt nghe tiếng gió trước khi ngẩng đầu hàn phi từ trong tiềm thức né sang một bên đùng một chậu hoa xương rồng đúng lúc đập ngay trước mặt. Những mảnh sứ vỡ vụn đã cắt đứt ngón tay hắn, âm thanh lớn thu hút sự chú ý của tất cả những người qua đường xung quanh. Năng lực phản ứng được mài rũa trong thế giới tầng sâu đã cứu sống Hàn Phi, lúc này sắc mặt hắn u ám, hai mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà dân cư bên đường. Một cặp vợ chồng trên tầng 3 đang tranh cãi và đứa trẻ không ngừng khóc. Đây là trùng hợp. Hàn Phi lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho Lệ Tuyết, "Em không chắc chắn lắm, nhưng cảm giác như cánh bướm đã ra tay với em." cậu hãy đến chỗ đông người ngay lập tức chú ý bảo vệ mình sau khi lệ tuyết hỏi địa chỉ cô chạy nhanh đến vị trí của hàn phi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh và thu thập chứng cứ trong đầu hàn phi nghĩ đến những gì mạnh trường hỉ đã từng nói rằng cánh bướm sẽ sử dụng những đồ vật và sự kiện tưởng chừng như không liên quan để giết người chỗ ở của mình được cảnh sát kiểm soát nghiêm ngặt nên cánh bướm rất khó xử lý nếu nó muốn giết mình nó nhất định sẽ răng bẫy ở bên ngoài nơi này không nên quá xa và đó phải là nơi mà mình có nhiều khả năng sẽ đi đến. Cuộc sống của mình cực kỳ có quy luật. Ngoài đóng phim, mình chỉ về nhà chơi game, và một trong những nơi nhất định phải đi qua trên đường là bến xe. Nhìn đôi vợ chồng còn đang tranh cãi, ánh mắt Hàn Phi lạnh lùng đến đáng sợ, chậu hoa gốm sứ chứa đầy đất từ tầng 3 rơi xuống, hoàn toàn đủ để giết chết một người, ở độ cao này cũng không dễ dàng rơi lệch ra được. 10 phút sau, cảnh sát đến, họ đưa Hàn Phi cùng lên tầng hai vợ chồng đang tranh cãi thì nghe thấy tiếng có người gõ cửa vốn không vui ra mở cửa nhưng họ ngay lập tức trở nên thành thật khi nghe thấy tiếng của cảnh sát chúng tôi đang điều tra một vụ án giết người hàng loạt hy vọng các người có thể hợp tác sau nửa tiếng đồng hồ điều tra không thu được gì chậu hoa bị rơi do hai vợ chồng trong lúc cãi vã xô đẩy đã vô tình đụng vào họ trồng vài chậu cây sưng rồng loại cây này cần nhiều ánh nắng nên họ đặt chậu hoa ngoài ban công chồng trốn ngoài ban công hút thuốc cửa sổ mở vợ đi làm về sớm hai bên cãi vã, xô sát vì một số chuyện vặt vãnh. Toàn bộ quá trình, không hề phức tạp, đầy tình cờ, Hàn Phi suýt tí nữa thì chết do trùng hợp. Cảnh sát đang thẩm vấn hai người lớn, Hàn Phi thì đi lại quanh phòng, cuối cùng nhìn về phía đứa trẻ rụt rè. Trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại nước mắt, đôi mắt trong suốt sạch sẽ, đứa trẻ này dường như là người vô tội nhất trong nhà. Cánh bướm dường như có một tình yêu đặc biệt với trẻ em, cho dù đó là tiểu bát bị nuôi nhốt hay trường học viện tư thục ích dân trước đây. Hàn Phi bước đến bên cạnh Lệ Tuyết, nói vài lời vào tai cô ấy, ra hiệu cô đừng bỏ qua đứa bé kia. Hàn Phi nói xong liền rời đi. Bây giờ có thể cánh bướm đã bắt đầu ra tay với mình, mình phải bắt nó càng sớm càng tốt. Chạy đua với thời gian, hiện tại Hàn Phi đã bước tới chỗ sáng, nhưng cánh bướm vẫn lẩn trốn trong bóng tối. Hẳn là sẽ có manh mối về cánh bướm trong thế giới tầng sâu, dù sao thì cư xá hạnh phúc và trường học viện tư thuộc ích dân, đều có liên quan đến cánh bướm. Sau khi bước vào căn hộ, Hàn Phi bật máy tính và đặt mua một loạt sách trực tuyến nghiên cứu thành công, quản lý tài năng, làm thế nào để trở thành giáo viên tốt nhất trong tâm trí trẻ em, sức mạnh của giáo dục. Đeo tai nghe vào để nghe tài liệu, Hàn Phi cũng bị phân tâm và bắt đầu tìm kiếm thông tin về trường học viên tư thục X dân trên internet. Không giống như vụ án chặt thay ghép xác, hầu hết thông tin của trường đã bị xóa, Hàn Phi chỉ tìm thấy vài manh mối và ảnh chụp vụn vặt. Trong đó có một bức ảnh gây ấn tượng với Hàn Phi, trong bức ảnh ông bà của Kim Sinh chạy đến trường với vòng hoa và tiền giấy để chặn cửa, cuối cùng bị giáo viên của trường tư thục kéo đi. Tại sao lại có quá ít thông tin như vậy? Có cảm giác như rất nhiều thứ đã bị cố tình xóa đi. Vụ án của trường học viên tư thục ích dân xảy ra sớm hơn so với vụ án chặt thay ghép xác, thông tin không đầy đủ thực sự có thể hiểu được. Trong hiện thực, có lẽ sẽ ít người nhớ đến ngôi trường đó, và chứng cứ có thể đã biến mất từ lâu theo thời gian. Tuy nhiên, trong hiện thực không tìm được không có nghĩa là trong thế giới tầng sâu không có người quản lý tòa nhà tiền nhiệm đã đánh dấu cụ thể địa điểm này trên bản đồ chắc hẳn là phải có dụng ý sâu xa hàn phi loáng thoáng nhớ tới lời nói của người quản lý ông ấy đã thúc giục hắn mau chóng đi thăm dò dường như nguy hiểm sẽ nhanh chóng ập đến vốn dĩ hàn phi vẫn còn nghi hoặc về điều này cho đến khi tiếng ca trên đường phố vang lên vào đêm hôm đó bách quỷ tránh dịch xém chút nữa thì hắn đã bị con quái vật khủng khiếp đó giết chết rồi thực lực của đối phương vượt quá phạm vi khả năng nhận thức của hắn với một kẻ địch như vậy trong lòng hàn phi không có cảm giác an toàn hắn cần phải khẩn trương trở nên mạnh hơn kiếp trước mình đã hủy diệt thế giới hay sao thế quái nào mà cả trong hiện thực lẫn trong game đều có người muốn giết mình sau khi tìm kiếm thông tin hàn phi lại luyện tập các kỹ năng chiến đấu cơ bản sau đó ngồi trên giường cầm mũ bảo hiểm trò chơi lên sau một lúc nghỉ ngơi hàn phi kết nối các đường dây khác nhau và đội mũ bảo hiểm trò chơi vào khi trò chơi bắt đầu, thế giới trong mắt Hàn Phi trở nên đỏ như máu, khắp nơi đều bị máu tươi phủ kín. Chào mừng bạn đến với cuộc sống hoàn hảo. Mở mắt ra, đầu tiên Hàn Phi cộng hai điểm kỹ năng mà hắn để dành vào kỹ năng diễn xuất và năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn. Sau đó, hắn bước vào phòng ngủ ở nơi sâu nhất của căn hộ ma ám và tìm thấy Ngụy Hữu Phúc. Hữu Phúc à, anh cùng em đến tòa nhà Block 2 nhé. Em muốn tập hợp tất cả mọi người ở cư xá hạnh phúc lại. Tập hợp tất cả mọi người ác. Ngụy Hữu Phúc yếu ớt dựa vào tường, một bộ dạng yếu đuối, một số cư dân sẽ mất đi một phần năng lực của họ sau khi rời khỏi căn hộ, vì vậy trước khi lấy được lòng tin của họ thì rất khó để tập hợp họ lại. Em có chuyện gì quan trọng sao? Em có thể giáo viên của trường học viện tư thuộc ích dân, bây giờ em đang có một kế hoạch, nếu thành công, có lẽ chúng ta có thể chiếm được trường học đó. Chiếm giữ học viện tư thuộc ích dân. Ngụy Hữu Phúc mở to hai mắt, không phải hôm qua chúng ta vừa mới giải quyết chủ cửa hàng tiện lợi sao? Hay là em cứ nghỉ ngơi trước đi đã? chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn chúng ta không có nhiều thời gian đâu đối với chúng ta thì mỗi đêm đều vô cùng quý giá hàn phi nghiêm túc nhìn ngụy hữu phúc những đứa trẻ trong ngôi trường đó đang bị ác quỷ giết hại nếu như muốn cứu chúng em nhất định phải trà trộn vào em nghiêm túc chứ ngụy hữu phúc hỏi lại hàn phi em có thể giáo viên của trường đó nên có thể ra vào trường tự do nhưng em đã bao giờ làm giáo viên chưa ngay từ ban đầu em đã không có chuẩn bị để trở thành một giáo viên mục tiêu của em là trở thành hiệu trưởng cơ Hàn Phi lấy ra thẻ giáo viên từ trong ô vật phẩm, sau đó giải thích kế hoạch của mình. Truy cập halezy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Cà Phê nhé. Trường học viện tư thục ích dân và cư xá hạnh phúc cách nhau một khu phố, nhưng hai nơi này có thể được kết nối trực tiếp thông qua cửa sau của cửa hàng tiện lợi ích dân. Bây giờ những người trong trường đó đã bắt đầu tiếp xúc với chúng ta, nếu chúng ta không muốn bị động thì phải có kế hoạch đối phó. Hàn Phi đặt thẻ giáo viên lên giường, sau đó tìm giấy và bút chúng ta không được đánh giá thấp sự nguy hiểm của ngôi trường này. Em định giải quyết trường học viện tư thục ích dân theo từng giai đoạn. Từng giai đoạn. Đầu tiên, chúng ta phải tập hợp tất cả cư dân sẵn sàng ra ngoài và dọn dẹp các tòa nhà hai bên đường. Trong khi mở rộng khu vực an toàn, thì sẽ tiêu diệt những kẻ tà ác vô phương cứu chữa để củng cố sức mạnh của chúng ta. Vậy thì làm sao đánh giá được đối phương tà ác đến vô phương cứu chữa? Những kẻ sẵn sàng tham gia cùng chúng ta là những người lạc đường biết quay đầu lại những kẻ chống lại một cách ngoan cố chính là vô phương cứu chữa. Hàn Phi nói một cách chắc chắn. Nhưng mà chung quanh có nhiều tòa nhà như vậy, cho dù chúng ta tạm thời xua đuổi ma quỷ ở bên trong đi, thì sẽ có ma quỷ mới tràn tới. Sức chiến đấu của Ngụy Hữu Phúc là không, anh ta chủ yếu dựa vào tiểu bát, mà thật không may là tiểu bát lại không thể tùy ý rời khỏi cư xá hạnh phúc được. Những nạn nhân của vụ án chặt thay ghép xác không thể giúp đỡ Hàn Phi ở bên ngoài khu cư xá, cho nên Ngụy Hữu Phúc xem xét các vấn đề khá là thận trọng chỉ cần chúng ta đủ mạnh, những kẻ mới đến sẽ không phải là ma quỷ, mà là bạn đồng hành và thức ăn. Lựa chọn không phải là của chúng ta, mà chính là bọn chúng. Hàn Phi cầm bút viết lên giấy một cái tên, quả thực có những điều không thể lý giải được và không được đề cập đến ở thành phố này, chúng ta chỉ cần né tránh bọn chúng và phát triển thực lực hết mức có thể trước khi thu hút sự chú ý của chúng. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Ngụy Hữu Phúc nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hàn Phi, anh ta nhìn thấy trong đó ngọn lửa bùng cháy cùng tham vọng ma quỷ của thế giới tầng sâu bị cuốn vào trong tuyệt vọng và thống khổ bọn chúng đã sớm bị thay đổi hoàn toàn trong mắt chỉ còn lại sự điên cuồng bạo ngược và thù hận sẽ ít ai nghĩ đến những điều tương lai như hàn phi hữu phúc từ từ phát hiện ra sự khác biệt giữa hàn phi và những ma quỷ khác đôi mắt của người đàn ông này luôn ánh lên những tia sáng mà lệ quỷ không tài nào có được hắn mang theo thứ quý giá và hiếm hoi nhất trong thế giới tầng sâu này đó chính là hy vọng trong mắt hiện lên một chút hâm mộ ngụy hữu phúc cũng muốn giống như hàn phi nhưng ký ức về cái chết giống như bị kim thép đâm vào trong lòng, nghĩ đến sẽ thấy đau nhói toàn thân. Người quản lý tòa nhà tiền nhiệm đã đánh dấu tất cả những nơi nguy hiểm xung quanh, sẽ không có vấn đề gì lớn nếu chúng ta không đến những nơi đó. Ý tưởng của Hàn Phi rất rõ ràng, lấy cư xá hạnh phúc làm hậu thuẫn và cửa hàng tiện lợi ích dân làm cứ điểm, coi đây là trung tâm để thăm dò xung quanh. Sau khi chúng ta đảm bảo xung quanh đều an toàn, thực lực của mọi người được nâng cao, thì đến lúc đó mọi người sẽ tập hợp ở con ngõ sau của cửa hàng tiện lợi để tiếp ứng cho em, và em sẽ tìm cách trà trộn vào bên trong trường học. Hàn Phi chuẩn bị cùng cư dân của cư xá hạnh phúc ra ngoài, hắn mong rằng các cư dân sẽ trợ giúp, để hắn có thể thuận lợi làm nhiều nhiệm vụ hơn và mau chóng tăng level. Level của Hàn Phi quá thấp, nếu trước đó không cộng hết điểm thuộc tính vào thể lực, thì hắn không thể nhấc nổi quan tài của người giấy quản lý cửa hàng. Vẫn đang ở giai đoạn đầu của trò chơi, hắn chưa nghĩ tới việc bổ sung thêm trí tuệ, trước tiên phải nâng thể lực lên mức bình thường ở thế giới tầng sâu mới được không thể tùy tiện để sát nhân đuổi theo em sẽ trà trộn vào trường học trước thăm dò tình hình chung trong trường tìm cách lấy thêm thẻ giáo viên và thẻ học sinh sau đó em sẽ phát những tấm thẻ đó cho các cư dân đã tiếp ứng cho em ở cửa hàng tiện lợi rồi tất cả chúng ta cùng nhau đi vào hàn phi rốt cuộc cũng nói ra suy nghĩ của mình cho dù là chờ đợi thăng cấp rất khó để tạo ra sự cải thiện lớn về thực lực trong một thời gian ngắn muốn chiếm đoạt trường học thì phải mượn lực kỳ thực hàn phi cũng đã cân nhắc rất nhiều bao gồm cả việc chờ đợi để có được một nghề nghiệp ẩn trước khi vào trường học viện tư thục ích dân nhưng nghề đồ tể lúc nửa đêm phải lấy được ở ngõ xúc sinh mức độ nguy hiểm của con ngõ đó không thấp hơn nhiều so với trường học viện tư thục ích dân hơn nữa nó cách cư xá hạnh phúc khá là xa nếu có chuyện gì xảy ra thì hàng xóm không thể đến trợ giúp nhìn chung mục tiêu phù hợp nhất trong giai đoạn này chính là học viện tư thục ích dân toàn bộ kế hoạch được chia thành ba giai đoạn bước đầu tiên là đảm bảo an toàn cho cửa hàng tiện lợi và tăng cường thực lực của bản thân bước thứ hai là đi vào trường để tìm hiểu thông tin và tìm thêm lối vào trường bước thứ ba là kết hợp bên trong và bên ngoài để mở rộng cánh cửa trường học không hề bốc đồng hay liều lĩnh và cũng không dừng lại vì sợ hãi hàn phi quyết định bắt đầu chuẩn bị cho chiến lược của trường học viện tư thuộc ích dân từ đêm nay hắn muốn nghĩ biện pháp để tìm ra manh mối về cánh bướm trong thế giới tầng sâu và trợ giúp cảnh sát bắt cánh bướm càng sớm càng tốt để trong hiện thực hắn không cần phải lo lắng đề phòng mỗi ngày Hàn Phi đã tiết lộ toàn bộ kế hoạch của mình, mặc dù Ngụy Hữu Phúc cảm thấy rủi ro rất lớn nhưng vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với Hàn Phi. Cả hai rời khỏi căn hộ ma ám 1044 và bắt đầu bàn bạc với những người hàng xóm khác trong tòa nhà. Ứng Nguyệt ở tầng 8 luôn bảo vệ cha mẹ đã biến thành cá vàng. Nếu như rời khỏi cá vàng trong thời gian quá lâu hoặc ở khoảng cách quá xa, oán hận và thống khổ trong người sẽ khiến con bé phát điên. Từ cầm ở tầng 5 không có nhà, nhưng chị đại nhà bên giường như đã đoán được Hàn Phi sẽ tìm đến mình nên cố ý để lại vài chữ bằng máu ở trên cửa chị ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, và chị sẽ sớm quay lại. Chỉ nhìn dòng chữ đẫm máu trên cánh cửa đã cảm thấy khiếp vía, nhưng Hàn Phi đã quen rồi. Sau khi tìm khắp tòa nhà block 1, cuối cùng chỉ có một người hàng xóm có thể ra ngoài cùng Hàn Phi, đó chính là khóc lúc này đang ôm đàn tế đứng bên cạnh Hàn Phi. Không biết có phải do năng lực vua trẻ em phát huy tác dụng hay không, hay là do cậu bé gầy còm này đã được nếm vị ngon ngọt của người giấy, Hàn Phi đã thuyết phục cậu bé chỉ bằng vài câu nói đơn giản cùng với khóc và ngụy hữu phúc hàn phi lại chạy đến tòa nhà block 2. sau khi hỏi thăm hồi lâu thì cuối cùng chỉ có một quỷ hồn cao gầy là đồng ý giúp đỡ kế hoạch của em rất hoàn hảo nhưng rất khó thực hiện được ngụy hữu phúc không thể đưa tiểu bát rời khỏi cư xá anh ta nhìn quỷ hồn cao gầy và khóc ở bên cạnh hàn phi lắc đầu nếu không thì chờ người phụ nữ ở tầng năm trở về đã chỉ cần có hai người bọn họ là đủ rồi các cư dân ở tòa nhà block hai ngại tham gia vì cảm thấy nguy hiểm nhưng sau này khi họ thấy đầy đủ lợi ích và mặt tốt sẽ càng ngày càng có nhiều cư dân sẵn sàng giúp đỡ em hàn phi nhìn về phía quỷ hồn cao gầy ăn nuốt ma quỷ sẽ thu được rất nhiều âm khí và năng lượng tiêu cực không chỉ có thể giúp mọi người nâng cao thực lực còn có thể giúp mọi người phát tiết nội tâm thống khổ một mũi tên chúng hai đích sớm muộn gì cư dân trong khu cư xá sẽ hiểu rằng việc giúp đỡ tôi là đôi bên cùng có lợi đêm qua tôi may mắn nhìn thấy cậu cõng quan tài quay về cảm giác cậu thật sự khác biệt tôi sẽ giúp cậu Quỷ hồn cao gầy có giọng nói khàn khàn trầm thấp, có cảm giác rất thành thục, tôi sẽ giới thiệu lại về bản thân, tên thật của tôi là Lý Tai, cư ngụ tại căn hộ 2021 trong tòa nhà block 2, tôi còn có một người em trai tên là Lý Họa, hiện tại nó đang ở trong cơ thể tôi, hai chúng tôi có thể chuyển hóa ý thức và sức mạnh của mình cho nhau. Các anh có năng lực gì đặc biệt không? Chúng tôi có thể vấy bẩn và cướp đoạt vận khí của người khác, đúng rồi. Lý Tai chợt nhớ ra điều gì đó. Trước đây có một du hồn lang thang đã vô tình tiến vào tòa nhà Block 2. Hắn có mùi giống chúng tôi. Chúng tôi đã cướp đi một tia vận khí cuối cùng của hắn, vốn định kết nghĩa anh em với hắn. Kết quả là hắn đã được cậu giải cứu. Bây giờ du hồn lang thang đó có còn không? Có bị hồn phi phách tán không? Hắn đi đầu thai rồi. Hàn phi kết thúc chủ đề thương cảm này. Ba người cùng nhau bước ra khỏi cư xá hạnh phúc. Con phụ u ám hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cả ba không dám dừng ở trong không gian trống quá lâu vội vã băng qua đường tiến vào bên trong cửa hàng tiện lợi ích dân. Chuông gọi hồn vang lên, Hàn Phi nhìn quanh bốn phía, cửa hàng tiện lợi lộn xộn trước đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nhân viên một mắt đã biến mất. Huỳnh Long đâu? Anh ta là nhân viên bán hàng duy nhất của tôi. Vào nhà kho, Hàn Phi lấy ra một cái từ trong đống sáp trắng, đừng có giả chết, Huỳnh Long đi đâu rồi? Một khuôn mặt bối rối xuất hiện trên nguyên bản sáp trắng, anh có nhận nhầm người không? Khuôn mặt và giọng nói của mày đều thay đổi, mày có bản lĩnh khá đấy hàn phi dùng chức năng giám định của hệ thống trực tiếp tìm sáp trắng sau đó lấy ra bật lửa tao nhờ mày giúp tao để ý các loại thông tin trong cửa hàng nếu điều này mà mày còn không làm được vậy tao chỉ có thể ra lệnh cho mày nhiều sáp trắng như vậy anh làm thế nào mà tìm ra được tôi chứ sáp trắng hoảng sợ tôi thậm chí còn thay đổi vị trí đừng có lắm lời nữa huỳnh long đâu vài giờ trước hắn đã đến khách sạn ở bên cạnh và không thấy trở về đến khách sạn tôi thật sự không có nói dối anh trong khách sạn đột nhiên có tiếng khóc của một đứa trẻ có vẻ như đang gọi mẹ huỳnh long sau khi nghe thấy âm thanh này liền vội vàng chạy tới tiếng khóc của đứa trẻ có vẻ như đom đóm và mẹ của nó xảy ra chuyện gì rồi hàn phi nhét sáp trắng vào túi cùng khóc và lý tai đi vào con ngõ sau của cửa hàng tiện lợi hắn lên tiếng chào hỏi tàn hồn còn du đãng ở nơi đây rồi lặng lẽ đi tới đầu ngõ bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một khách sạn rất nhỏ và cũ nát không có biển hiệu kẻ ném chậu hoa vào mình trước đó cũng sống ở đây, thù mới hận cũ vừa vặn được giải quyết cùng một chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vợ à, cho anh nghe lại giọng của con trai. Anh biết nó còn không biết nói chuyện, anh chỉ nhớ nó. Nó còn không nói được tiếng nào sao? Đã bao lâu rồi? Vợ ơi đừng khóc nữa. Anh không phải đang hung dữ với em, không sao. Vài ngày nữa anh sẽ mang một đứa con trai về nhà. Ôm một cái nào? Sao anh có thể nhẫn tâm để em một mình ở một nơi tối tăm như vậy? Em cần có người bầu bạn đừng khóc. Em yên tâm, đứa con trai này nhất định là của em. Anh biết em giấu nó trong khách sạn. Tại quầy lễ tân mờ tối của khách sạn, có một người đàn ông mặc áo mưa nửa đứng bên chiếc điện thoại, gã không ngừng nói, như thể đang gọi điện. Giọng gã rất nhẹ nhàng, đầu dây bên kia dường như là vợ gã. Vành áo mưa che gần hết khuôn mặt, giọng nói của người đàn ông đầy tình tứ, thỉnh thoảng lại làm nũng với vợ qua điện thoại, họ có vẻ rất tình cảm. Đồng hồ trên tường đã điểm một giờ sáng, Người đàn ông vẫn chưa dập máy, gã không ngừng an ủi người vợ vẫn đang thút thít, nhưng đúng lúc này tiếng bước chân vang lên ở cửa khách sạn. Một thanh niên trẻ tuổi tay ôm đàn tế, thân hình rất đẹp, khá đẹp trai mang chút suy sụp đi vào khách sạn. Người đàn ông mặc áo mưa điểm nhiên lau vết máu trên lòng bàn tay, bất đắc dĩ cúp điện thoại, gã nhìn người thanh niên đến khách sạn lúc nửa đêm, muốn nhận phòng sao? Anh là ông chủ. Đúng rồi. Người đàn ông lấy ra một chiếc chìa khóa từ dưới quầy, "Hãy cho tôi biết tên của cậu." cần đăng ký thông tin khi ở lại đây. Mạnh Trường An. Trường An. Tên hay đấy. Người đàn ông đưa chìa khóa cho người thanh niên. Phòng 202, vào giờ này đêm mai trả phòng. Vậy là được rồi sao? Tôi còn chưa trả tiền mà. Có người trả tiền cho cậu rồi. Cậu nghỉ ngơi sớm đi, chúc cậu có một giấc mộng đẹp. Cảm ơn nha, anh đã vất vả rồi. Người thanh niên rất lịch sự, nhưng hắn không rời đi ngay lập tức với chiếc chìa khóa. Thay vào đó, hắn nhìn. Vào bức tường khách sạn nơi có một cái bảng quảng cáo dán đầy đủ các loại quảng cáo và thông báo. Có những người bị mất tích và được tìm thấy, cũng có thông báo tìm người mất tích. Người thanh niên xem hồi lâu, còn phát hiện có một cái thông báo tìm gia sư dạy kèm tại nhà cho con mình. "Ông chủ à, cho tôi hỏi một chút, ai đã để lại tin nhắn này?" Đứa trẻ cần dạy kèm là học sinh của trường trung học Ích dân đối diện phải không? "Nó là học sinh trường này, nhưng vì một lý do nào đó nên bỏ học, mẹ nó lo lắng nên đã nghĩ cách cho nó trở lại lớp." để đứa con không bị tụt lại đằng sau, nên cô ta đã để lại lời nhắn muốn tìm gia sư dạy kèm tại nhà. Ông chủ có giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như là có tính cách rất tốt. Hai mẹ con cũng sống ở đây sao? Họ sống ở phòng 301, nếu cậu muốn nhận làm gia sư, tôi có thể gọi điện thoại thông báo cho họ. Vậy phiền anh nha." Người thanh niên đi đến cầu thang, qua lối đi mốc mèo, và khi đi đến bên cạnh cầu thang, hắn quay đầu lại nhìn một cái. Người đàn ông mặc áo mưa đứng sau quầy vẫn nhìn hắn chăm chầm. Chúc ngủ ngon bước lên cầu thang gỗ kéo kẹt, người thanh niên đi lên tầng 2. Lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng người đàn ông ở tầng 1, hình như gã lại bắt đầu gọi điện thoại cho vợ. Họ thực sự là vợ chồng sao? Khách sạn này hơi khác so với những gì mình dự đoán. Người thanh niên cầm đàn tế chính là Hàn Phi, hắn vốn định sau khi vào cửa sẽ lập tức tấn công chủ khách sạn, nếu cần thì sẽ giết ngay. Nhưng khi thực sự gặp chủ khách sạn, hắn mới thấy có điều gì đó không đúng. Chủ khách sạn có vẻ như bị chúng tà, trạng thái cũng giống như nhân viên cửa hàng một mắt bị người giấy thao túng trước đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hàn Phi cảm thấy mình không thể đánh rắn động cỏ được, hắn không để lộ khóc và lý tai trốn ở bên trong đàn tế, mà đóng vai một người thuê phòng. Dùng chìa khóa để mở phòng 202. Hàn Phi hướng vào đàn tế trong tay lắc đầu, sau đó nhìn xung quanh. Đồ đạc trong phòng rất tồi tàn, bên cạnh một chiếc tivi nhỏ có một ấm trà. Khi mở nắp ra, bên trong còn có thể thấy một ít tiền giấy bị ẩm ướt. Bạn sẽ không bao giờ biết được những thứ gì đã được nấu trong ấm trà của khách sạn. Sau khi kiểm tra cẩn thận cửa sổ và giường chiếu, Hàn Phi không phát hiện ra vấn đề gì, hắn chỉ nhìn thấy vài mảnh tiền giấy ở góc phòng và trong tủ treo quần áo. Mình luôn có cảm giác căn phòng này là dành cho người chết, nhưng mà ở cái thế giới tầng sâu này cũng chẳng khác gì âm phủ. Hàn Phi ngồi trên giường, sắp xếp lại thông tin một cách ngắn gọn, khách sạn chia thành 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng, trong đó phòng 101 ở tầng 1 có dán ba chữ phòng quản lý nhìn chiếc chìa khóa trong tay, Hàn Phi chăm chú lắng nghe, hiệu quả cách âm của khách sạn rất kém, trong phòng 201 liền kề có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nghiến răng. Khách sạn không lớn, đom đóm có thể bị giấu ở một gian phòng nào đó. Nhắm mắt, Hàn Phi nhớ, lại, người ném chậu hoa vào mình sống ở tầng 3, theo cách bố trí phòng ở tầng 2, cô ta nên sống ở phòng 302, ngay phía trên. Đứng dậy, Hàn Phi có thể nghe thấy trên đỉnh đầu phát ra tiếng ngáy, ngủ rất ngon sao. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Điện thoại đầu giường đột nhiên vang lên, Hàn Phi khẽ nhíu mày, trước đó hắn còn tưởng rằng điện thoại chỉ để trang trí. Nếu không trả lời, có phải nó sẽ không ngừng đổ chuông không? Hàn Phi nhìn chằm chằm vào điện thoại, lại phát hiện ra một điều rất thú vị khác, khi chuông điện thoại vang lên, tiếng nghiến răng và tiếng ngáy đều biến mất. Nhận điện thoại, Hàn Phi trầm mặc không nói. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, giọng một người phụ nữ phát ra từ điện thoại, "Xin anh đừng hành hạ tôi nữa, giết tôi đi, anh trực tiếp giết tôi đi." người phụ nữ đang khóc nức nở cô ta có vẻ rất yếu nói cho tôi biết chị đang ở đâu hàn phi trầm giọng nói nhưng nói từng chữ vô cùng rõ ràng đừng hành hạ tôi nữa giết tôi đi giết tôi đi người phụ nữ vẫn đang lặp lại câu nói vừa rồi nhưng vào lúc này âm thanh của xiềng xích rơi xuống chuyển đến từ điện thoại sau đó có tiếng đẩy cửa tiếp đến giọng nói của chủ khách sạn vang lên baby à em đang gọi điện thoại cho ai vậy trong nháy mắt điện thoại bị ngắt hàn phi đảo mắt dứt khoát đặt điện thoại về chỗ cũ sau đó lặng lẽ mở cửa phòng 202. Hắn không biết người phụ nữ bị chủ khách sạn giấu ở đâu, nhưng hắn biết chắc chắn lúc này anh ta không có ở quầy lễ tân. Dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi phòng, Hàn Phi chạy xuống tầng 1. Lúc này, tầng 1 vắng tanh, không một bóng người. Không nói gì cả, Hàn Phi lập tức lấy đi tất cả chìa khóa còn lại trong quầy, rồi lại bắt đầu tìm kiếm bên trong quầy, lấy tờ đăng ký của chủ khách sạn nhét vào trong ngực. Sau khi không bỏ sót thứ gì, Hàn Phi lại nhanh chóng chạy trở về. Hắn bước đi rất nhẹ nhàng, khi đi qua các phòng còn nghe lén động tĩnh bên trong. Trở lại phòng 202 một cách thuận lợi, Hàn Phi lấy được 6 chiếc chìa khóa có ghi số phòng. Hắn ghi lại số hiệu trên chìa khóa và sau đó mở tờ đăng ký. Tên Mạnh Trường An được viết ở cuối, hắn lật một trang về phía trước và trực tiếp tìm thấy tên của Huỳnh Long. Huỳnh Long ở phòng 304 à? Hàn Phi kiểm tra chùm chìa khóa đã lấy được, không có chìa khóa phòng 304. Huỳnh Long vẫn chưa trả phòng không lẽ anh ta vẫn đang ở trong phòng 304 sao? Trong lúc Hàn Phi đang xem tờ đăng ký, đột nhiên có tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài truyền đến, đồng thời trong đầu Hàn Phi lại vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0000 hãy chú ý. Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ cơ bản Ranger tìm kiếm nhân viên cửa hàng bị mất tích. Tìm kiếm nhân viên cửa hàng bị mất tích, nhân viên duy nhất của bạn đang bị mất tích. Tìm được anh ta có thể nâng cao độ thân thiện. Người chơi số 0000 hãy chú ý bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn ranh ngờ khách sạn lúc nửa đêm khách sạn lúc nửa đêm chủ của khách sạn này đã từng viết bốn chữ bằng máu trên biển quảng cáo người lạ đừng vào nhưng khi người chủ mất tích càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ và đáng sợ bắt đầu xuất hiện trong khách sạn tiếng bước chân trên hành lang xuất hiện rất đột ngột hàn phi không rõ người bên kia có phải đang đi về phía mình hay không để an toàn hắn đặt tất cả chìa khóa và tờ đăng ký cư trú của khách sạn vào trong đàn tế đậy lại cái nắp đầy vết nứt Hàn Phi thận trọng đi tới cửa phòng. Đông đông đông. Cánh cửa bị gõ vang, đối phương dừng ở cửa phòng 202. Cửa phòng khách sạn không có mắt mèo nên Hàn Phi đành phải nhìn ra ngoài qua khe cửa. Một người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh cũ nát đang đứng ngoài cửa phòng 202. Sắc mặt chị ta u ám, trong mắt có rất nhiều tơ máu, trên cổ có một vết bớt lớn. Tóc được thắt nút và còn có thể nhìn thấy một ít bùn trên tóc. Chiếc nhẫn của người chủ nhà không có phản ứng gì. Người phụ nữ này giấu đi khí tức của mình sao? Hàn Phi chậm rãi mở ra một khe hở, "Chị có chuyện gì sao? Thầy có phải là thầy giáo Mạnh Trường An không? Tôi vừa nhận được cuộc gọi của chủ khách sạn, anh ta nói rằng thầy muốn nhận làm gia sư." Giọng người phụ nữ có chút cứng nhắc và uể oải, chị ta có vẻ như đang ở trong trạng thái tinh thần tồi tệ, cảm giác rất mệt mỏi. "Đúng vậy, tôi là Mạnh Trường An." Hàn Phi mở cửa ra, vào trong nói chuyện đã, "Vừa vặn tôi có một số chuyện muốn hỏi chị." Người phụ nữ do dự ở trước cửa một chút, nhưng vẫn bước vào phòng 202. Hàn Phi nhiệt tình rót một cốc nước cho người phụ nữ và hỏi, con của chị từng là học sinh của trường học viện tư thục ích dân à? Chà, con tôi trước đây rất thông minh, học hành cũng vô cùng nghiêm túc. Sau này, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra mà thành tích học tập của cháu ngày càng xa suốt, tính tình thì trở nên kỳ quặc, động một chút là kêu khóc và ném đồ đạc. Áp lực học tập của cháu nó quá lớn, đừng ép cháu tiếp tục học vào lúc này, cần kết hợp học tập và nghỉ ngơi để cháu được thư giãn. Bây giờ mà để nó thoải mái, sau này, nó nhất định sẽ hận tôi. Hơn nữa, không phải là cháu không muốn học, mà hình như là bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó. Người phụ nữ nhớ lại, có một thằng nhóc ở cùng ký túc xá với con tôi rất xấu xa, nó thường xuyên kể cho con tôi nghe những chuyện kinh khủng, tôi nghi ngờ rằng con tôi đã bị ảnh hưởng bởi thằng súc sinh đó. Kể chuyện kinh khủng sao? Hàn Phi thu nhỏ con ngươi lại, chị có thể cho tôi biết tên của cậu bé đó được không? Nó tên là Kim Sinh, Kim trong Kim Thiên, Sinh trong Sinh Nhật. Kim Sinh, Kim Sinh. Hàn Phi không ngờ tới ở cái khách sạn bên cạnh trường học lại nghe được cái tên này, hắn càng không đành lòng để cho vị phụ huynh này rời đi, làm cha mẹ chúng ta nhiều khi, cũng không hiểu rõ con mình thực sự và thiếu cách giao tiếp hiệu quả. Chị có thể kể cho tôi nghe những điều mà con chị gặp phải ở trường không? Hãy để tôi giúp chị phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng học hành xa suốt của cháu. Vốn không quen biết lại sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ, điều này khiến người phụ nữ cảm thấy Hàn Phi rất đáng tin cậy. Trường học viện tư thục ích dân là trường nội trú, Tôi chỉ có thể gặp con 6 tháng một lần. Trước đây con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng cách đây 6 tháng khi tôi đến đón con, cháu nó đột nhiên nói rằng nó bị đau đầu, ngoài ra còn có một số vết thương nhỏ khó lành như là dị ứng. Sau đó thì sao? Tôi hỏi nó rằng ở trường nó có bị bắt nạt không, nó bảo không, nó chỉ cầu xin tôi đưa nó đi. Người phụ nữ nắm chặt chiếc áo khoác cũ nát của mình, gia đình tôi không có điều kiện, cho cháu vào trường này đã là quá sức rồi, tôi chỉ muốn trong tương lai nó có thể nổi bật ai mà biết được bây giờ nó lại thành ra như thế này nói cách khác là đến tận bây giờ chị vẫn không biết vì sao cháu bỏ học cả à? chị làm mẹ mà cũng vô trách nhiệm quá đi hàn phi lấy ra thẻ giáo viên của mình tôi là một giáo viên chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm về giáo dục nếu chị tin tưởng tôi hãy đưa tôi đến gặp thằng bé ngay bây giờ thầy mạnh à làm phiền thầy rồi người phụ nữ đút tay vào túi có chút xấu hổ nói thêm hiện tại tôi không có nhiều tiền tiền học phụ đạo sẽ bàn sau nếu không lập tức tiến hành chữa trị vấn đề tâm lý của cháu Tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu trong tương lai. Hàn Phi nhắc đàn tế ở trên giường lên. Giáo dục không chỉ là để các em thành thạo các kỹ năng và khả năng kiếm sống, mà còn để các em hiểu được giá trị và ý nghĩa của đạo làm người. Chỉ trong vài câu nói, Hàn Phi đã lấy được lòng tin của người phụ nữ. Chị ta dẫn Hàn Phi lên tầng 3, đẩy cửa phòng 301 một ra, một mùi tanh tửi ập đến, hình ảnh trước mặt có chút dọa người. Cửa sổ của khách sạn được che phủ bởi một lớp vải đen rất dày, Ánh đèn mờ phản chiếu những mảnh giấy lộn bẩn khắp sàn nhà. Giữa phòng có treo một tấm ga trải giường ẩm ướt, bên trong căn phòng được ngăn cách bởi tấm ga trải giường, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đầu người to lớn. Thằng bé đang ngồi gục trên bàn với một cơ thể tương đối gầy gò so với cái đầu của mình, nó dường như không thể đỡ nổi cái đầu đó nữa. Mùi thối gai mũi bốc ra từ đứa trẻ dị dạng kia, nó cầm cây bút trên tay và không ngừng lặp đi lặp lại những gì đã viết trên giấy. Đã gần 2 giờ sáng rồi, sao cháu nó còn đang học? thức khuya như vậy thì hiệu quả không cao lắm, nỗ lực là phải được trả bằng kết quả thực tế, chứ không thể cứ dùng hành động của bản thân là xong. Chiếc nhẫn của người chủ nhà truyền đến một chút hơi lạnh, Hàn Phi tay cầm đàn tế bước vào phòng, vén tấm ga trải giường ở giữa phòng ra, càng có thêm mùi thối nồng đậm phát tán ra ngoài. Quan sát ở khoảng cách gần, Hàn Phi phát hiện thằng bé quả thực rất đáng sợ, có thể nhìn thấy từng mạch máu đen trên cái đầu to lớn của nó, bên trong mạch máu dường như có thứ gì đó đang cuộn trào hàn phi còn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong đầu của thằng bé như thể đang gọi nó trở lại trường học viện tư thục ích dân em tên gì mùi gai sộc vào khoang mũi sắc mặt hàn phi không chút thay đổi cứ như là mất đi khứu rác vậy cái đầu to lớn từ từ quay lại phía trên mí mắt của nó là mạch máu đang đập trong mắt thì đỏ hoe dường như mạch máu có thể vỡ ra bất cứ lúc nào hai trong mắt nhìn hàn phi trầm chầm, chầm, trong mắt cậu thiếu niên tràn đầy ác ý cầm bút trong tay mà như cầm dao Sao em không đi ngủ một lát? Hàn Phi nhìn cuốn sách bài tập trước mặt thằng bé, trên đó viết đầy những cái tên khác nhau bằng bút đỏ. Đây đều là bạn học của em sao? Mạch máu trên đầu thằng bé ngày càng lộ rõ, vẻ mặt trở nên gớm ghiếc dị thường. Giao tiếp cần phải có phương pháp. Hàn Phi mỉm cười vẫy tay về phía người phụ nữ ở cửa, "Chị cứ ra ngoài trước đi, tôi muốn trò chuyện với đứa trẻ này một mình." Người phụ nữ ngập ngừng rồi quay lưng rời đi. "Cậu học trò này, mẹ em bây giờ đã đi rồi, em có biết điều này có ý nghĩa gì không?" hàn phi nhìn chằm chằm vào thằng bé mỉm cười hỏi thằng bé cảm thấy một chút nguy hiểm từ nụ cười của hàn phi lần đầu tiên trong miệng nó phát ra âm thanh thầy dám chạm vào tôi thử xem khá là táo bạo đấy tôi là thầy giáo thầy giáo sao có thể đánh một học sinh được hàn phi lấy ra bài tập bị nguyền rủa từ trong ô vật phẩm và đặt nó trước mặt thằng bé trước đó hắn đã thử nghiệm trên khóc vật bị nguyền rủa này sẽ tác động đến một người một cách vô tri vô giác và từ từ khống chế suy nghĩ của người đó nếu em đã không muốn đi ngủ, vậy thì làm bài đi, bắt đầu từ bài toán trung học đơn giản. Hàn Phi đặt bài tập trước mặt thằng bé, sau đó dùng năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, đè đầu thằng bé xuống, bắt nó phải nhìn vào sách bài tập, so với em người thông minh hơn còn phải nỗ lực, em có tư cách gì mà không phấn đấu. Nếu hôm nay không chịu vùi đầu vào thì sao ngày mai ngẩng đầu lên được. Lật dở sách bài tập, những dòng chữ dày đặc lặng lẽ hiện ra, như một vòng xoáy vô hình từ từ kéo linh hồn thằng bé. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Một số người sử dụng vật lý để hàng ma, một số sử dụng hóa học để hàng ma. Bây giờ cuốn sách bài tập do người quản lý tòa nhà tiền nhiệm để lại cho mình, thì biết rằng toán học cũng có thể hàng ma. Chẳng lẽ ông ấy ám chỉ cho mình tri thức chính là sức mạnh? Thằng bé đầu to đã bị sách bài tập hấp dẫn, mạch máu trên đầu cũng từ từ trở lại bình thường, không còn phản kháng quyết liệt nữa. Dưới ánh đèn lờ mờ, một đứa trẻ rất chăm chỉ chiến đấu trong biển đề nếu không phải mùi xác chết nồng nặc bốc lên từ cơ thể thì cảnh tượng này hẳn khiến người xem cảm thấy rất truyền cảm hứng hàn phi ngồi bên cạnh thằng bé khi ý thức của nó đã hoàn toàn bị cuốn vào bài tập bị nguyền rùa hắn mới thử hỏi lại em tên là gì đầu to các bạn học đều gọi em là đầu to nam sinh dường như tự lẩm bẩm một mình ánh mắt chăm chú vào sách bài tập trước kia em ở cùng kim sinh đúng không ấn tượng của em về đứa nhỏ đó như thế nào nó có bắt nạt em không em không thích nó nó luôn kể một số câu chuyện đáng sợ ngay cả khi nó nằm mơ vào ban đêm nó cũng sẽ nói những chuyện rất đáng sợ hoang tưởng chuyện hoang tưởng em còn nhớ nó đã nói những gì không hàn phi rất tò mò nó nói rằng tất cả chúng ta đều đã chết trong trường học khắp nơi đều là quỷ nó còn bảo rằng có một con bướm đã bay vào trong đầu của một học sinh nào đó học sinh đó sẽ khiến chúng ta đến quỷ cũng không làm được chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tên này em tin những điều nó nói à lúc đầu em không tin nhưng sau đó em cũng nhìn thấy quỷ trong trường nơi đó cất giấu thật nhiều quỷ câu hỏi của hàn phi dường như khiến thằng bé nghĩ đến điều gì đó không tốt và cảm xúc của nó lại trở nên kích động gần như thoát khỏi sự kiểm soát của nguyền rùa xem ra kim sinh này và kim sinh kia là cùng một người tính cách của nó một chút cũng không thay đổi vẫn thích kể những câu chuyện rất rùng rợn chỉ có điều trong hiện thực thì những gì mà nó kể chỉ là câu chuyện còn ở đây những gì mà nó nói đều là sự thật hàn phi đến khách sạn chủ yếu là để tìm huỳnh long tin tức thu được về kim sinh hoàn toàn là bất ngờ không tiếp tục kích thích đầu to nữa chờ xử lý xong chuyện ở khách sạn hàn phi sẽ dẫn mẹ con đầu to về cư xá hạnh phúc nhìn xung quanh hàn phi phát hiện trên bàn của thằng bé có một khung ảnh trong khung ảnh là một bức chân dung gia đình gồm ba người cái đầu của nam sinh trong bức ảnh cũng không lớn như vậy người đàn ông trung niên đó có phải là bố em không đúng rồi bố em làm việc ở nơi khác nhưng ông ấy rất yêu em và mẹ tối nào ông ấy cũng gọi điện cho hai mẹ con lại là gọi điện thoại. Hàn Phi đứng dậy đi về phía chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, nhưng khi hắn vừa rời đi, cửa phòng 301 đã mở ra. Bà mẹ của đầu to lo lắng bước vào, thầy Mạnh à, tình trạng của con tôi thế nào rồi? Có cách nào cứu chữa không? Chị trốn ở sau cánh cửa, mà không nghe thấy tất cả những cuộc nói chuyện giữa tôi và con chị à? Tại sao còn cố ý hỏi? Hàn Phi cười nhạt, con chị trở nên như thế này liên quan rất nhiều đến học sinh tên là Kim Sinh. Tôi sẽ giúp chị điều tra rõ ràng cảm ơn thầy mạnh. nếu chị đang thực sự nghĩ cho con thì tốt nhất không nên ở mãi trong khách sạn. chỗ này hỗn tạp, rất dễ ảnh hưởng đến việc học tập của cháu nó. tôi khuyên chị nên thuê phòng ở cư xá hạnh phúc bên kia đường. ở đó có môi trường tốt và chất lượng cư dân cũng cao, rất tốt cho sự phát triển sau này của cháu. tôi sẽ xem xét lại. ngay sau khi người phụ nữ đồng ý, điện thoại trên bàn cạnh giường đổ chuông. nghe thấy tiếng chuông điện thoại, người phụ nữ vẫn luôn cao mày không ngờ lại lộ ra vẻ chờ mong chị ta không né tránh hàn phi liền chạy đến bên giường nghe điện thoại chồng à tối nay anh không gọi điện cho em em lo lắng muốn chết đi được cảnh sát tương đối nghiêm ngặt anh không dám tùy tiện gọi điện thoại cho em em phải tuyệt đối ở trong khách sạn đấy đừng có đi lung tung anh sẽ sớm đến đón mẹ con em được anh cũng phải chú ý an toàn con trai đã khá hơn chưa nó còn đau đầu không nó lại trở nên tồi tệ hơn nhưng em đã tìm được một giáo viên tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta Đừng tùy tiện tin tưởng người khác, em đã quên tại sao anh lại bị vu khống là một kẻ sát nhân rồi sao? Anh cúp máy đây, em hãy tự lo cho mình nhé. Người đàn ông bên kia dường như đã nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng dập máy. Vừa rồi có phải là bố của đứa trẻ gọi điện không? Hàn Phi thản nhiên hỏi. Vâng, bố đứa trẻ đang bận làm ăn ở bên ngoài, bận bịu đến mấy cũng không thể bỏ mặc gia đình. Anh chị làm cha mẹ thì nên thực sự dành một chút thời gian cho con cái. Hàn Phi không ngừng nói về gia đình và giáo dục. Người phụ nữ nghe hắn nói thì liên tục gật đầu. Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về đây. Thầy Mạnh đi thong thả. Chị ta đích thân tiễn Hàn Phi ra cửa. Bước ra khỏi phòng 301, Hàn Phi đem tất cả những thứ vừa thấy lược lại một lần trong đầu. Người phụ nữ nói dối. Chồng chị ta là một đào phạm đang trốn tránh cảnh sát truy đuổi. Nhưng vấn đề là tại sao gã lại biết số điện thoại của khách sạn? Có khi nào gã cũng đang trốn ở trong khách sạn không? Mình vừa mời chị ta cùng đứa trẻ rời đi thì gã đã gọi điện ngay lập tức đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hàn Phi yên lặng liếc nhìn xung quanh, hình như có thứ gì đó trong khách sạn này vẫn đang trông chừng hắn. Người gọi điện đến có phải là chồng thật không? Hay chẳng lẽ lại là quỷ trong khách sạn gọi đến? Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Phi phát hiện điện thoại trong khách sạn này có vấn đề rất lớn. Vừa bước vào cửa đã thấy chủ khách sạn mặc áo mưa gọi điện cho vợ. Sau khi vào phòng thì nhận được tiếng kêu cứu của một người phụ nữ lạ mặt. Sau đó thì phát hiện người phụ nữ ở phòng 301 cũng đang liên lạc với chồng qua điện thoại. Nếu tất cả khách trong khách sạn là những con rối, thì điện thoại chính là đường dây kết nối bọn họ. Có phải quỷ hồn đang gọi điện mê hoặc họ không? Hàn Phi cảm giác được trạng thái của các vị khách trong khách sạn không tốt, hắn muốn tìm nguyên nhân và hiện tại đang dần dần thu hẹp mục tiêu. Nhìn căn phòng cuối hành lang tầng 3, Hàn Phi di chuyển. Huỳnh Long ở trong phòng 304. Đến giờ anh ta vẫn chưa trở về, chắc hẳn có thứ gì được giấu trong phòng đó. Có mùi ẩm mốc trong hành lang tối om. Khi Hàn Phi vừa đi qua cửa phòng 302, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, một cánh tay mập mạp thỏ ra từ khe hở bên trong cánh cửa. Người kia dường như đã đợi rất lâu, "À, ta bắt Hàn Phi lại." Là con mụ béo ném chậu hoa vào người mình. Hàn Phi có 10 điểm thể lực cũng không chống đỡ được trước mặt người phụ nữ, thân thể từng chút một bị kéo vào trong phòng. Thực lực của mình còn yếu quá. Khe hở do cánh cửa mở ra càng ngày càng rộng, sau cánh cửa hiện ra khuôn mặt trang điểm đậm của à, miệng còn đang nhai nuốt một khúc xương. Ánh mắt nhìn Hàn Phi vô cùng đáng sợ. Vào nơi này mày sớm muộn gì cũng chết, chi bằng chết ở trong tay tao." Mỡ trên mặt người phụ nữ run lên vì kích động, sức lực của người phụ nữ còn lớn hơn Hàn Phi rất nhiều, nhanh muốn kéo Hàn Phi vào phòng nên đột nhiên dùng toàn lực. Hàn Phi không ngờ bên kia vừa rồi che giấu thực lực nên mất cảnh giác, bỗng chốc bị lôi vào phòng 302. Cánh cửa phòng kiên cố từ từ đóng lại, tia sáng cuối cùng biến mất trong mắt Hàn Phi. Ngã tư này ngày ngày có vô số kẻ qua lại, nhưng mày khác với bọn chúng. Lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã muốn giết chết mày rồi. Tao không thể kiểm soát được sự thôi thúc đó, tao cảm thấy hoa máu bắn tung tóe ra từ cơ thể của mày sẽ đẹp hơn, tất cả bọn chúng. Cái miệng của khách thuê phòng 302 hé mở, để lộ ra hàm răng màu nâu xám. Hàn Phi ngã xuống đất không rơi một tiếng, dường như bị chấn kinh rồi. Thật đáng yêu, thật là muốn giết mày quá đi. Tao sẽ giết mày từng chút một, kéo dài quá trình này đến cả ngày. Không, tao có chút không nỡ, tao sẽ dùng thời gian một tuần để từ từ giết mày. Ả à, ta mở ngăn kéo lấy ra một hộp lưỡi dao mỏng, từ trong đó rồi cười một cách hưng phấn. Trước hết hãy bắt đầu từ bắp chân đi, mày sẽ không có cách nào chạy được. Mụ béo phòng 302 run lên, Ả à, đi về phía Hàn Phi với lưỡi dao hoàn toàn không tương xứng với hình thể, tao sẽ làm rất sạch sẽ. Người phụ nữ sắn tay áo lên, Hàn Phi nhìn thấy vết sẹo hình con bướm màu đỏ thẫm trên cổ tay của À. Tại sao những kẻ điên điên khùng khùng dường như đều có dấu vết của cánh bướm? Hàn Phi vẫn nằm trên mặt đất, hắn còn đang kinh ngạc nhìn người phụ nữ từng bước một đi tới. Khách thuê phòng 302 mạnh hơn Hàn Phi rất nhiều, ả à còn cười một cách trơ trẽn hơn sau khi phát hiện ra Hàn Phi không mang theo bất kỳ món đồ nguy hiểm nào. Cánh tay rắn chắc của ả à nắm lấy bắp chân Hàn Phi, khi ả à định kéo vào bếp, thì Hàn Phi đang tê liệt trên mặt đất bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh chưa từng có. Hắn sử dụng năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn, rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng ả. À vào lúc người phụ nữ cảm thấy đau đớn và cúi gập người xuống, Hàn Phi lấy ra người giấy đỏ như máu từ trong, ô vật phẩm trực tiếp nhét người giấy vào miệng của ả ta, khóc. đứa trẻ trong tế đàn xuất hiện trên đầu người phụ nữ chẳng biết từ lúc nào, đôi tay của nó làm ý thức của ả rối loạn, còn người giấy vừa được nhét vào miệng cũng dường như trở nên sống động, từng mạch máu đâm thẳng vào cơ thể của khách phòng 302, sau đó người giấy màu máu đầy vết rách biến mất. khách thuê phòng 302 quỳ dạp xuống đất đau đớn, ả à, liều mạng ôm cổ họng nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào hay khạc ra được gì. Ngay sau đó cơ thể của ả à bắt đầu sưng lên bất thường, ả à muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đối phó với Hàn Phi, nhưng bóng đen gầy yếu đang ngồi trên cổ không ngừng quấy nhiễu phán đoán. Khách thuê phòng 302 giống như một con dã thú mất đi lý trí, điên cuồng đâm vào đồ đạc xung quanh, ả à hoảng sợ bất an, ngay sau đó thì bắt đầu nôn ra máu đen, trong máu dính đầy giấy. Sau 10 phút, cơ thể của ả à trở nên nhợt nhạt và khi một tia huyết sắc cuối cùng biến mất, ả ngã gục xuống giữa phòng như một người giấy bị hút khô. Một tiếng sột soạt kỳ quái vang lên, từ trong lồng ngực người phụ nữ chậm rãi nhô ra một cánh tay, hình người bằng giấy đỏ như máu lắc lư đi ra từ trong cơ thể của ả. Nó nhìn thấy Hàn Phi thì cười vui vẻ, sau đó lắc người hướng Hàn Phi đi tới. Đây chính là vật phẩm nguyên rùa anh ép sao. Hàn Phi chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy dùng mình. Hiện tại hắn rất may mắn vì ý thức của người giấy đã bị phá vỡ. Đưa tay thu hồi người giấy trở lại ô vật phẩm. Hàn Phi phát hiện vết rách trên cơ thể của nó đã ít đi rất nhiều. Máu thịt cùng âm hồn dường như có thể giúp người giấy nhanh chóng bình phục vết thương. Vật phẩm nguyên rùa còn kinh khủng và khó chơi hơn mình tưởng. Nhìn người phụ nữ trên mặt đất, Hàn Phi vốn còn muốn hỏi đối phương vài vấn đề. Mày cũng đừng cảm thấy oan uổng, tại mày tập kích tao trước đấy nhé. Hàn Phi vuốt đôi mắt mở to của ạ, sau khi chạm vào làn da của đối phương, hắn không cảm thấy có chút đàn hồi nào, cảm giác như chạm vào một tờ giấy trắng đôi mắt tràn đầy oán độc của khách thuê phòng 302 đã được Hàn Phi vuốt lại, cơ thể của ả à hoàn toàn biến thành giấy vụn. Vào đúng thời điểm ả à bị hồn phi phách tán, Hàn Phi đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở trong đầu, người chơi số 0000 hãy chú ý. Nhân viên Huỳnh Long của bạn bị thương nặng, hãy tìm anh ta càng sớm càng tốt, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Nhiệm vụ này bị hạn chế về thời gian à? Hàn Phi vốn còn muốn lục soát trong phòng một hồi, nhưng nghe được âm thanh hệ thống thì cũng không ở lại quá lâu cầm hộp lưỡi dao trên mặt đất đi tới cửa phòng. Không có bất kỳ ai trong hành lang, đám khách thuê phòng dường như đã quen với những âm thanh quái dị thỉnh thoảng phát ra từ phòng 302, nhưng yên tĩnh lại có chút không bình thường. Có điều gì đó đã thay đổi trong khách sạn sau cái chết của vị khách phòng 302. Lo lắng cho sự an toàn của Huỳnh Long, Hàn Phi quyết định không lãng phí thời gian nữa, hắn tìm chìa khóa phòng 304 từ trong đàn tế rồi đi đến chỗ sâu nhất của hành lang. Chìa khóa được cắm vào ổ khóa, Điện thoại trong phòng 304 vang lên ngay khi cửa được mở. Âm thanh đinh linh linh phá tan sự tĩnh mịch của khách sạn, cả tòa nhà nhỏ đều có thể nghe rõ. Bước vào phòng 304, Hàn Phi cầm điện thoại đặt trên tủ cạnh đầu giường. Có một tiếng thở dốc yếu ớt chuyển qua micro, sau vài giây, bên kia mới mở miệng nói hai từ, đi nhanh. Giọng nói trong điện thoại trầm thấp và yếu ớt, Hàn Phi có thể nghe ra tiếng của Huỳnh Long, anh đang ở chỗ nào trong khách sạn? Đừng nói chuyện với tôi, đừng trả lời, đi nhanh đi huỳnh long dường như đang cố gắng với sức lực cuối cùng của mình vừa nói xong thì trong điện thoại vang lên âm thanh vết thương bị xé rách điện thoại vẫn chưa cúp hàn phi lập tức hiểu ra sau khi nghe tiếng vết thương bị xé rách bên cạnh hoàng long còn có người khác đó là người đang cầm điện thoại tra tấn huỳnh long ép buộc anh ta phải nói chủ động cúp điện thoại hàn phi liếc mắt nhìn đường dây điện thoại màu đỏ gắn trên tường dây điện thoại giống như mạch máu trong cơ thể người huỳnh long không cho mình nói chuyện có vẻ như chỉ cần mình giao tiếp với mọi người qua điện thoại thì sẽ bị nhiễm phải thứ gì đó. Hàn Phi phản ứng quá nhanh, từ lúc vào khách sạn đã bắt đầu nghi ngờ điện thoại, giờ cùng với cảnh báo của Huỳnh Long, hắn xác định chắc chắn điện thoại trong khách sạn có vấn đề. Cầm lấy lưỡi dao, Hàn Phi muốn cắt đứt dây điện thoại, nhưng sợi dây màu đỏ đó cứng rắn hơn hắn tưởng, lưỡi dao của khách thuê phòng 302 không cách nào cắt được. "Khóc, em thử cắn mở nó xem sao." Hàn Phi đang định thử phương pháp khác, thì một khuôn mặt quỷ màu đỏ thẫm bước vào phòng 304. Người kia loạn choạng bước vào phòng với một chai rượu trên tay. Sau khi tới gần Hàn Phi, hắn đột nhiên tăng tốc, làn da đỏ ửng chảy ra máu tươi, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến dạng, giống như một vũng máu thịt. Không cần Hàn Phi nói, khóc liền động thủ với con ma men. Kia, khóc là oán niệm, còn con ma men chỉ là nguyền rủa tiếc nuối. Nó căn bản là không có cách nào làm tổn thương được khóc, mà trên thân lại càng ngày càng nhiều vết thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì con ma men cũng bị giết chết nhưng Hàn Phi lại mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Con ma men kia ở trạng thái giống như Huỳnh Long lúc trước bị người giấy điều khiển, ngơ ngơ ngác ngác, mất đi ý thức của bản thân, không ngừng tấn công, muốn cùng khóc sống mái một phen. Tại thời điểm con ma men sắp hồn phi phách tán, trong đầu Hàn Phi lại vang lên âm thanh của hệ thống, người chơi số 0000 hãy chú ý. Ý thức bản thân của nhân viên Huỳnh Long sắp tan vỡ. Hãy tìm anh ta càng sớm càng tốt, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên lần thứ hai, Hàn Phi nheo mắt nhìn con ma men đang dần bị hồn phi phách tán. Lần đầu tiên hệ thống nhắc nhở mình rằng Huỳnh Long bị thương là thời điểm khách thuê phòng 302 bị người giấy ăn nuốt. Lần thứ hai mình được nhắc nhở rằng ý thức bản thân của Huỳnh Long sắp tan vỡ là lúc con ma men sắp bị giết chết. Liên tiếp hai lần, không thể nào là trùng hợp. Nhìn lướt qua điện thoại sau lưng, trong đầu Hàn Phi nảy ra một ý tưởng. Chủ nhân thực sự của khách sạn này có phải thay đổi mục tiêu rồi không? Hàn Phi ra hiệu cho khóc ngừng tay, hắn cưỡng ép rút đường dây điện thoại ra, chỗ nối có vết máu chảy, ở cuối đường dây điện thoại có thứ gì đó mọc ra trông giống như một bộ phận cơ thể người. Đừng quản khách chọn nữa, chúng ta xuống tầng 1. Hàn Phi có trí nhớ rất tốt, hắn nhớ rõ lúc mới vào khách sạn, ông chủ cũng đang nghe điện thoại, đường dây điện thoại của quầy kéo dài đến dưới đất. Nếu điện thoại là một vật phẩm nguyên rủa thì nơi ẩn thân của nó chắc là ở bên dưới lòng đất của khách sạn. Sau khi suy nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Phi Ôm đàn tế lao ra khỏi phòng 304 cùng khóc. Khi bọn hắn chạy xuống tầng, toàn bộ điện thoại ở tất cả các phòng trong khách sạn đều vang lên, những cánh cửa đóng chặt được mở ra, những người khách thuê phòng bước ra như bị mộng du. Đừng quan tâm đến bọn chúng. Âm thanh đinh linh linh dày vò màng nhĩ không ngớt, Hàn Phi vọt một hơi đến tầng 1. Lúc này, chủ khách sạn mặc áo mưa đang cười quái dị nhìn hắn. Cầu thang gỗ cót két vang vọng, tiếng bước chân lộn xộn vang lên, từng đạo quỷ ảnh từ trên tầng chạy xuống. Vị khách này, tôi rất xin lỗi, ngày mai khoảng giờ này cậu mới có thể trả phòng. Chủ khách sạn vén vành mũ áo mưa lên, trên đầu gã có một vết nứt rõ ràng, nếu cậu nhất định phải trả phòng sớm thì chúng tôi chỉ có thể tính tiền thuê phòng của cậu sớm. Bàn tay giấu dưới lớp áo mưa từ từ duỗi ra, gã cầm một cái diều dùng để băm xương cốt. Nhìn thấy những vị khách trên tầng cũng đang chạy xuống, Hàn Phi không còn cách nào khác, lý tai. Đến giờ ăn rồi à? Một bóng đen u ám hiện ra từ vết nứt trên tế đàn và một người đàn ông cao gầy đang xé bụng mình ra, nơi đó còn cất giấu một khuôn mặt khác. Để em trai của anh ra đi. Nhanh lên. Hãy đập thủng sàn nhà. Tình hình nguy cấp hơn Hàn Phi dự đoán, người đàn ông cao gầy gật đầu, cậu tránh xa một chút. Anh ta uốn cong cơ thể của mình thành một góc không thể tưởng tượng nổi, rồi trực tiếp đưa đầu vào cái miệng bên trong bụng mình. Cảnh tượng kinh khủng này thậm chí còn vượt qua cả những quỷ quái trong khách sạn. Hàn Phi cũng không ngờ cách mà hai anh em dung hợp lại kinh khủng như vậy cái miệng trên bụng đã cắn đứt đầu của người đàn ông cao gầy, lý trí của anh ta bị nuốt lấy, những gì còn lại chỉ là sự tuyệt vọng và điên cuồng. Bóng đen tăng lên gấp đôi, Lý Họa giữ tợn tựa như một kẻ mất trí bắt đầu điên cuồng nện xuống mặt đất. Tòa nhà nhỏ ba tầng khẽ đung đưa, bên dưới sàn nhà nhanh chóng bị Lý Họa đập thành một cái hố lớn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, dưới đất bốc lên một mùi thối nồng nặc, Hàn Phi bịt chặt mồm miệng lại nhìn vào trong hố, dù đã trải qua nhiều trận chấn kinh, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Dưới lòng đất của khách sạn là một cái hố giấu thi thể. Từng cỗ thi thể được ghép lại với nhau và khảm nạm cùng một chỗ, thân thể của chúng bị quấn lung tung bởi những sợi dây điện thoại đỏ như máu, một số sợi dây điện thoại thậm chí còn xuyên thủng qua da và được chôn sâu trong cơ thể của chúng. Huỳnh Long, nhân viên một mắt bị từng cỗ thi thể cắn lấy, anh ta dùng thân thể để bảo vệ đứa trẻ cùng một cỗ thi thể phụ nữ trong ngực. Dáng dấp của người phụ nữ bình dị gần gũi, hai mắt nhắm chặt, mang nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt. Nhưng cơ thể đã bị một số đường dây điện thoại xuyên qua, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, Huỳnh Long cũng đã chịu đựng gần đến cực hạn, ý thức của anh ta đang ở bên bờ sụp đổ, con mắt duy nhất còn lại tràn đầy đau đớn. "Giúp, giúp tôi với." Huỳnh Long không nghĩ lại được nhìn thấy Hàn Phi vào lúc này, có một tia cảm xúc trong con người đục ngầu và tuyệt vọng mà chính bản thân anh ta cũng không thể nào lý giải được, cảm xúc hiếm hoi đó đã khiến anh ta bùng nổ sức lực một lần nữa khi đã chịu đựng đến cực hạn cánh tay duy nhất có thể cử động được đã nắm lấy đứa bé đang được bảo vệ ở trong ngực anh ta dùng chút sức lực cuối cùng ném đứa bé ra khỏi hố tử thi hàn phi bắt được đứa bé liền trốn ở bên cạnh lý họa vì mất đi lý trí đã trực tiếp nhảy xuống hố tử thi anh ta điên cuồng cắn xé và kéo túm thi thể dưới lòng đất nhưng cuối cùng mọi tổn thương dường như đều chuyển rời sang cơ thể của huỳnh long đường dây điện thoại hẳn là một cầu nối nguyền rủa chia đều tổn thương chỉ bằng cách tấn công bản thể vật phẩm nguyền rủa thì mới có thể phá cục Lý Họa đã mất kiểm soát, khóc phải trông coi tứ phía, bây giờ thứ duy nhất mà Hàn Phi có thể dựa vào chính là người giấy. Mở ra ô vật phẩm, Hàn Phi cầm trên tay người giấy đỏ như máu, máu chảy ròng ròng, hắn hy vọng người giấy sẽ chui vào sâu trong đống thi thể, nhưng nó lại chỉ nhìn hắn với nụ cười trên môi. Ý thức của người giấy đã bị phá hủy, lúc này nó chỉ là một cái xác không. Nhớ lại lời nói của Từ Cầm, trong đầu Hàn Phi hiện ra khuôn mặt xinh đẹp bệnh hoạn của cô khi trong tâm trí hắn khuôn mặt của cô phủ lên khuôn mặt của người giấy một mùi máu tanh nồng nặc bốc ra hãy đi đến chỗ sâu nhất trong đống thi thể nhìn xem những cái xác đó đang bảo vệ cái gì người giấy nhỏ máu dường như hiểu được lời nói của hàn phi nó lảo đảo đi về phía hố tử thi nụ cười trên mặt càng ngày càng bệnh hoạn và quái dị đây là nỗ lực thực sự đầu tiên của hàn phi trong việc thao túng người giấy trong quá trình thao túng não của hắn dường như bị kim đâm xuyên qua Trải nghiệm đáng sợ về người giấy đã tác động đến trí nhớ của hắn một cách điên cuồng, cả hai dường như có thể dung hợp lại với nhau bất cứ lúc nào. Hiện tại Hàn Phi rốt cục hiểu rõ được công dụng của trí tuệ, nếu không phải trí tuệ ban đầu tương đối cao, hắn không thể điều khiển được người giấy trong một thời gian dài. Ngay khi người giấy đỏ như máu xuất hiện, bầu không khí trong khách sạn lập tức khác hẳn lúc trước. Mùi xác thối bị mùi máu tươi áp chế, đồ vật trong đống thi thể không có cách nào di chuyển được, nó chỉ có thể nhìn người giấy màu máu theo khe hở tiến vào sâu bên trong đống thi thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halleyzi Audio. Từng cỗ thi thể bị xuyên thủng bởi đường dây điện thoại, chúng được chắp nối và chen chúc nhau, chỉ để bảo vệ vật thể bị nguyền rủa ở giữa. Lý Họa đã nuốt mất anh trai của mình, hoàn toàn mất khống chế, không phân biệt được trước mặt là ai, trên 10 ngón tay có một tầng xương mù màu đen, thứ đó dường như có thể thiêu cháy linh hồn của anh ta. Anh ta tấn công bừa bãi, thi thể trong hố bị đập nát, thương tổn do xương mù đen gây ra thì bị vật phẩm nguyền rủa chia đều đến toàn bộ đám ma quỷ trong khách sạn. Vào lúc Lý Họa thu hút sự chú ý của vật phẩm nguyền rủa thì Hàn Phi nhắm mắt lại và tập trung vào việc điều khiển người giấy màu máu. Ký ức trong tâm trí Hàn Phi dần dần bị nhuộm đỏ, nỗi kinh hoàng mà người giấy phải trải qua bắt đầu ảnh hưởng đến Hàn Phi, nếu không chết nhiều lần trong nhiệm vụ của người quản lý, có lẽ bây giờ hắn đã gục ngã. Hàng chục lần chết đi sống lại đã rèn luyện ý chí của Hàn Phi, hắn nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ những ảo tưởng khác nhau trong đầu, để người giấy màu máu từng chút một chui vào sâu trong đống thi thể mặt trước thì bị lý họa tấn công điên cuồng mặt sau thì bị người giấy màu máu xâm nhập vật phẩm nguyền rủa chôn sâu dưới lòng đất lộ ra điểm yếu lớn nhất đó là không thể tùy ý di chuyển sau khi từng cỗ thi thể bị đập nát người giấy màu máu đã xâm nhập được vào trong đống thi thể đó ở phần lõi của đống thi thể là một ông lão thân mình héo hon sơ xác, chẳng chịt những đường dây điện thoại đỏ như máu đôi mắt già nua vẩn đục đầy đau khổ và hối hận không phải là vật phẩm nguyền rủa mà là một người à. Lúc này Hàn Phi không thể dừng lại được, nếu như còn chậm trễ, Huỳnh Long sẽ mất mạng. Mũi tên đã đưa vào cung rồi không bắn không được, cuối cùng Hàn Phi ra lệnh, cho người giấy màu máu tấn công đường dây điện thoại chẳng chịt trên người, của ông lão. Trong nhà mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, người giấy với nụ cười đáng sợ trên mặt trực tiếp đâm hai tay vào ngực ông lão. Người giấy không làm theo sự điều khiển của Hàn Phi, dường như nó bị thứ gì đó hấp dẫn nên mỉm cười ngây ngốc, hai tay như mũi dao cứa một lỗ to trên ngực. Sau đó cơ thể nó ướt đẫm máu, nó trực tiếp nhảy vào trong lồng ngực. Chính vào thời khắc này, toàn bộ ma quỷ trong nhà đều dừng lại một chút. Một lúc sau, người giấy màu máu lấy ra một trái tim đang đập từ trong lồng ngực của ông lão, toàn bộ đường dây điện thoại đều cắm sâu vào trái tim, trái tim đó là ngọn nguồn của tất cả các đường dây điện thoại trong khách sạn. Chuyển động của đám ma quỷ bị điều khiển bắt đầu chậm lại, người giấy phấn khích muốn nuốt chửng trái tim đó, Hàn Phi đã phải mất rất nhiều sức lực mới ngăn cản được nó. Trong trái tim đầy vết thương, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của một bà cụ, bà ấy dường như là nguyền rủa mà Hàn Phi đang tìm kiếm. Lý Họa, đủ rồi, đừng đánh nữa, kia là người của mình. Lý Tai, mau đưa em trai anh đi. Hàn Phi lớn tiếng la hét, Lý Họa như trẻ trâu, vẫn còn định làm vài cái động tác khoa tay múa chân với người giấy màu máu. Hàn Phi vừa cố gắng điều khiển người giấy, vừa cố gắng ngăn cản Lý Họa, ở cùng với đám lệ quỷ này, chỉ cần hơi không chú ý, lờ đãng một chút thôi là sẽ bị bọn chúng ngộ sát ngay dưới sự thúc giục không ngừng của Hàn Phi, thân thể Lý Họa từ từ thay đổi, sương mù màu đen trên tay tản ra xung quanh, khi sương mù tan đi, quỷ hồn cao gầy xuất hiện. Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm khi Lý Tai xuất hiện, hắn tập trung lực chú ý muốn người giấy mang trái tim kia đến. Thật không ngờ, chỉ cần trái tim đó khẽ chuyển động, toàn bộ đám ma quỷ bị nguyền rủa trong khách sạn đều cảm thấy đau đớn, chúng dường như được kết nối với nhau như một chỉnh thể. Tình hình của Huỳnh Long tương đối tồi tệ, không thể chịu được dày vò, Hàn Phi không muốn mất đi người nhân viên này, hắn nắm tay khóc nhảy xuống hố thi thể. Cách phá giải nguyền rủa là tiêu diệt vật phẩm bị nguyền rùa, nhưng thứ này có thể chia đều sát thương, cho dù là bị giết, nó nhất định sẽ kéo người khác chết cùng. Khi Hàn Phi đang cau mày, ông lão sơ xác từ từ vạn cổ nhìn Hàn Phi. Đừng giết bà ấy, tất cả là lỗi của tôi. Tôi có thể giúp bà ấy chuộc tội. Giọng ông lão ngắt quãng, dường như sắp bị hồn phi phách tán, bây giờ chỉ như là hồi quang phản chiếu. Ông giúp bà ấy chuộc tội. Tôi là chủ khách sạn, tôi đã gắn bó với trái tim này hơn 40 năm rồi." Ông lão nói với giọng gần như van xin, "Chúng tôi từng kinh doanh khách sạn cùng nhau, sau đó tôi ngã bệnh và để lại cho bà ấy một mình xử lý." "Bà ấy đâu rồi?" "Tôi không biết nữa. Một đêm thức dậy, tôi thấy mình không ở bệnh viện mà đang ở trên con phố này. Tôi đã sợ hãi cho đến khi tìm lại được khách sạn này." Ông lão bò trên mặt đất, cố gắng đến gần trái tim kia, không có ai trong khách sạn vào thời điểm đó. "Tôi đã ở đây kinh doanh, tôi muốn đợi bà ấy trở lại." nhưng bà ấy mãi chưa về cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của bà ấy vào một đêm làm sao bà ấy có thể gọi cho ông được hàn phi đã hiểu rõ khi còn sống ông lão đã từng kinh doanh một khách sạn sau đó vì bệnh mà chết trong bệnh viện khi tỉnh dậy lần nữa ông lão đã đi vào thế giới tầng sâu tuy nhiên tình huống của ông ấy có chút đặc biệt sau khi vào thế giới tầng sâu vẫn lưu lại ký ức về người bạn đời và khách sạn tôi đã rất vui mừng khi nhận được cuộc gọi của bà ấy tôi còn sợ rằng sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng bà ấy nữa Tôi nói rằng tôi muốn gặp bà ấy, nhưng bà ấy bảo vẫn chưa đến lúc và để tôi đợi. Có một chút dịu dàng trong đôi mắt mờ đục của ông lão, tôi nghe lời và chờ đợi, nhưng tôi lại sợ một ngày nào đó bà ấy sẽ thực sự đến. Thực ra, chỉ cần cùng bà ấy gọi điện mỗi ngày thôi là đủ rồi. Khi chúng tôi trò chuyện về những chuyện quá khứ, luôn nói mãi mà không hết chuyện. Tính tình bà ấy vẫn xấu như trước, hay cằn nhằn, nhiều lúc tôi muốn cúp máy, nhưng mới qua ngày thứ hai sẽ lại một mực ở bên cạnh cái điện thoại có bà ấy ở bên mỗi ngày như vậy tôi không còn sợ hãi nữa nhưng sau đó khi ngày càng có nhiều khách hàng vào khách sạn bà ấy đột nhiên nói với tôi rằng bà ấy sợ hãi vì cảm thấy mình đã thay đổi bà ấy nghe thấy quá nhiều thứ tuyệt vọng kinh khủng và không thể tưởng tượng được giọng của bà ấy rất khó chịu tôi biết bà ấy vô cùng đau đớn vì vậy tôi muốn an ủi nhưng bà ấy lại không chịu gặp tôi cho đến một đêm rất lâu sau đó bà ấy gọi điện và nói với tôi rằng mình sẽ đi trong tương lai có thể sẽ không gọi được nữa Cậu có thể tưởng tượng được nỗi đau của tôi không? Còn tôi không thể nào hình dung được. Tôi đã nói với bà ấy rằng tôi sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, chỉ hy vọng có thể gặp được bà ấy. Ngày hôm đó bà ấy đã đồng ý, bà ấy để tôi cầm điện thoại vào tầng hầm của khách sạn. Đi trong tầng hầm chẳng chỉ các loại đường dây, tôi vẫn trò chuyện cùng bà ấy, hỏi bà ấy ở đâu. Bà ấy nói hãy quay lại. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông lão đan vào nhau, đôi mắt ông ấy trở nên ảm đạm. Tôi quay đầu nhìn lại và phát hiện đường dây điện thoại đã bị cắt ngắn giọng nói đó hoàn toàn không phát ra từ điện thoại mà là từ trái tim tôi ngày nào tôi cũng gọi điện thoại nhưng đến tận bây giờ chưa từng được kết nối tôi đã nói chuyện với hoài niệm của chính mình khi chấp niệm của một người mạnh đến một mức độ nhất định thì sẽ phát sinh thay đổi hoài niệm của tôi đã biến thành nguyền rủa bám vào điện thoại trong khách sạn hoài niệm của tôi không kiểm soát được trong lòng cũng không còn thiện ý tôi biết trên đời này không còn hy vọng gì nữa giống như người bạn đời chưa từng kết nối với tôi qua điện thoại ông lão nói xong thì bật khóc ông ấy bắt đầu khóc như một đứa trẻ hàn phi không biết ông lão đã bị mắc kẹt ở đây bao lâu có lẽ trong thế giới tầng sâu vẫn còn rất nhiều tàn hồn như ông ấy ông lão này nói thật tôi cũng không biết trên đời còn có hy vọng hay không ngồi xổm trên đống thi thể hàn phi yên lặng nhìn ông lão chăm chú tuy nhiên nếu thực sự không có hy vọng thì tôi sẽ mang đến hy vọng cho mọi người hắn ra hiệu cho người giấy đặt lại trái tim vào lồng ngực của ông lão tôi sẽ trả lại hoài niệm và thiện ý cho ông còn ông sẽ trả lại bằng hữu cho tôi. Ông lão vốn đã chuẩn bị hồn phi phách tán, khi nghe Hàn Phi nói thì trên mặt lộ vẻ phức tạp. Trái tim liên quan đến tất cả các đường dây điện thoại lại đập trong lồng ngực, ông lão che ngực và thu hồi lại toàn bộ dây điện thoại xuyên qua các thi thể, giọng nói của người chết vẫn còn lưu lại trên từng đầu dây. Anh ơi! Đom đóm chạy đến chỗ Huỳnh Long, Huỳnh Long cơ thể gần như tiêu tán, chạm vào khuôn mặt của đom đóm, sau đó bò về phía Hàn Phi, con mắt duy nhất của anh ta chứa đựng sự biết ơn chưa từng có anh không cần cảm ơn tôi. Hàn Phi sử dụng năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn đỡ Huỳnh Long dậy, người nhà là không cần phải cảm ơn. Trong hố tử thì ông lão nhìn Hàn Phi và Huỳnh Long, thật sự không thể tin được trong thế giới vĩnh viễn bị bao phủ, bởi bóng tối này vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người nhà ư, đường dây điện thoại nhuốm máu được rút ra từ bên trong từng cỗ thi thể, ông lão đã chủ động giải trừ nguyên rùa cho tất cả khách trọ. Từ trước đến nay khách trọ vẫn luôn nói chuyện với chính mình, chấp nghiệm đã biến thành nguyên rùa ràng buộc họ khách trọ giống như bị mộng du từ từ tỉnh dậy họ có những biểu hiện khác nhau một số cảm thấy kinh ngạc một số thì sợ hãi trong đó đặc biệt nhất là người đàn ông mặc áo mưa gã giấu con dao nhọn dưới áo mưa dùng ánh mắt u ám lích nhìn hàn phi rồi lẳng lặng đi về phía miệng hố thi thể khi chỉ còn cách hàn phi một hai mét gã đột nhiên vung dao về phía hàn phi đùng cổ tay bị va đập mạnh những sợi dây điện thoại đỏ như máu quấn quanh người đàn ông mặc áo mưa ban đầu tôi chỉ hoài niệm về gia đình và vợ Tôi đã quên mất phần hoài niệm này bắt đầu thay đổi từ khi nào, nhưng tôi biết lý do khiến nó thay đổi, là vì bà ấy đã nghe thấy quá nhiều tuyệt vọng và ác ý. Trong hố tử thì ông lão ném người đàn ông mặc áo mưa tới trước mặt Hàn Phi, tôi biết bí mật của từng người bọn họ. Chính tôi là người đã biến hoài niệm của họ thành hiện thực. Ông lão à, tôi không phải là người xấu, nhưng cũng không phải là người tốt. Tôi tin chắc rằng chỉ có công bằng mới mang lại điều tốt đẹp. Vì vậy, một số người phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt. Hàn Phi đứng trên đống thi thể Ông kể cho tôi nghe câu chuyện của toàn bộ khách trọ, và chúng ta sẽ quyết định bọn họ đi hay ở. Một số khách trọ chỉ bị chấp nhiệm quấy nhiễu, họ bị lừa gạt và mê hoặc bởi giọng nói trong điện thoại, còn một số là những con quỷ dữ, họ đã mất đi nhân tính từ lâu, chẳng hạn như gã mặc áo mưa. Tên này đã giết vợ cũ của mình dưới tầng hầm, sau đó hắn còn không muốn buông tha cho những đứa con của vợ cũ sau khi tái hôn. Sau khi phát điên, gã đều sinh ra sát ý khi nhìn thấy trẻ nhỏ, vì nghĩ rằng những đứa trẻ đó là con của vợ cũ và người khác trước đó gã làm mẹ của đom đóm bị thương rồi đưa nó xuống tầng hầm huỳnh long đã đi vào khách sạn để cứu em trai mình một số khách trọ bị ảnh hưởng bởi nguyền rủa do điện thoại mang lại còn một số thì chính bản thân ác ý ảnh hưởng đến điện thoại khiến cho nguyền rủa cực kỳ hiếm gặp này càng trở nên tà ác sau khi biết rõ câu chuyện của từng vị khách hàn phi không kìm lại khóc và lý tai để hai người họ tùy ý tấn công khách trọ mà tay dính đầy máu tanh khóc và lý tai cũng không phải là thuộc hạ của hàn phi tất cả mọi người đều bình đẳng đặc biệt là lý tai anh ta giúp hàn phi chỉ là vì được ăn no huỳnh long bị thương nặng cũng tham gia ăn cùng như vậy có thể giúp anh ta nhanh chóng hồi phục có một trận gió tanh mưa máu trong khách sạn cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả trước thế giới tầng sâu này có thiện niệm cũng như ác niệm mình vẫn chưa có năng lực cảm hóa ác niệm vì vậy đối với mình phương pháp thay đổi thế giới là để thiện niệm nuốt mất ác niệm đứng trong cơn mưa máu hàn phi nhìn những người khách trọ còn sống và ông lão trên mặt đất tôi cũng đang đấu tranh để sinh tồn tôi còn có thể chết vì nhiều lý do bất cứ lúc nào nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng chỉ cần tôi còn sống tôi sẽ nỗ lực giúp mọi người tìm kiếm người thân trốn ở nơi này nghe những giọng nói giả dối trong điện thoại để an ủi chính mình chỉ là tự lừa dối bản thân vĩnh viễn không thể rút ngắn khoảng cách giữa mọi người và người thân được chỉ có đi ra ngoài và không ngừng khám phá thì mới cách người thân càng ngày càng gần trong khách sạn khách trọ mang ác nghiệm đã bị ăn nuốt tất cả chỉ còn lại đầu to mẹ của nó và gã say rượu ba người này chưa bao giờ làm hại người khác họ chỉ bị ảnh hưởng bởi nguyên rùa mọi người có thể sống ở cư xá hạnh phúc bên kia đường nơi đó rất an toàn còn nếu nhất quyết muốn ở lại đây tôi hy vọng mọi người có thể liên hợp với cửa hàng tiện lợi bên cạnh giúp đỡ và tin tưởng lẫn nhau nếu gặp phải phiền toái không ai phản đối những gì hàn phi nói những người khách trọ còn sống nhìn hắn với sự kính trọng và sợ hãi sau khi ăn nuốt một số tàn hồn và tiếc nuối Tình trạng của Huỳnh Long đã được cải thiện rất nhiều, nhưng điều khiến người ta buồn là mẹ của anh ta và đom đóm đã bị gã mặc áo mưa giết hại. Trong thời gian mẹ họ bị hồn phi phách tán, kỳ thực là đom đóm vẫn luôn cầm điện thoại giao tiếp với chính nội tâm của mình. Mẹ tôi không bao giờ để đom đóm đến gần cửa hàng tiện lợi, khi thấy nó xuất hiện ở cửa sau của cửa hàng tiện lợi, tôi đáng lẽ phải nhận ra mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi. Huỳnh Long rất tự trách, nhưng thật ra anh ta cũng không còn cách nào khác, lúc đó anh ta bị người giấy chủ cửa hàng nguyền rủa bản thân còn không bảo vệ được chứ đừng nói đến việc giải cứu người khác ngày càng nhiều cảm xúc bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt còn lại của huỳnh long đây là một sự thay đổi tốt sau khi an ủi huỳnh long hàn phi đi đến chỗ ông lão hắn chuẩn bị kết nối điện thoại với cửa hàng tiện lợi ích dân về việc kết nối điện thoại với cư xá hạnh phúc thì hắn vẫn chưa nghĩ đến hắn muốn đảm bảo rằng cư xá ở trong trạng thái an toàn tuyệt đối việc kết nối với những thứ bên ngoài có thể gặp rủi ro sau khi xử lý xong công việc của khách sạn Hàn Phi rốt cuộc nhận được thông báo nhắc nhở của hệ thống. Người chơi số 0000 hãy chú ý. Bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ bản Ranger tìm kiếm nhân viên bị mất tích. Điểm kỹ năng cơ bản, cộng một độ thân thiện của Huỳnh Long, cộng 20. Bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẩn Ranger anh trai mất tích. Bạn đã giúp đom đóm tìm thấy anh trai, để người thân đoàn tụ cùng nhau. Điểm kỹ năng cơ bản, cộng một độ thân thiện của Huỳnh Long và đom đóm, cộng 20. Nhiệm vụ ẩn đã được hoàn thành hơn 100% và bạn sẽ nhận được gấp đôi kinh nghiệm, một phần thưởng bổ sung thêm cho Huỳnh Long lòng trung thành. Vì bạn đã cứu Huỳnh Long nhiều lần, nên chấp nhiệm của nhân viên Huỳnh Long đã thay đổi, từ nay sẽ không bao giờ phản bội bạn. Bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẩn Ranger khách sạn lúc nửa đêm. Điểm kỹ năng cơ bản cộng một độ thân thiện của chủ khách sạn, cộng 10 phần thưởng nhiệm vụ, vật phẩm nguyền rùa Ranger điện thoại lắng nghe giọng nói của người đã khuất. Điện thoại lắng nghe giọng nói của người đã khuất vật phẩm nguyền rùa Ranger tôi biết sẽ không bao giờ gặp lại bạn, nhưng tôi vẫn muốn nghe giọng nói của bạn. Người chơi số 0000 000, hãy chú ý. Bạn đã nâng cấp thành công lên level 8. Điểm thuộc tính, cộng 1. Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ cùng một lúc, Hàn Phi đã thành công đạt đến level 8. Hắn cộng cả 3 điểm kỹ năng mà mình có được vào diễn xuất. Hiện tại kỹ năng diễn xuất của hắn đã được nâng lên thành diễn xuất cao cấp level 6, khoảng cách không còn xa so với bậc thầy diễn xuất. Bậc thầy diễn xuất ở tuổi 25, thật không dám tưởng tượng ở hiện thực và Hàn Phi cũng rất mong chờ. Sẽ rất khó để nâng cấp lên bậc thầy diễn xuất. Ngoài điểm kỹ năng, cần phải làm nhiệm vụ và phải có thiên phú nhất định, nhưng ở giai đoạn hiện tại, kỹ năng diễn xuất cao cấp cũng đã là đủ rồi. Trong tương lai, mình có thể sẽ phải chiến đấu chống lại ác quỷ xảo quyệt nhất ở thế giới tầng sâu. Kỹ năng diễn xuất của chúng có thể không thua kém gì mình, nhưng đó là chuyện sau này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Phi rất rõ ràng về kế hoạch của mình, sau khi cộng điểm kỹ năng, hắn cộng điểm thuộc tính còn lại vào trí tuệ để giá trị trí tuệ trở thành 7. Điều này sẽ có thể kéo dài thời gian điều khiển người giấy. Chỉ tăng thêm một chút trí tuệ, Hàn Phi phát hiện tốc độ não bộ của mình dường như nhanh hơn, suy nghĩ sáng suốt hơn, ít có cảm giác bế tắc, đồng thời trí nhớ dường như cũng được tăng cường. Trí tuệ và thể lực đều quan trọng, đáng tiếc là điểm thuộc tính quá ít ỏi, không thể cùng lúc lại có cả cá và tay gấu được trí tuệ có thể kéo dài thời gian điều khiển vật bị nguyền rủa còn thể lực có thể làm hàn phi nhanh chân hơn khi chạy trốn kỳ thực là vào lúc trí tuệ được tăng thêm thì cũng là lúc trạng thái của hắn dần dần chuyển biến leo ra khỏi hố thi thể hàn phi rời khỏi khách sạn và trở lại cửa hàng tiện lợi hoa song sinh đã được quay xong hàn phi không vội thoát game mà dẫn khóc và lý tai đến cửa hàng phục vụ trong suốt một đêm ba cư dân đến từ cư xá hạnh phúc đã mang đến sự ấm áp mà các hộ kinh doanh lân cận chưa bao giờ cảm nhận được trước đây Hàn Phi cũng dần dần phát hiện ra một vấn đề, rất khó để oan hồn có thể duy trì được lý trí. Sau khi khóc ăn nuốt một số ma quỷ thì đột nhiên phát điên giữa chừng, một bên thì xé rách thân thể còn một bên thì lớn tiếng khóc. Lý Tai cũng đang trong quá trình ăn nuốt ma quỷ thì mất kiểm soát biến thành lý, họa, thậm chí còn chém giết với khóc. Càng ăn nuốt nhiều ma quỷ thì càng khó duy trì được lý trí, khi khóc và Lý Tai đang trên đà mất kiểm soát, Hàn Phi đã dẫn họ trở lại cư xá hạnh phúc. Thực lực của Lý Tai và Khóc đã được cải thiện ở một mức độ nhất định, và độ thân thiện của họ đối với Hàn Phi cũng tăng lên. Điều quan trọng nhất là Hàn Phi đã hoàn thành liền mấy nhiệm vụ cơ bản cấp thấp nhất với sự giúp đỡ của họ. Nhiệm vụ Ranger tương ứng với level 1 đến level 10. Trước khi Hàn Phi đạt level 10, thì nhiệm vụ cơ bản Ranger cung cấp kinh nghiệm đáng kể, chỉ có điều những nhiệm vụ này ngoài kinh nghiệm và một số vật phẩm tiêu hao thì không có phần thưởng nào khác. Những game khác có khi chơi nhiều ngày như vậy thì đã sang chương mới rồi. Còn mình thì vẫn cách le vờ người rất xa. Hàn Phi đứng bên cửa sổ của căn hộ ma ám 1044, nhìn thành phố bị bao phủ bởi màn đêm đen vô tận, và nhớ lại lời của một vị lão tiên sinh từng nói nếu sau này không có ngọn đuốc, ta sẽ là ánh sáng duy nhất. Ông lão trong khách sạn làm cho Hàn Phi cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người ở thế giới tầng sâu này ban đầu không phải là hoàn toàn tuyệt vọng, mà bị thế giới này từ từ đồng hóa thành quái vật, lúc đầu họ cũng là người tốt. Thế giới này thật sự có khả năng chữa trị ư hắn cũng muốn trở thành niềm hy vọng của người khác, nhưng thật sự quá khó, sự sống sót của bản thân còn không hề dễ dàng. Đầu óc choáng váng và cơ thể kiệt quệ, Hàn Phi dựa vào cửa sổ, nhìn về phía sâu trong căn hộ ma ám, sau đó quyết định quýt game. Màu máu giống như sơn bắn tung tóe, trượt xuống bầu trời đêm đen, Hàn Phi từ từ mất đi ý thức, cởi mũ bảo hiểm chơi game, ánh mặt trời chiếu vào mặt, Hàn Phi nhìn đồng hồ điện tử trên tường, đã 10 giờ sáng. Nguyên nhân chủ yếu khiến mình không bị phát điên có lẽ là, vì mình có thể trở lại hiện thực. Mình có một mục tiêu xác định mỗi ngày, đó chính là sống sót để thoát khỏi trò chơi. Ánh sáng ấm áp giống như bàn tay dịu dàng của người yêu khẽ vuốt má Hàn Phi, hắn chưa bao giờ cảm thấy ánh mặt trời ấm áp như vậy, chỉ là cảm thấy nó rất chói mắt. Trùm chăn, Hàn Phi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hơn 3 giờ chiều, Hàn Phi bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn theo bản năng túm lấy dụng cụ trích điện phòng vệ ở dưới gối hắn có rất ít bạn bè, trước đây chỉ có cảnh sát đến thăm. Lặng lẽ bước ra cửa, Hàn Phi nhìn qua mắt mèo, thì thấy đạo diễn Khương và trợ lý sản xuất đang đứng bên ngoài. Mở cửa, Hàn Phi đề nghi hoặc, sao hai người lại chạy tới đây? Đại ca ơi! Bọn em đã gọi cho anh hơn 20 cuộc, nhưng anh không trả lời, bọn em đành phải chạy đến đó. Trợ lý sản xuất cười khổ. Tôi nghĩ bộ phim đã quay xong rồi nên tắt điện thoại để nghỉ ngơi một chút. Cậu mau thay quần áo đi, chị long đã liên hệ với kênh phim điện ảnh lớn nhất trong nước tối nay họp báo về bộ phim của chúng ta sẽ được phát trực tiếp trên trang web của họ đồng thời trailer và video quảng cáo mới nhất cũng sẽ được chiếu đạo diễn khương nhìn hàn phi có chút bất đắc dĩ cậu là diễn viên chính của bộ phim này nên không thể vắng mặt trong buổi họp báo được ngày hôm qua chúng ta mới đóng máy hôm nay đã mở họp báo rồi à biên tập hậu kỳ xong chưa các buổi họp báo về phim ảnh thường thì sẽ có trước một tuần để tuyên truyền còn mời rất nhiều khách quý và lãnh đạo tuy nhiên hoa song sinh là một bộ phim kinh phí thấp không thể so sánh với những tác phẩm lớn đó thời gian quá eo hẹp bộ phim của chúng ta một bên thì quay một bên thì cắt bỏ một phần phải thuê ngoài họ đang bắt kịp tiến độ đạo diễn khương cũng mang quầng thâm dưới mắt như thể đã lâu không được nghỉ ngơi một khi lịch trình bị lỡ số tiền chúng ta đầu tư cho lần công bố sắp tới sẽ đổ xuống sông xuống biển hơn nữa hiện tại cậu đang hát như lửa cơ hội này quả thực không thể bỏ qua sau khi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt Hàn Phi thay một bộ quần áo mới, đi thôi. Cậu định mặc bộ này ạ? À? Đạo diễn Khương che chán, hay là anh cho người lấy phục trang của Mạnh Trường An qua? Thôi cứ như vậy đi, mặc thế này cho thoải mái. Hàn Phi ngược lại không quan trọng, tóm lại đối với việc quản lý hình ảnh của mình, hắn chỉ đi theo bốn chữ thuận theo tự nhiên. Tuy rằng chúng ta không mời bất kỳ một vị khách quý cấp cao nào, nhưng đây là một dịp rất trang trọng, cậu cậu vừa mới bỏ cái gì vào túi đấy. Đạo diễn Khương mới nói được nửa câu thì cảm thấy mình vừa nhìn thấy một đồ vật gì đó thật khó nói bờ tan ấy mà cậu định mang thứ này tới buổi họp báo sao đúng rồi anh câu trả lời của hàn phi ngắn gọn và mạnh mẽ tựa như đây chỉ là một chuyện nhỏ rất chi là bình thường đạo diễn khương không biết phải nói gì nữa anh ta dẫn hàn phi và trợ lý sản xuất lên một chiếc xe chuyên dụng lao thẳng đến hội trường nửa giờ sau khi hàn phi đến hội trường hắn còn nghĩ rằng mình đi nhầm trên màn hình điện tử và quảng cáo bên ngoài hội trường đều là tình yêu bí mật trốn đô thành bãi đậu xe chật cứng xe cộ, bên đường có rất nhiều thanh niên cầm tên thần tượng của mình xếp hàng. Bọn họ đã bao hết hội trường chính rồi còn chúng ta sẽ tổ chức ở hội trường nhánh. Thực ra thì điều này không quan trọng. Phát sóng trực tiếp trên Internet mới hát, không phải cứ đến tận nơi xem mới là náo nhiệt. Giọng điệu lộ rõ vẻ chua sót, đạo diễn Khương rất không hài lòng với sự sắp xếp của bên kia. Họ chỉ cho đoàn phim Hoa song sinh một hội trường nhánh tương đối nhỏ. Xe dừng ở cổng hội trường nhánh, Hàn Phi xuống xe, xung quanh không ai coi hắn là minh tinh thậm chí mọi người còn tưởng là nhân viên làm việc của xe. Mãi cho đến khi Hàn Phi đi tới cửa, bảo vệ yêu cầu hắn phải đeo thẻ công tác thì mới được vào. Đạo Diễn Khương mới vội vàng chạy tới giải thích. "Hàn Phi, đây là một vài câu hỏi cậu cần trả lời. Cậu ra hậu trường học thuộc lòng, sau đó chúng ta sẽ dành thời gian để tập luyện qua một chút." Đạo Diễn Khương chạy đến trao đổi với người dẫn chương trình, còn Hàn Phi thì đi vào hậu trường. Chiêm Nhạc Nhạc và Cẩm Nhiên cũng ở đó, nhưng so với họ, Hàn Phi có vẻ rất thoải mái. Hắn chỉ nhìn lướt qua câu hỏi một lượt, sau đó suy nghĩ về trò chơi. 8 giờ tối, buổi họp báo phát sóng trực tiếp trên Internet chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thật sự xuất hiện trước công chúng. Bên ngoài bức màn vang lên một chàng pháo tay. Sau khi Hàn Phi nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên của mình, thì hít một hơi thật sâu rồi đi về phía ánh đèn sân khấu. Sau phần phát biểu mở đầu dài lê thê và giới thiệu khách quý, nam diễn viên chính Hàn Phi đã bước ra từ hậu trường. Ánh sáng chiếu vào Hàn Phi, đây là lần đầu tiên hắn thấy trói mắt như vậy với tư cách là một diễn viên hắn bước đến trung tâm sân khấu nơi mà hắn đã từng vô cùng khao khát lắng nghe nhịp tim và máu chảy trong cơ thể mình năm ngón tay hắn từ từ nắm chặt lại không phải vì căng thẳng hắn chỉ nghĩ đến bản thân trước đây mỗi ngày đều đứng trước gương luyện tập mỉm cười với chính mình đây là nam diễn viên chính của bộ phim hoa song sinh hàn phi người hỗ trợ cảnh sát phá án trong hiện thực và cùng một lúc đóng hai vai trong phim sau đây, anh ấy sẽ trả lời câu hỏi của cư dân mạng. Người dẫn chương trình cầm danh thiếp trên tay, sau khi rời sân khấu, gã lấy điện thoại ra, định lén gửi gì đó cho người khác, đạo diễn Khương đột nhiên chạy tới, túm lấy cổ áo gã, "Không phải câu hỏi đã được thiết kế từ trước sao? Anh đang làm cái quái gì vậy? Cái này khác với lúc diễn tập. Tôi chỉ sử dụng máy nhắc chữ để đọc thôi mà. Nếu anh có ý kiến thì đi mà tìm người của hội trường ấy." Người dẫn chương trình nói chuyện không khách khí, "Có chuyện gì thế?" chị long cũng đến chị ấy rất coi trọng buổi họp báo này và trực tiếp có mặt hàn phi là diễn viên chỉ chuyên đóng phim không có kinh nghiệm tham gia các sự kiện đây là lần đầu tiên cậu ấy bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy trong trường hợp này cậu ấy phải trả lời cư dân mạng ngay lập tức em lo rằng cậu ấy sẽ không thể chống đỡ được đạo diễn khương nói một diễn viên thực lực như cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ phải trải qua những điều này không cần lo lắng đâu chị long xua tay tôi còn tưởng rằng có chuyện gì lớn chứ chị không biết chứ đạo diễn khương do dự một chút và lo lắng nhìn hàn phi cậu ấy mắc chứng ám ảnh sợ xã hội rất nghiêm trọng nội tâm khép kín vì đau khổ cậu ấy dường như còn bị hội chứng trầm cảm cười ban đầu em thậm chí không nghĩ đến việc tình cậu ấy đóng phim đâu nhưng sau khi nói chuyện với bác sĩ tâm lý của cậu ấy em biết tình trạng của cậu ấy lúc đó rất tồi tệ nếu em không kéo cậu ấy lại đứa trẻ đó sẽ thực sự bị hủy hoại ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng hội chứng trầm cảm cười chị long ngạc nhiên sao bây giờ chú mới nói với chị hà nếu em nói mấy người các chị còn để cậu ấy làm diễn viên chính nữa sao đạo diễn khương nén mồ hôi trong tay chăm chú nhìn hàn phi dưới ánh đèn sân khấu ban đầu em chỉ muốn sắp xếp một vai phụ cho cậu ấy nhưng cậu ấy thực sự là một thiên tài một thiên tài như vậy nên để mọi người nhìn thấy sau khi người dẫn chương trình rời đi hàn phi đứng một mình trên sân khấu chương trình trực tiếp được chiếu trên màn hình lớn phía trên hội trường theo thời gian thực phía sau lưng hắn cũng có một màn hình cực lớn có thể chiếu hình ảnh phát sóng trực tiếp để tất cả khán giả có mặt đều có thể nhìn thấy trực tiếp trên Internet. Nó hơi khác so với lúc diễn tập nhỉ. Câu trả lời đã chuẩn bị sẵn của Hàn Phi không có tác dụng gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn màn hình phía trên hội trường. Sau khi hắn xuất hiện trên sân khấu một mình, độ hát của kênh phát sóng trực tiếp đã tăng vọt từ 150.000 lên 300.000, vô cùng đột ngột. Khi tất cả mọi người đều cho rằng đây là thời điểm hát của Hàn Phi, thì một bình luận không hay đột nhiên xuất hiện. Anh ta chỉ là may mắn mà thôi, không đời nào, không đời nào, sẽ không ai nghĩ rằng anh ta có thể diễn xuất phải không? Ngay sau bình luận ác ý này, vô số bình luận không tốt đột nhiên xuất hiện, giống như đã được bàn bạc rồi cùng đồng thời xuất hiện, màn hình vẫn trực tiếp trong khoảng thời gian hàn phi, muốn lựa chọn câu hỏi của cư dân mạng để trả lời. Trông xấu quá, à, hình như là phẫu thuật thẩm mỹ á, lấy mạng người của thảm án để tạo sự nổi tiếng, thật kinh tởm. Không có tác phẩm điện ảnh nào cả, ngày nào cũng hăng hái làm việc nghĩa, tôi giúp anh sớm siêu sinh nha. Người này ở công ty trước đây cực kỳ kém cỏi, không ai chào đón, hình như là còn trộm đồ của công ty nữa cơ. Vãi, mọi người vào Baidu Ba Ike xem đi, người này bị bệnh tâm thần á? Bây giờ bị bệnh tâm thần cũng có thể làm diễn viên sao? Những bình luận ác ý tràn ngập màn hình, hình ảnh trực tiếp đó được chiếu trên màn hình ở sân khấu phía sau Hàn Phi. Hội trường nhánh tuy nhỏ nhưng chật ních người, tất cả khán giả đều nhìn thấy những bình luận ác ý kia đều nhìn thấy những lời nói ác độc phủ kín thân thể của Hàn Phi. Hắn bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm, bị vu oan nhục mạ liên tục, bị các anh hùng bàn phím giao giảng đạo đức. Vết sẹo trong ký ức của Hàn Phi đã hết lần này đến lần khác bị khám phá, hắn đứng ở trung tâm sân khấu, bị ánh đèn chiếu vào, giống như bị lột trần, khiến người ta thấy một linh hồn bị da chóc thịt bong. Khó ai có thể giữ được bình tĩnh khi gặp cảnh tượng như vậy, huống hồ là một người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng và không chịu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ác ngữ càn quét màn ảnh, khi Hàn Phi lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu. Hàn Phi nhìn màn hình lớn phía trên hội trường, cứ lẳng lặng nhìn như thế, cho đến khi khán giả dường như không thể chịu nổi nữa thì hắn đột nhiên nở nụ cười. Hắn không quan tâm đến những bình luận ác ý ở kênh phát sóng trực tiếp đang trôi, trên màn hình, cũng không mất đi lý trí vì tức giận, cầm mic lên, nhìn về phía khán giả, hắn nhìn thấy Lệ Tuyết ở trên khán đài, nhìn thấy cha của Ngụy Hữu Phúc và nhìn thấy rất nhiều người bèo nước gặp nhau. Ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên hài. Mọi người có biết tại sao không? Hàn Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua vô số lời sỉ nhục, nhỉ mai và chế giễu sau lưng mình, "Tôi mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, mọi người luôn bắt nạt và cười nhạo tôi, vì vậy tôi muốn đóng một vai đặc biệt và nghĩ cách để thu một số tiền từ họ." Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã rất cố gắng để trở thành một diễn viên hài, rồi nhận ra rằng mình dường như không có thiên phú này. Hàn Phi chỉ tay vào vô số bình luận ác ý sau lưng những bình luận ác ý này cho rằng có thể đánh bại được tôi nhưng họ không biết tôi đã từng cố gắng hết sức nhưng đến tư cách để bị mắng chửi cũng không có tư cách ăn mặc của tôi mọi người hẳn là cũng thấy tôi không tỏa sáng như những ngôi sao điện ảnh khác cũng không dạng dỡ ánh sao gì cả tôi đã từng sống rất tồi tệ tôi không thể làm diễn viên tôi mắc chứng ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng tôi quái gở và khép kín tôi thậm chí đã quên nụ cười của chính mình nhưng nghĩ lại một cách cẩn thận tôi đã tồi tệ đến mức này rồi thì số phận có thể làm gì được tôi nữa chứ giọng nói của hàn phi vang vọng cả hội trường không biết ai đã dẫn đầu vỗ tay ở phía dưới sân khấu mọi người nhìn hắn đang đứng giữa một biển bình luận ác ý mà vẫn có thể bình tĩnh và thanh nhã sự ác độc của nhân gian làm sao có thể so sánh được với sự tuyệt vọng ở nơi sâu thẳm nhất nếu không có chơi qua kiểu trò chơi hệ chữa trị kia có lẽ hàn phi đã bị đánh bại bởi sự ác độc của nhân gian rồi nhưng bây giờ hắn đã thực sự khác hắn sẽ không bao giờ sợ hãi những điều này nữa so với nỗi đau đớn và tuyệt vọng tột cùng của thế giới tầng sâu những thứ ác ngữ này chỉ giống như giấc mơ ngây thơ của một đứa trẻ mà thôi sau khi hàn phi nói xong những lời này độ hát của kênh phát sóng trực tiếp lại tăng vọt trong số những bình luận ác ý lướt trên màn hình thì không ngừng có những bình luận mang thiện ý ngày càng có nhiều người muốn vì hắn nói vài lời và gửi cho hắn một biểu tượng ôm hàn phi cũng thấy hết những thiện ý đó nhưng hắn vẫn không thể nở nụ cười chân thật nhất hắn đã quyết định rũ xuống tất cả mọi lo lắng đối mặt với mọi thứ trong tương lai. Kỳ thực Hàn Phi chưa bao giờ hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ, nhưng tại thời điểm này, khi đứng ở trung tâm của sân khấu mà mình vẫn mong ngóng, khi trở thành tâm điểm chú ý dưới ánh đèn sân khấu, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi lồng giam đã trói buộc hắn trong quá khứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là khoảnh khắc trói sáng nhất của Hàn Phi trong vòng 25 năm qua. Hắn đứng giữa sân khấu, dưới ánh đèn và giữa một biển bình luận ác ý. Chỉ có những kẻ bất hạnh nhất mới có thể nắm giữ hộp đen cuộc đời của hàn phi không thuận buồm xuôi gió những chuyện từng trải qua đã mài duỗi trái tim hắn như một viên kim cương hắn không rạng rỡ như những ngôi sao khác nhưng lại có khí chất đặc biệt của chính mình những bình luận ác ý trên màn hình lớn của hội trường đã được xóa tan bởi ngày càng nhiều bình luận thiện ý từng câu đơn giản hòa nhã từng biểu hiện ấm áp bình thường từng chút thiện ý tích tụ lại thành sông nhấn chìm mọi ác ý nhiều người ghé qua thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra còn không nghĩ đến trận mưa bình luận lúc đầu khi những bình luận ác ý tràn ngập thậm chí che kín cả màn hình phát sóng trực tiếp, họ bắt đầu tò mò tìm kiếm tin tức về Hàn Phi. Thông tin về Hàn Phi mới được lập trên Baidu Ba IK đã phỉ báng hắn, một số tiêu đề vừa được tung ra cũng tố cáo Hàn Phi thiếu đạo đức nghề nghiệp. Nhưng ngoại trừ những thứ này, những gì mọi người tìm thấy nhiều hơn là tin tức pháp luật và thông tin do cảnh sát công bố. Người không quản ngại sinh tử để hỗ trợ cảnh sát phá án là Hàn Phi, người lên tiếng thay nạn nhân và được gia đình nạn nhân cảm ơn vẫn là Hàn Phi. Những người thực sự tiếp xúc với Hàn Phi trong cuộc sống đều thấy được sự tốt đẹp của hắn nhưng những anh hùng bàn phím trên internet lại ngang ngược chỉ trích hắn càng ngày càng có nhiều cư dân mạng bắt đầu truy cập khi kênh phát sóng trực tiếp lại hát lên một lần nữa tốc độ của các bình luận ác ý không còn theo kịp các bình luận bình thường sau hơn một phút đồng hồ kênh phát sóng trực tiếp bị nghẽn mạng mất một lúc tiếp đó tất cả những bình luận ác ý đều biến mất trong nháy mắt chúng đột ngột biến mất cũng giống như khi chúng đột ngột xuất hiện mình đâu có làm gì tổn thương người khác sao một số người lại cứ muốn phá mình là sao bình luận ác ý tăng đột biến là do có người cố ý muốn hại hàn phi đối phương đã biết rõ thời gian hắn lên sân khấu đồng thời biết rất rõ về hắn biết hắn mắc chứng ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng biết hắn sẽ cảm thấy tức ngực đau đầu và khó chịu ở nơi đông người cho nên đã đưa ra tình huống như vậy để hắn một mình trên sân khấu để hắn bị tấn công bởi vô số ác ý đánh thức ký ức tồi tệ nơi sâu nhất trong tâm trí hắn để hàng trăm nghìn người trong kênh phát sóng trực tiếp xem hắn như một trò hề nếu như lần đầu tiên lên sân khấu đã xuất hiện vấn đề như vậy, Hàn Phi sẽ bị in một cái bóng sâu hơn trong tâm trí. Hiểu rõ mình như vậy chỉ có công ty quản lý trước kia, tình yêu bí mật trốn đô thành chính là tác phẩm mới nhất của họ. Khi màn hình lớn phía sau Hàn Phi bị chiếm cứ bởi cơn mưa bình luận thiện ý và khích lệ, màn ảnh bắt đầu chuyển sang chiếu trailer của bộ phim Hoa Song Sinh. Những người nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi, sau khi xem vai diễn của hắn trong trailer, đã thành thật ngậm miệng lại, nếu vẫn nói kỹ năng diễn xuất của hắn kém người ta sẽ cho rằng những người nói ra lời này mắt bị mù rồi. Kịch bản hấp dẫn, tiết tấu nhanh, đấu trí sinh tử 10 năm, tất cả kết thúc trong màn độc thoại cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ. Đoạn trêu lơ vẻn vẹn chỉ hơn 2 phút mà khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Sau khi chiếu xong, trên màn hình lớn xuất hiện một tấm áp phích quảng cáo cho hoa song sinh. Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An do Hàn Phi thủ vai, đứng tựa lưng vào nhau một bên là ánh mặt trời một bên là bóng tối. Mạnh Trường An quần áo chỉnh tề đang hứng chọn ánh nắng với nụ cười ung dung nhã nhặn trên khuôn mặt nhưng đôi mắt lại tràn đầy bệnh hoạn và điên cuồng trái ngược lại mạnh trường hỉ có vẻ ngoài dữ tợn đang cố gắng đứng thẳng người trong bóng tối đầy sẹo gớm ghiếc và đáng sợ nhưng đôi mắt lại chứa đựng sự kiên định và hy vọng tấm áp phích lớn trên màn hình làm rung động lòng người lúc này hàn phi ở giữa sân khấu cũng vừa hay đang đứng giữa ánh sáng và bóng tối ba người đều trong tư thế bị phân chia bởi ánh sáng và bóng tối họ đứng cùng nhau trong hình thức đặc biệt này không khí trong kênh phát sóng trực tiếp lên đến cao trào, nhiều cư dân mạng đã chụp lại màn hình cảnh này, sự kết hợp giữa hiện thực và hình chiếu rất vừa phải, đây đích thực là nghệ thuật. Những bình luận ác ý không đánh gục được Hàn Phi, ngược lại còn cho mọi người thấy được sự điềm đạm của hắn, nam diễn viên này quả thực khác hẳn với những ngôi sao khác. Nhiều cư dân mạng liên tưởng đến những gì vừa xảy ra với Hàn Phi, những lời nói không tự ti cũng không kiêu ngạo, thì bắt đầu chuyển thành fan hâm mộ. Mà đúng lúc này, người dẫn chương trình mới chậm rãi đi tới gã cầm lấy micro trong tay hàn phi khi đang chuẩn bị tiến hành màn tiếp theo thì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt kia trong ánh mắt lạnh lùng ấy dường như có một ác quỷ gã chỉ nhìn lướt qua thôi là da đầu đã tê dần không cầm chắc nổi micro trên tay tôi không có nhiều kinh nghiệm sân khấu anh để tôi một mình ở đây làm tôi có chút căng thẳng đấy hàn phi vỗ vỗ bả vai đối phương rồi đi về phía hậu trường vừa thấy hắn đi đến đạo diễn khương và chị long lập tức chạy qua hàn phi cậu không sao chứ đạo diễn khương nắm lấy cánh tay của hàn phi với ánh mắt lo lắng khi màn hình tràn ngập những bình luận ác ý đạo diễn khương cảm thấy gần như nghẹt thở huống chi hàn phi chỉ còn lại một mình ở giữa sân khấu em có thể làm sao được chứ lần đầu tiên được đứng trên sân khấu cảm giác cũng không tệ lắm chỉ là cái sân khấu này hơi nhỏ một chút nha biểu hiện của hàn phi thậm chí còn thoải mái hơn cả lúc trước khi lên sân khấu sự thoải mái xuất phát từ nội tâm như thể hắn đã thoát khỏi một sự trói buộc nào đó Khương Nghĩa còn bảo cậu mắc chứng ám ảnh sợ xã hội, chị đã sắp xếp người đến cứu trợ bất cứ lúc nào rồi đấy. Chị Long cũng bị dọa sợ, dù sao đây cũng là buổi họp báo được phát sóng trực tiếp. Em từng bị chứng ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng, thậm chí còn rất khó khăn để nói chuyện với mọi người, nhưng bây giờ em gần như đã được chữa khỏi rồi. Hàn Phi biết đạo diễn Khương và chị Long lo lắng cho mình, trong lòng rất cảm kích. Lần này chắc chắn là cậu bị hãm hại. Có người muốn nhắm vào cậu. Sau khi nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Hàn Phi, chị Long càng đánh giá cao về hắn, nên khéo léo thuyết phục. Vấn đề chính của cậu bây giờ là không có công ty nào đứng sau, người khác rất dễ mưu tính, có thể tìm ra một cái gì đó để làm mất uy tín của cậu, hoặc dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để bôi xấu cậu, thậm chí làm cho cậu không có cách để lên tiếng. Những gì chị Long nói kỳ thực rất đúng, dù tác phẩm của cậu có tốt đến đâu, bọn họ cũng sẽ có nhiều cách để kéo cậu xuống. Diễn xuất không phải là thước đo để đánh giá một diễn viên có thể đi được bao xa, tư bản mới là cỗ máy tạo mộng lớn nhất, Em biết, nhưng hiện tại em chưa muốn gia nhập vào công ty quản lý. Hàn Phi biết sau khi ký hợp đồng, nhiều khi sẽ không có cách nào thu xếp được thời gian của chính mình, đối với hắn mà nói, chơi game mới là quan trọng nhất. Hàn Phi, giới showbiz này nói sạch sẽ thì cũng rất sạch sẽ, nói lộn xộn thì cũng rất lộn xộn. Dù sao ngành nghề nào cũng có người thích chơi bẩn, nếu không gia nhập công ty quản lý, bình thường cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Tất nhiên là văn hóa Du Long của bọn chị cũng vẫn sẽ giúp cậu chị long vẫn rất chiếu cố hàn phi và còn muốn tiếp tục hợp tác với hàn phi trong tương lai chị yên tâm em cũng có suy nghĩ cho riêng mình hàn phi nở nụ cười nhạt không ai biết được hắn đang nghĩ gì em luôn là một người rất lương thiện nhưng nếu một ngày nào đó bọn họ đẩy em trở thành một kẻ không thiện lương thì người không may sẽ chính là bọn họ hàn phi là một người rất có nguyên tắc sẽ không tùy ý kéo người chơi vào thế giới tầng sâu nhưng có nguyên tắc không có nghĩa là sẽ không phẫn nộ lúc này trong lòng hắn lại đang nói thầm một câu nếu chúng mày thích chơi bẩn đến vậy tao sẽ tìm cách đưa chúng mày đến một thế giới đầy máu sát chết và thân thể khiếm khuyết để chúng mày thấy đâu mới là thứ thật sự bẩn thỉu và tuyệt vọng các buổi họp báo phim thông thường thì không mang ý nghĩa gì họ chủ yếu quảng bá cho bộ phim giới thiệu diễn viên và ekip tuy nhiên buổi họp báo phim hoa song sinh rõ ràng là khác hàn phi đã bị dội bằng một cơn mưa bình luận ác ý ngay khi vừa bước lên sân khấu kiểu đối đãi này cực kỳ hiếm vậy nên ngày càng có nhiều cư dân mạng theo dõi và độ hát đã tăng gấp đôi. Sau đó, các màn thể hiện của Hàn Phi đã tạo thêm một loạt điểm nhấn cho buổi họp báo buồn tẻ. Người đàn ông này trông có vẻ như không quan tâm đến chuyện thế tục, nhưng đã vững vàng bước vào điểm nóng. Khi sức nóng lên đến đỉnh điểm, đoạn trailer phim bắt đầu được chiếu trên màn hình lớn. Vốn dĩ cư dân mạng đặt kỳ vọng rất thấp vào bộ phim kinh dị giật gân kinh phí thấp này, dù sao thì thể loại phim này cũng chỉ có giới hạn nhất định, dù có hay đến đâu cũng không đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh với các thể loại phim khác. Kết quả là ngay sau khi đoạn trailer chất lượng cao được tung ra, nhiều cư dân mạng không mong đợi vào bộ phim đã phải kinh ngạc ngay lập tức. Bất kể là kịch bản hay kỹ năng diễn xuất của diễn viên, hầu hết các bộ phim cùng thời điểm đều không đấu lại được. Đúng thật là không thể lường trước được. Cư dân mạng phản hồi rất tốt trong nửa sau của buổi họp báo, về cơ bản đạo diễn Khương và chiêm nhạc nhạc đã trả lời nhiều câu hỏi khác nhau và kể một số câu chuyện thú vị trong quá trình quay phim. Tất cả mọi người trên sân khấu đều rất vui vẻ dường như không bị ảnh hưởng bởi sự cố trước đó họ thoải mái cười cười nói nói hầu hết người xem đều đặt kỳ vọng vào bộ phim hoa song sinh nhưng vào lúc này lại có người tâm trạng rất tệ ở góc đông bắc của hội trường có một người đàn ông trung niên ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hàn phi trong mắt tràn đầy vẻ khó chịu lấy điện thoại di động ra gã xóa tin nhắn do người dẫn chương trình gửi tới sau đó đăng nhập tài khoản dự phòng của mình để liên hệ với ai đó thông qua một ứng dụng tôi sẽ trả giá cao hy vọng anh có thể giúp tôi tìm ra thông tin đời tư của một diễn viên. Ai thế? Anh ta là Hàn Phi, bộ phim Hoa song sinh do anh ta đóng vai chính chuẩn bị được công chiếu. Anh trả tiền đặt cọc trước. Tôi sẽ theo dõi anh ta 24 trên 24. Tốt hơn hết anh đừng để tôi phải chờ lâu. Gửi xong tin nhắn cuối cùng, người đàn ông trung niên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Gã lặng lẽ đi về phía cửa hội trường mà không phát hiện ra Hàn Phi. Trên sân khấu đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình. Buổi họp báo kết thúc một cách thuận lợi. Cho đến cuối cùng, kênh phát sóng trực tiếp thu về không dưới nửa triệu lượt xem, đây là một khởi đầu tốt đẹp cho đoàn làm phim Hoa Song Sinh. Hàn Phi lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, vào ngày này cuộc đời của hắn cũng mở ra một giai đoạn mới. Chỉ trong 2 giờ, tài khoản xã hội của Hàn Phi đã tăng gần 30.000 lượt theo dõi, điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là, hắn thấy tên mình xuất hiện trong bảng xếp hạng diễn viên ở trong nước. Tại thời điểm này, Hàn Phi được xếp ở vị trí thứ 10.000, nhưng hắn là diễn viên duy nhất trong bảng xếp hạng không có bất kỳ tác phẩm nào chỉ lọt vào danh sách nhờ độ hát của trailer và chương trình phát sóng trực tiếp. Bảng xếp hạng diễn viên được ai đánh giá toàn diện dựa trên các dữ liệu như danh tiếng, lượng tìm kiếm, tác phẩm, lượng fan hâm mộ. Do không có ai và công ty nào can thiệp nên đây là bảng xếp hạng uy tín nhất hiện nay. Trước đây, ước mơ của Hàn Phi là có tên trong bảng xếp hạng, chỉ những diễn viên trong bảng xếp hạng mới có thể coi như được công chúng công nhận. Vị trí thứ 10.000 Sau khi Hoa Song Sinh được công chiếu, thứ hạng của mình chắc hẳn sẽ tiếp tục tăng lên nhỉ. Buổi họp báo kết thúc đã là 9 rưỡi tối, Hàn Phi vừa vào hậu trường, đang thu dọn đồ đạc thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Kim Tuấn đột nhiên gọi mình làm gì? Hàn Phi đã cứu tay paparazzi kỳ cựu trong nghề kia, cả hai đều để lại thông tin liên lạc với nhau. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Kim Tuấn nói rất nhanh, ai đó đã trả giá cao cho học trò của tôi và muốn moi móc thông tin về cậu, kẻ đó đã sử dụng một nick ảo. Tuy nhiên, những nghệ sĩ mà hắn ta nhắm đến trước đây đều mâu thuẫn với công ty giải trí Ngũ Ngũ tôi nghi ngờ rằng kẻ muốn moi móc thông tin của cậu đến từ công ty giải trí ngũ ngũ đó kim tuấn rất đáng tin cậy anh ta không chỉ nói với hàn phi rằng có người muốn nhắm vào hắn một cách bí mật mà còn trực tiếp đoán ra lai lịch của đối phương ngũ ngũ là một trong những công ty trực thuộc công ty trước đây của tôi những người này dường như rất có thành kiến với tôi nhỉ không phải là có thành kiến bộ phim hoa song sinh của cậu ra cùng thời điểm với tình yêu bí mật trốn đô thành của họ chi phí quay và quảng cáo gấp hơn chục lần so với các cậu nhưng độ hát và sự mong đợi lại kém xa chắc chắn bọn họ muốn gây rắc rối kim tuấn biết rõ rất nhiều nội tình ngoài ra tôi nghe mọi người nói đáng lẽ cậu đóng vai nam phụ trong tình yêu bí mật trốn đô thành nhưng lại bị cướp mất vai diễn giờ thì tốt rồi cậu đã giúp cảnh sát phá vụ án lớn tạo được độ hát lại còn trở thành diễn viên chính của đối thủ cạnh tranh lớn nhất đây không phải là cậu đã tát vào mặt ngũ ngũ liên tục sao bộ phim của cậu càng nổi tiếng thì họ càng cảm thấy khó chịu nếu bộ phim của cậu bùng nổ Họ có thể sẽ trở thành trò cười trong làng giải trí, kẻ cướp vai diễn của cậu cũng khó có thể lăn lộn được trong tương lai. Tôi không quan tâm họ có khó chịu hay không, tôi chỉ mong rằng mình có thể mãi mãi sống một cách lương thiện và có nguyên tắc. Hàn Phi mơ hồ nhớ tới lời Hoàng Doanh từng nói, trò chơi cuộc sống hoàn hảo sẽ sớm open beta, trò chơi cấp quốc gia này có khả năng sẽ xây dựng một hệ sinh thái xã hội mới. Đến lúc đó, rất ít người có thể từ chối trò chơi này được. Sau khi open beta, trò chơi sẽ được ai tiếp quản hoàn toàn? nếu những kẻ đó mà làm quá chỉ cần họ đăng nhập vào game thiên phú chiêu hồn của hàn phi sẽ phát huy được tác dụng tuy rằng hiện tại thiên phú chiêu hồn quả thực rất yếu nhưng không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai sau khi kết thúc cuộc gọi với kim tuấn hàn phi còn chưa cất điện thoại di động đi thì một cuộc gọi khác lại đến hàn phi nhìn thấy tên thì có chút kinh ngạc bấm nút trả lời em lại bị đám côn đồ kia bắt nạt à người gọi tới cho hàn phi là khúc văn hầu Mẹ của nó là Khúc Vân sống trong tòa nhà block 2 của cư xá hạnh phúc. Em thực sự không nghĩ tới anh lại là một diễn viên đấy. Em thật là đã được ăn mì gói cùng với anh sao? Giọng của Khúc Vân Hầu rất phấn khích. Không nghĩ tới anh là một diễn viên ư. Vậy lúc đầu em tưởng anh làm gì thế? Em tưởng anh là xã hội đen cơ. Nhìn màn đánh nhau của anh, động tác vừa nhanh vừa mạnh mẽ, chân thực hơn nhiều so với trong phim nha. Được rồi, được rồi, em cũng đừng đi rêu ra chuyện này khắp nơi. Hàn Phi nhỏ giọng. Anh chuẩn bị rời khỏi hội trường rồi, em còn chuyện gì nữa không hả Văn Hầu? Hôm nay em cũng xem buổi phát sóng trực tiếp của anh. Em đã giải thích rất nhiều lần với những người chửi bới anh, nhưng dù em có gửi tin nhắn như thế nào thì họ cũng không trả lời lại em hết á. Em còn giải thích cho anh nữ. Hàn Phi tự nhiên cảm thấy ấm áp, lần. Đầu tiên tiếp xúc với Khúc Văn Hầu chỉ là để làm rõ thông tin về Khúc Vân, nhưng không ngờ chút thiện ý nho nhỏ này lại được đối phương ghi nhớ. Nếu như đổi lại là em đứng trên sân khấu thì có lẽ em đã gục ngã rồi, em thực sự không ngờ rằng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà anh vẫn có thể tiến về phía trước lại còn muốn giúp đỡ những người như em nữa giọng của khúc văn hầu không non nớt như những đứa trẻ cùng tuổi nó tỏ ra rất trưởng thành em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh một lần nữa em sẽ trở lại trường học từ ngày mai và em sẽ cố gắng để bước về phía trước cố lên cố gắng vào một trường đại học tốt làm cho những người đã từng kinh thường em phải ngưỡng mộ hàn phi cảm thấy rất nhẹ nhõm sau cuộc nói chuyện tắt điện thoại trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khác lạ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một người như mình có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác. Hắn luôn cảm thấy mình rất chán trường và buồn tẻ, sẽ chỉ lan tỏa những cảm xúc tiêu cực. Mình đã thay đổi từ khi nào nhỉ? Mình đã khỏi bệnh chưa? Hay là đã được chữa trị khỏi rồi? Hay là được hồi sinh? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Game mà Hàn Phi đang chơi có dán mát trò chơi hệ chữa trị, thứ duy nhất có liên quan đến hai chữ chữa trị là nhãn hiệu trò chơi trên mũ bảo hiểm nhìn vào dòng chữ và logo trên nhãn có vẻ như nó đã được chủ cửa hàng thêm vào sau nhưng đó là một trò chơi đã thay đổi hàn phi nó đã mở ra một trái tim khép kín cho hàn phi thông qua phương pháp là nếu không kết bạn thì sẽ chết thông qua căn hộ ma ám hàn phi đã học được cách giao tiếp với những người bạn cùng phòng sống chung dưới một mái nhà từ từ hàn phi bắt đầu chủ động xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm xung quanh cuối cùng một người mắc chứng ám ảnh sợ xã hội nghiêm trọng thậm chí còn được bầu làm quản lý cư xá mặc dù phương pháp để chữa bệnh cho một người của trò chơi này hơi thô bạo nhưng kết quả cho thấy hàn phi đã thực sự thay đổi hắn đã trở nên tốt hơn ước mơ được đứng trên khấu đã chứng minh tất cả suy cho cùng trò chơi cuộc sống hoàn hảo xác thực có tác dụng chữa trị nhìn mình trong gương ở phòng thay đổi trong hậu trường hàn phi thử nở nụ cười hắn vẫn có thể cảm giác được nụ cười giả tạo của mình nhưng hắn cảm thấy chỉ cần không chết sớm muộn cũng có ngày hắn có thể nở nụ cười chân thật không thể phủ nhận rằng mình thực sự đã thay đổi bởi cuộc sống hoàn hảo đối với trò chơi hệ chữa trị nhân tính như vậy hàn phi cảm thấy mình không thể tận hưởng nó một mình có rất nhiều người đáng thương trên thế giới này bị khiếm khuyết về nhân cách hắn có thể chữa lành nhiều người hơn theo cách này để cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn sau khi chỉnh trang lại quần áo hàn phi đang định về nhà chơi game nhưng vừa mở cửa phòng thay đồ ở hậu trường liền nhìn thấy lệ tuyết và một người mặc thường phục của một đội điều tra tội phạm khác đang đứng ở cửa hai người đang làm gì thế cảnh sát canh cửa bình thường người nổi tiếng nếu không phạm tội sẽ không được đối xử như vậy hàn phi chị luôn cho rằng cậu thích hợp làm cảnh sát hơn là diễn viên đấy nhưng hôm nay chị mới phát hiện ra là mình đã sai diễn xuất của cậu thật sự rất tuyệt chỉ cần xem một đoạn trêu lơ lệ tuyết chưa kịp nói xong người mặc thường phục bên cạnh đã ho khan vài tiếng ngắt lời cô ấy chúng tôi đến đây lần này không phải chỉ để tham gia buổi họp báo phim của các cậu người mặc thường phục đóng cửa phòng thay đổi rồi tiếp tục nói sau khi chắc chắn rằng không có người nào khác xung quanh cậu chính là người đã bắt được tên tội phạm truy nã đang lẩn trốn của vụ án giấu xác trong thú nhồi bông đúng là tôi người phóng viên được giải cứu đáng lẽ phải nói hết cho các anh rồi chứ cậu có thể nói rõ hơn về những gì đã xảy ra ngày hôm đó không trạng thái tinh thần của hắn khi cậu gặp là gì ngay khi cảnh sát mặc thường phục hỏi câu này hàn phi lập tức nhận ra kẻ bị truy nã chắc là đã có biểu hiện bất thường lúc đó tôi phát hiện hắn đang theo dõi người phóng viên sau đó bí mật đi theo anh ta tên tội phạm kia có vẻ rất kích động loại kích động bị kìm nén hình như hắn đang sợ hãi điều gì đó hàn phi biểu hiện như đang cố gắng nhớ lại sợ hãi đôi mắt của người mặc thường phục sáng lên kẻ đó bị sao vậy hắn đã phát điên sau khi bị chúng tôi bắt giữ hắn nói rằng hắn đã nghe thấy tiếng của tử thần và nhìn thấy điều đáng sợ nhất trên thế gian này người mặc thường phục nhìn chằm chằm hàn phi một hồi lâu sau đó nói tiếp chúng tôi đã cho hắn làm kiểm tra và cuối cùng dựa trên mô tả của hắn khôi phục lại diện mạo của tử thần tử thần trong ấn tượng của hắn có chút giống với cậu giống tôi ư hắn bị tôi đánh đến ngu ngốc luôn rồi à giọng điệu của hàn phi rất vô tội đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một tên tội phạm truy nã trên tay hắn còn cầm dao lúc đó tôi sợ quá không nghĩ ngợi gì nhiều nên chỉ biết dùng hết sức đánh trả chúng tôi cũng không nghĩ rằng cậu ra tay quá nặng nói như thế nào nhỉ người mặc thường phục sắp xếp lại mạch suy nghĩ chúng ta cũng coi như là đã khá quen thuộc rồi vốn dĩ chúng tôi không định đơn độc liên lạc với cậu trong vụ án này nhưng ba người trong gia đình kẻ sát nhân đều bị điên hơn nữa các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng vì vậy đội trưởng của chúng tôi muốn mời cậu qua một chuyến không vấn đề gì nhưng mà hôm nay muộn quá rồi để ngày mai được không hàn phi muốn về nhà chơi game đương nhiên hắn nhất định sẽ không nói với cảnh sát vì lý do này nhanh thôi xe đã chuẩn bị xong rồi chúng ta chỉ mất chậm nhất là một tiếng gấp như vậy à đội phó của chúng tôi đã ở đó rồi khi cậu nhìn thấy ba người gia đình nhà họ cậu sẽ biết tại sao chúng tôi lại vội vã như vậy người mặc thường phục với nụ cười gượng gạo họ sẽ trở nặng hơn vào ban đêm phải dùng thuốc mới khống chế được nhìn thời gian trên điện thoại di động hàn phi quyết định đi cùng cảnh sát cả ba lên xe cảnh sát và đến thẳng trại tạm giam ở khu phố cổ tân hỗ một số tội phạm giả điên khi biết rằng họ sẽ bị kết án tử hình nhưng tình trạng của ba người gia đình này có chút khác biệt chúng tôi đã mời một bác sĩ có chuyên môn để trị liệu và kiểm tra người mặc thường phục xuất trình giấy chứng minh rồi dẫn Hàn Phi và Lệ Tuyết vào trại giam. Những tên tội phạm tra tấn người vô tội và giết người một cách man dợ, như thế này lại còn được trị liệu sao? Vụ án này tương đối phức tạp. Cô con gái và bà mẹ giết người nhưng lại hoàn toàn đổ lỗi cho người cha. Bây giờ cả gia đình ba người họ lại trở nên điên loạn. Để tìm ra sự thật, chúng tôi chỉ có cách trước tiên là phải trị liệu cho hắn, để hắn thú nhận tội lỗi của mình trước khi chết. Chỉ như vậy mới có thể coi là công bằng cho nạn nhân. Đi qua hai cánh cửa, cả ba bước vào tòa nhà trong cùng của trại tạm giam. Trong hành lang sáng sủa, có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hăng hắc của thuốc dạng lỏng, Hàn Phi nhìn thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng đang nói chuyện với một cảnh sát hình sự. "Đội phó Thạch, tôi đã mời Hàn Phi tới." Người mặc thường phục nói với vị cảnh sát hình sự kia, thấy Hàn Phi đến, người bên kia nhiệt tình bắt tay hắn. "Vụ án chặt thay ghép xác đã được phá. Cậu đã giúp rất nhiều cảnh sát Tân Hỗ loại bỏ đi một tâm bệnh. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng được gặp cậu trực tiếp." người thanh niên này trông rất trí khí và có tố chất nha đội phó thạch nói vài câu khách sáo với hàn phi sau đó vẻ mặt của anh ta trở nên nghiêm túc tiểu vĩ chắc là đã nói với cậu về tình trạng của gia đình kẻ sát nhân bây giờ chúng tôi đang cố gắng nghĩ cách để gia đình họ mở miệng đội phó thạch và bác sĩ mở cửa bên cạnh cha của minh mỹ bị trói trên giường cảnh sát đã rất cố gắng để ngăn không cho gã phát điên nghe thấy tiếng bước chân gã mở to đôi mắt đỏ ngầu rồi hét lên như muốn xé nát cổ họng quỷ quỷ có quỷ không ai biết tại sao gã lại la hét như vậy, lúc Hàn Phi đi tới gã cũng mặc kệ Hàn Phi, xem ra Hàn Phi bây giờ rất khác với tử thần trong tưởng tượng. Lại gặp rồi. Hàn Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, vẻ mặt nhăn nhó điên cuồng, lại giống như bị mất trí nhớ. Đây có phải là di chứng của việc chiêu hồn không nhỉ? Vậy tại sao Hoàng Doanh lại không bị mất trí nhớ? Hai mắt nheo lại, Hàn Phi đã sử dụng Thiên Phú chiêu hồn để viết tên của gã lên trên khuôn mặt quỷ nhưng cuối cùng lại thất bại cái tên trên mặt quỷ đã tan tành bên trong biển máu chẳng lẽ sau khi chiêu hồn thất bại đối tượng được chọn sẽ trở thành như thế này ngược lại thấy vậy hàn phi lại càng yên tâm bên kia hoàn toàn nổi điên càng không thể tiết lộ bí mật của mình hàn phi phối hợp với cảnh sát làm thí nghiệm hồi lâu vẫn không thu hoạch được gì đội phó thạch khẽ thở dài rồi để hắn rời đi hàn phi vì phải về nhà chơi game nên vội vã đi đến ngã rẽ nhưng khi hắn và vị bác sĩ chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nhìn thấy một con bé bị giam ở một căn phòng khác con bé kia ngồi xổm trong góc phòng trong miệng luôn lẩm bẩm cái gì đó còn có một thứ tương tự như chiếc mũ bảo hiểm chơi game đặt dưới sàn bên cạnh giường đội phó thạch hiện tại phạm nhân cũng có thể chơi game à hàn phi rất mẫn cảm với mũ bảo hiểm chơi game đó không phải là mũ bảo hiểm chơi game giả lập mà là mũ bảo hiểm phụ trợ chữa trị được thiết kế để chữa bệnh tâm lý cho trẻ vị thành niên bác sĩ giải đáp nghi hoặc của hàn phi mũ bảo hiểm phụ trợ chữa trị Cậu đã nghe nói đến liệu pháp sand spin liệu pháp khai cát chưa? Nhiều năm trước, người ta đã làm đồ chơi tương tự như khai cát, sử dụng nhiều màu sắc và đồ vật khác nhau để thay thế các đồ vật trong sinh hoạt, coi khai cát như một thế giới và để trẻ em thể hiện thế giới nội tâm của mình thông qua trò chơi. Sau đó bác sĩ sẽ đưa ra những phán đoán dựa trên những lựa chọn khác nhau của trẻ. Bác sĩ Kiên nhẫn giải thích, bây giờ công nghệ đã được cải thiện về chất lượng, chúng ta có thể sử dụng mũ bảo hiểm phụ trợ để xây dựng một căn phòng thuộc về bệnh nhân. Căn phòng này luôn luôn thay đổi, có thể phản ánh những dao động cảm xúc của bệnh nhân, cũng có thể phản ánh thế giới ký ức sâu thẳm trong nội tâm con bé. Mũ bảo hiểm có thể chữa trị được bệnh tâm lý ư? Hàn Phi nhìn chằm chằm cái mũ hồi lâu. Những công nghệ mới này do Deepstate Technology và Vĩnh Sinh Pharmaceutical cùng phát triển, chúng mới chỉ được đưa vào ứng dụng trong những năm gần đây. Vậy phương pháp trị liệu có hiệu quả không anh? Tạm thời thì chưa. Bác sĩ ho khan một tiếng, con bé này luôn có ý thức phòng bị và chưa bao giờ thực sự mở lòng tôi có thể đi gặp nó không? Hàn Phi nhận ra con bé bị giam trong phòng chính là, ác quỷ đã đổ rác mạc của cha mẹ ứng nguyệt, vào bể cá và khâu xác ứng nguyệt vào thú nhồi bông. Không vấn đề gì. Đội phó thạch gật đầu đồng ý, Hàn Phi liền mở cửa bước vào phòng. Bây giờ đang là mùa đông nhưng hệ thống sưởi sàn nhà dường như có vấn đề, nó còn lạnh hơn cả bên ngoài. Con bé thu mình trong góc, nó có một bộ dạng vô cùng đáng thương. Mày là Minh Mỹ phải không? Hàn Phi bước đến bên cạnh con bé. Nó ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói, nhưng ngay khi nhìn thấy Hàn Phi, khuôn mặt lại tái mét vì sợ hãi. Đôi môi run rẩy, nó chỉ vào đầu Hàn Phi, trong miệng cố gắng nặn ra mấy chữ. "Ứng Nguyệt, Ứng Nguyệt đang ở trên đầu kìa." Giọng của Minh Mỹ rất nhỏ, nó sợ đến mức nói không ra lời, chỉ biết nép vào góc tường một cách tuyệt vọng. Hàn Phi không rời đi, nhìn Minh Mỹ, khóe miệng từ từ nhếch lên, khi quay lưng về phía bác sĩ và đội phó Thạch, vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ mặt vô cùng bệnh hoạn và đáng sợ. Mày có thấy Ứng Nguyệt đang bò trên người tao không? Thật sự có thể thấy à? Con bé cũng rất nhớ mày đấy." Giọng điệu của Hàn Phi rất đáng sợ, Minh Mỹ khóc to, cả người không ngừng run rẩy. "Thật thú vị, nếu như không phải là mày bị ảo giác, thì có nghĩa là mày có thể chất gặp được linh hồn." Hàn Phi sờ sờ vào cổ, lúc trước cha của Ngụy Hữu Phúc cũng mơ hồ nhìn thấy hình bóng Ngụy Hữu Phúc trên người của hắn, đây có vẻ như không phải là trùng hợp. Minh Mỹ thu người trong góc phòng, thân thể không tự chủ được run rẩy hai mắt nhìn chằm chằm phía sau Hàn Phi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Mình hiểu đại khái rồi. Hàn Phi đứng dậy, xoay người đi ra khỏi phòng. Bác sĩ nhận thấy sự bất thường của Minh Mỹ và hơi nghi hoặc một chút, có phải tôi bị ảo giác không? Sao thân thể đứa trẻ này lại phát run như vậy? Hệ thống sưởi sàn trong phòng bị hỏng rồi, các anh nhanh sửa lại đi, đừng để đứa nhỏ bị đóng băng. Hàn Phi nhẹ giọng nói, con bé này rất xấu xa, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Đội phó thạch nhắc nhở, dù nó có xấu xa thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ chúng ta không thể quá đáng nó đã phạm sai lầm hàn phi quay đầu liếc nhìn minh mỹ và không ai nghe thấy câu cuối cùng của hắn để kiếp sau nó chú ý là được đội phó thạch lo lắng rằng hàn phi bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của minh mỹ đã kể ra tất cả những tội ác mà con bé đó phạm phải hàn phi nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc một đứa trẻ có vẻ ngoài dễ thương như vậy mà lại làm ra những chuyện xấu xa đến thế ư khi xảy ra tội ác nó mới chỉ 6, 7 tuổi thôi mà. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự xấu xa của một người. Sở dĩ đứa trẻ này, mắc bệnh về trí não là do khi còn nhỏ đã làm những chuyện khủng khiếp, cho nên sau khi lớn lên, trong giấc mộng nó sẽ luôn nhìn thấy cô bé bị mình giết. Đội phó thạch trông nghiêm túc, đúng là tội phạm thì phải tuân thủ chăm sóc theo chủ nghĩa nhân đạo cơ bản, nhưng tuyệt đối không bao giờ đồng cảm với chúng. Đồng cảm với chúng chính là lần thứ hai làm tổn thương người bị chúng bạo hành và giết chết. Tôi hiểu rồi, vậy đứa trẻ này sẽ bị kết án bao lâu?" Hàn Phi hỏi một vấn đề mà hắn quan tâm hơn. Đứa trẻ này tuổi còn chưa lớn, lại thêm bệnh tâm thần, nếu muốn nó chịu trừng phạt, trước tiên nó phải nhận tội mới được. Có vẻ như nó cần được chữa trị càng sớm càng tốt. Hàn Phi nhìn vị bác sĩ bên cạnh, "Mũ bảo hiểm phụ trợ trị liệu mà các anh sử dụng có hữu ích không?" "Tôi nhớ rằng Display Technology chỉ làm về trò chơi và truyền thông mà nhỉ?" "Display Technology cũng đứng đầu thế giới về phương diện khám phá trí não." chắc hẳn cậu đã từng nghe đến trò chơi cuộc sống hoàn hảo do họ phát triển phải không tất nhiên tôi đã nghe nói rằng nó là một trò chơi cấp quốc gia khắp nơi đều có quảng cáo về nó mũ bảo hiểm phụ trợ trị liệu này được kết nối với bộ não cốt lõi của cuộc sống hoàn hảo nó cũng là thiết bị tối tân nhất của bệnh viện chúng tôi nó có thể tận dụng khả năng tính toán và phân tích mạnh mẽ của bộ não cốt lõi để nắm bắt trong không mấy giây thể hiện thế giới phức tạp và bệnh hoạn trong tâm trí bệnh nhân chúng tôi có thể cảm nhận được nguồn gốc của nỗi sợ hãi bên trong bệnh nhân thông qua công cụ này, sau đó đúng bệnh hốt thuốc rồi tiến hành chữa trị. Nói cách khác, chiếc mũ bảo hiểm phụ trợ này và trò chơi cuộc sống hoàn hảo sử dụng cùng một server à? Hàn Phi không hiểu những thứ này, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Không có liên quan gì đến server cả. Tất cả các sản phẩm do Deepstate Technology phát hành ở giai đoạn này đều dựa trên AI thế hệ thứ 8 mà họ đang thử nghiệm. Đây chính là điểm mạnh cốt lõi của công ty họ. Nếu cậu muốn sử dụng các sản phẩm tối tân nhất của họ, thì phải kết nối với ai thế hệ thứ 8, có thể coi là độc quyền. Bác sĩ mặc áo choàng trắng rất kiên nhẫn giải thích. Anh không phải là chuyên gia tâm lý học hay sao? Sao anh biết nhiều về Deep Space Technology vậy? Đầu óc Hàn Phi rất nhanh nhạy, hắn đã trải qua không ít chuyện đan xen nhau, nhất định phải thận trọng, dù sao thì cũng có một số trùng hợp có thể gây chết người. Thời thế đang thay đổi, khoa học kỹ thuật có thể giúp chúng ta nhìn nhận bản thân tốt hơn. Nó là thứ phù hợp để đưa vào bất kỳ ngành công nghiệp nào anh hùng thường có cùng quan điểm, bác sĩ, tôi còn chưa biết tên của anh. Hàn Phi nhớ đến thầy của Lệ Tuyết đã từng đặc biệt nhắc nhở hắn phải chú ý, đến hai nghề giáo viên và bác sĩ. Tôi họ Hồ, tên là Hồ Vi. Sau khi ra khỏi trại tạm giam, hơn 11 giờ đêm Hàn Phi mới về đến nhà. Hắn ăn tạm vài thứ, kết nối các loại đường dây khác nhau rồi sau đó đội chiếc mũ bảo hiểm chơi game vào. Màu máu đổ xuống, bao trùm mọi thứ, thế giới trong mắt Hàn Phi thay đổi. Ngay sau khi âm thanh của hệ thống nhắc đăng nhập trò chơi biến mất, Cơ thể của Hàn Phi đã bị kéo ngã xuống đất. Hắn mở mắt ra và lại cảm thấy lạnh như băng ở trên mặt. Nhìn xuống, hắn thấy miệng mình bị che bởi một đôi bàn tay trắng bệch. Sau gáy nổi ra gà, Hàn Phi chậm rãi vặn cổ mới phát hiện Ngụy Hữu Phúc đang ở sau lưng. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Hàn Phi chỉ tay về phía cánh cửa đang đóng chặt, muốn biểu đạt là có thứ gì đó đang lảng vảng ở ngoài cửa Ngụy Hữu Phúc dường như không hiểu ý của Hàn Phi, nhưng từ từ buông tay ra, ra hiệu cho Hàn Phi tuyệt đối không được mở miệng nói chuyện xung quanh trầm mặc và vắng lặng, không chỉ căn hộ ma ám 1044 mà toàn bộ cư xá hạnh phúc đều hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ một tiếng động nào. Phải mất 10 phút sau, Ngụy Hữu Phúc mới chậm rãi đứng dậy, anh ấy nhìn ra ngoài theo khe hở trên tấm ván gỗ của cửa sổ. Tiếng ca của một người phụ nữ đột nhiên vang lên trong cư xá hạnh phúc vốn tĩnh mịch, đó là một bài đồng giao cổ quái, mang theo giai điệu quỷ dị, dường như đang từ từ đến gần tòa nhà block 1. Lúc nghe thấy tiếng ca, nội tâm Hàn Phi lo lắng đến cực điểm hắn lặng lẽ thu hồi lại chiếc nhẫn của người chủ nhà vào trong ô vật phẩm nằm yên dưới cửa sổ không dám nhúc nhích hàn phi đã từng nghe thấy tiếng ca này bên cạnh cửa hàng tiện lợi nếu như không thể rời khỏi trò chơi thì hắn đã tiêu đời rồi chính vì tiếp xúc gần nên hắn mới càng có thể hiểu rõ sự kinh khủng của đối phương như thế nào cái thứ không thể diễn tả được bằng lời này làm sao lại có thể chạy vào cư xá hạnh phúc được nhỉ tiếng ca truyền từ xa đến gần thậm chí ở một khoảnh khắc nào đó nó còn văng vẳng bên cạnh cửa sổ của căn hộ ma ám mà đây chính là tầng 4. Cố che miệng lại, Hàn Phi và Ngụy Hữu Phúc ngồi cùng nhau, hắn cố gắng giao tiếp bằng mắt với Hữu Phúc, nhưng anh ấy chỉ khẽ lắc đầu, không dám làm bất kỳ một động tác dư thừa nào. Tiếng ca vẫn chưa biến mất, điều kinh hoàng nhất là sau 10 phút, nó thậm chí còn xuất hiện ở hành lang của tòa nhà block 1. Đèn được kích hoạt bằng âm thanh lần lượt sáng lên, trái tim Hàn Phi cũng nhảy nhót theo. Bành. Cửa một căn phòng nào đó trên tầng 2 bị mở ra, sau đó tiếng mở cửa không ngừng vang lên từ hành lang từng tầng từng tầng một, tiếng ca rất nhanh lên đến tầng thứ tư. Bành, bành. Cửa phòng 1041 và 1042 đã bị mở, cửa chống trộm đập vào tường một cách nặng nề, sau đó tiếng ca lại vang lên ở tầng cao hơn. Khi cửa phòng 1041 mở ra, Hàn Phi đã hoàn toàn nín thở, bịt chặt mũi miệng, không dám phát ra tiếng động. Tiếng mở cửa không ngừng phát ra từ tòa nhà, trừ âm thanh này và tiếng ca ra, không còn một âm thanh nào khác, toàn bộ thế giới đều yên lặng đến mức trầm mặc. Tiếng ca rất nhanh lại từ tầng cao nhất đi xuống, khi đi qua tầng 4, cửa phòng 1043 cũng bị mở ra. Gần trong gang tấc, tiếng ca dần dần yếu đi, cuối cùng thì biến mất, hoàn toàn không nghe thấy nữa. Ngồi co quắp trên mặt đất, Hàn Phi phát hiện quần áo của mình đã thấm ướt mồ hôi lạnh, giống như vừa mới vất lên khỏi mặt nước. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Phi, Ngụy Hữu Phúc lấy ra giấy bút đã chuẩn bị sẵn, viết một câu đưa cho hắn, đừng nói chuyện, cẩn thận lại quay trở lại. Ngụy Hữu Phúc không dám thêm chủ ngữ vào câu nói trên tờ giấy, nhưng Hàn Phi đã biết anh ấy muốn biểu đạt điều gì, hắn nhẹ gật đầu. Sau nửa giờ, tiếng ca hoàn toàn biến mất, trên đường phố bắt đầu xuất hiện đủ loại âm thanh quỷ dị, Ngụy Hữu Phúc từ trên mặt đất đứng dậy. Anh ấy đặt tay lên ngực mình, nhẹ nhàng nói, "Không sao rồi, mọi người ra ngoài đi." Vừa dứt lời, một đôi cánh tay xuất hiện phía sau Ngụy Hữu Phúc, từng nạn nhân của vụ án chặt thay ghép xác xuất hiện, họ dùng cơ thể của mình để bảo vệ tiểu bát ở tận cùng bên trong lại tránh thoát được một kiếp. Anh không biết liệu lần sau chúng ta có gặp may mắn như vậy nữa không? Vẻ mặt của Ngụy Hữu Phúc rất tệ, anh ấy mở cửa chống trộm của căn hộ ma ám, ngoại trừ căn hộ 1044 trên tầng 4, tất cả các cửa của ba phòng còn lại đều bị mở. Thứ đó sẽ lại chạy đến cư xá nữa sao? Hàn Phi chỉ hoãn rất lâu mới mở miệng nói ra. Đây là lần đầu tiên, Ngụy Hữu Phúc cũng rất nghi hoặc, khi người quản lý tiền nhiệm còn ở đây, tiếng ca đã xuất hiện bên ngoài cư xá, nhưng nó chưa bao giờ xâm nhập vào trong cả lần đầu tiên. Thế mà em đã gặp phải rồi. Hàn Phi dựa vào tường nhìn hành lang bên ngoài, dường như nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ nó đang tìm tiểu bát. Người quản lý tiền nhiệm từng nói nạn nhân thứ 8 là một chiếc chìa khóa. Nếu có tiểu bát thì sẽ có khả năng rời khỏi nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời giới thiệu của hệ thống về tiểu bát cũng đề cập cô bé là một chiếc chìa khóa. Ngoại trừ điểm này, không có giải thích nào khác. Chỉ biết tiểu bát là một chiếc chìa khóa, nhưng không biết nó dùng để mở cái gì thì chiếc chìa khóa này cũng không hữu dụng lắm. Người quản lý còn nói cho các anh điều gì nữa không? Hàn Phi nhìn bạn cùng phòng đang đứng ở trong phòng khách rất yên tĩnh. Xem ra là không có rồi. Mặc dù ông ta trông có vẻ điểm đạm và thân thiện, cũng rất tốt, nhưng anh có thể cảm thấy rằng ông ta thực sự không tin tưởng chúng ta, hoặc có thể nói rằng không muốn tin tưởng mọi thứ trên thế giới này. Ngụy Hữu Phúc chậm rãi nói, ông ta căn bản khác với em. Hàn Phi cũng nhớ lại cảnh chính mình bắt gặp những mảnh ký ức của người quản lý, hắn nhớ rằng ông ấy đã chọn cách phá hủy hoàn toàn con đường của thế giới tầng sâu này thật đáng tiếc cuối cùng ông ấy đã thất bại và ký ức cũng bị phá vỡ thành từng mảnh một người với mục tiêu là phá hủy thế giới tầng sâu quả thực khó có thể hoàn toàn tin tưởng vào lệ quỷ và oán niệm người quản lý tiền nhiệm đã không cho cư dân trong tòa nhà biết nhiều thông tin hàn phi lại càng muốn tìm ra sự thật và không ngừng tìm hiểu về thế giới này vì vậy hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm các mảnh ký ức của ông ấy May mắn thay, mình đã ghi nhớ bản đồ trong căn hộ của người quản lý. Trường học viện tư thục Ích dân được đánh dấu bằng bút đỏ, khả năng cao là có dấu mảnh ký ức của ông ấy. Hàn Phi lấy thẻ giáo viên từ trong ô vật phẩm, thứ này chắc là ông ấy cố ý để lại cho mình. Hàn Phi không biết nên đối phó như thế nào với tiếng ca, hiện tại cư xá hạnh phúc đã trở nên nguy hiểm, muốn phá cục thì cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào những mảnh ký ức của người quản lý tòa nhà. Tiếng ca sẽ không biết khi nào lại xuất hiện. Chúng ta cần phải chuẩn bị tốt một chút. Bây giờ Hàn Phi rốt cuộc hiểu được thế giới này tuyệt vọng đến như thế nào, nhìn xung quanh, không có tòa nhà nào là hoàn chỉnh tuyệt đối, trừ khi bản thân hắn trở thành một tồn tại không thể nói ra. Còn cả một chặng đường dài phải đi. Hàn Phi dẫn Ngụy Hữu Phúc ra khỏi căn hộ ma ám, "Chúng ta đi xem những người hàng xóm khác, em hy vọng mọi người đều không sao." Khi tiếng ca vang lên ở khoảng cách rất xa, anh đã thông báo cho cư dân trong tòa nhà. Nếu họ tin anh, bây giờ có lẽ tất cả đều ở tòa nhà block 2. Ngụy Hữu Phúc là một người rất thiện lương và đáng tin cậy, khi còn sống như thế nào thì chết đi cũng vẫn như vậy. Đầu tiên Hàn Phi đi vào tòa nhà Block 2, không thấy Từ Cầm trong đám người, đột nhiên trở nên mất bình tĩnh. Vội vàng quay trở lại tầng 5 của tòa nhà Block 1, Từ Cầm dường như vẫn chưa về nhà, mọi thứ trong căn hộ của cô ấy đều bị phá hủy, các loại bình khác nhau được dùng để cất giữ món ngon đều vỡ tan, lưu lại nguyền rủa mạnh mẽ ở trong phòng. Còn tệ hơn căn hộ của Từ Cầm là căn hộ 1051 bên cạnh thú cưng của cô ấy dường như đã bị giết chết, trong căn phòng tối đen như mực chỉ còn lại bộ xương thối giữa và mùi hôi thối, không còn thấy bất luận bóng người nào nữa, không thấy linh hồn đâu cả. Hàn Phi và Ngụy Hữu Phúc bước vào căn hộ 1051, bóng tối dần chìm xuống, nguyên rùa hôi thối tràn ngập khắp nơi. Tiếng ca thật kinh khủng, khi Hàn Phi đã hết hy vọng, một âm thanh vô cùng ủy khuất đột nhiên vang lên từ cửa sổ trong phòng. Xì xì. Đi vào sâu trong căn hộ 1051, Hàn Phi ló đầu ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy một bóng đen có kích thước bằng cọng tóc trong khe hở góc bệ cửa sổ. Tôi đi đây, tôi khổ quá mà. Ban đầu bóng đen bao trùm toàn bộ căn hộ 1051, giờ chỉ còn lại có một sợi, cái sợi cuối cùng này còn phải trốn, vào vết nứt trên bức tường bên ngoài căn hộ mới có thể thoát được một kiếp. Đưa tay về phía cái bóng đen kia, Hàn Phi sử dụng năng lực chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn. Bóng đen rụt rè từ khe hở chui ra quấn quanh ngón tay của Hàn Phi, qua đối phương Hàn Phi cảm nhận được sự sợ hãi, bất lực, kinh hoàng và tưởng niệm đối với tư cầm. Trước kia có tư cầm, đều là... Nó ăn nuốt người khác, đâu phải chịu nỗi oan ức này. Người chơi số 0000 hãy chú ý. Bạn đã tìm thấy một vật phẩm đặc biệt không xác định. Vật phẩm đặc biệt không xác định, một tồn tại đặc biệt chứa đựng nguyền rùa vào oán niệm. Không ai biết nó được hình thành như thế nào, nó đan xen giữa các đồ vật, sinh mệnh và oán niệm. Nhìn sợi tóc quấn quanh ngón tay, Hàn Phi có chút kinh ngạc. Vật cưng mà từ cầm nuôi hệ thống còn không xác định được, thuộc loại vật phẩm đặc biệt không xác định. Từ cầm đã cho tiểu tử này ăn cái gì không biết. Thế nào lại dưỡng một căn phòng tốt trở thành một tiểu quái vật như vậy? Hàn Phi thử thu bóng đen kia vào ô vật phẩm, nhưng hệ thống nhắc nhở rằng nó không phải là vật phẩm. Vì vậy hắn không còn cách nào khác ngoài việc để bóng đen quấn quanh ngón tay mình. Tiểu tử này coi mình như chủ nhân ư. Hay là tại mình yếu nhất tòa nhà, ở cùng mình sẽ có cảm giác an toàn. Sau khi đi ra khỏi căn hộ 1051, Hàn Phi liền chạy đến căn hộ 1054. Kén người được từ cầm nuôi dưỡng ở đây thật là may mắn. Tiếng ca mở cửa một cách ngẫu nhiên nhưng lại không có mở cửa căn hộ 1054. Điều khiến Hàn Phi không ngờ tới là hai cái kén người lại ăn nuốt, lẫn nhau khi thiếu sự cung cấp máu thịt, để nuôi dưỡng. Trong đó một cái kén đã tiêu tán, cái kén còn lại trở nên sặc sỡ đỏ như máu, thứ bên trong dường như có thể trồi ra khỏi kén bất cứ lúc nào. Cái kén người này có liên quan đến những kẻ ngoại lại, mà những kẻ ngoại lại kia lại có hình xăm bươm bướm trên cơ thể, nói không chừng còn có liên quan đến cánh bướm. Hiện tại hắn không biết cánh người có tác dụng gì, nên tạm thời cất nó vào ô vật phẩm. Sau khi kiểm tra lại, trong tòa nhà cũng không có tổn hại gì lớn, Hàn Phi ngạc nhiên, chiếc gương ở tầng 7 cũng thoát khỏi một kiếp. Chiếc gương này không hổ danh là một trong những cư dân lâu đời nhất của cư xá hạnh phúc, nó quả thật có chút bản lĩnh. Sau khi tiếng ca rời đi, tất cả cư dân đều tụ tập lại một cách tự phát, bây giờ cư xá hạnh phúc đã không còn an toàn nữa, mọi người bắt đầu chú ý đến đề xuất trước đó của Hàn Phi. Trước sự đe dọa của tiếng ca, các cư dân cuối cùng đã nhất trí, họ tin lời của Hàn Phi, lúc trước và cảm thấy Hàn Phi quả thật có tầm nhìn xa hơn người thường. Tất cả chủ sở hữu trong cư xá đều không biết khi nào, thì tiếng ca sẽ lại xuất hiện, họ không thể tìm ra lý do và không thể yên tâm ở trong nhà. Lần này là tòa nhà block 1, có lẽ lần sau sẽ là tòa nhà block 2. Ngoài ra, Họ cũng phát hiện gần đây số lần xuất hiện của tiếng ca càng ngày càng thường xuyên. Quả nhiên các mối đe dọa bên ngoài chính là cách tốt nhất để đoàn kết nội bộ. Sau khi Hàn Phi bàn bạc với mọi người, những cư dân thực sự không tiện rời đi thì ở lại trông coi cư xá, còn những người khác thì đi đến cửa hàng tiện lợi. Đêm nay, dưới sự trợ giúp của những người hàng xóm, hắn sẽ đến thăm dò xung quanh trường học trước. Sau nửa đêm, Hàn Phi cùng vài người hàng xóm đến cửa sau của cửa hàng tiện lợi. Lúc này hắn đã hoàn thành một nhiệm vụ cơ bản ranh gờ có thể quit game bất cứ lúc nào. Đây là thời điểm Hàn Phi mạnh nhất, cho dù gặp phải tiếng ca, hắn cũng dám từ xa mắng chửi tên kia một câu rồi mới quit game. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Cần phải hỗ trợ lẫn nhau không được để tuột một mắt xích nào nhé. Trường học viện tư thuộc ích dân gần đây đã có những thay đổi rất kỳ lạ, vô cùng nguy hiểm. Kẻ ngoại lai dường như cũng đã xâm nhập vào đó rồi. Vì vậy, lần này chúng ta chỉ thăm dò bên ngoài thôi. Nếu có học sinh tình cờ ở một mình thì sẽ cố gắng giải cứu ra ngoài. Hàn Phi cần phải lấy được thông tin trong trường, có càng nhiều thông tin thì hắn mới càng tự tin tấn công ngôi trường này được. Hít một hơi thật sâu, Hàn Phi cầm đàn tế chưa khóc, lý tai cầm cặp sách của đầu to, hai bóng người một cao một thấp toát ra khí tức chẳng lành. Sau khi ai vào vị trí người ấy, Hàn Phi và Lý Tai đi ra khỏi con ngõ sau của cửa hàng tiện lợi, băng qua đường, nhưng ngay lúc bước lên bậc thềm vỉa hè trước cổng trường học, thì đột nhiên phát sinh biến cố. Người chơi số 0000 đã nhận được thẻ giáo viên của trường học viện tư thuộc ích dân. Chúc mừng bạn đã thành công tiến vào bản đồ ẩn trường học viện tư thuộc ích dân. Danh sách nhiệm vụ được làm mới. Xin hãy chú ý. Nghe thấy giọng nói trong đầu, Hàn Phi nhất thời cảm thấy không được tốt lắm, hắn đã từng nghe qua về bản đồ ẩn từ Hoàng doanh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải nó, hơn nữa lại là trong tình huống này. Nhìn đàn tế đầy vết nứt trên tay, Hàn Phi cố gắng gọi tên khóc, nhưng dường như khóc không có ở bên trong. Cái bản đồ ẩn của trò chơi này được đặt trên đường phố một cách công khai như vậy sao? Sau khi nghĩ rằng mình đã từng làm rất nhiều nhiệm vụ ẩn trong tòa nhà Block 1, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy rằng bản đồ ẩn xuất hiện trên đường phố cũng không có gì là đặc biệt khó hiểu. Lắc lắc đàn tế trong tay, Hàn Phi hy vọng có thể lắc ra một hồn ma, nhưng đáng tiếc đàn tế không có lấy một tiếng động. Chậm rãi ngồi sổm xuống, Hàn Phi theo thói quen dựa lưng vào bức tường bên cạnh, không người xuống, dường như làm như vậy sẽ khiến hắn an tâm hơn. Cất thẻ giáo viên trong túi, hắn tiến vào bản đồ ẩn ngay khi vừa bước lên vỉa hè bên kia đường hắn không biết chuyện gì đã xảy ra hiện tại người đã ở bên trong trường học lấy thẻ giáo viên ra hàn phi phát hiện không biết ảnh của chính mình xuất hiện trên thẻ từ khi nào nữa còn là một tấm ảnh đen trắng rất có nghệ thuật ở thế giới địa phủ này mình có thể quýt game bất cứ lúc nào đây chính là con át chủ bài trước tiên việc cấp bách là phải xác định vị trí của mình đã không dám ở yên một chỗ trong thời gian dài hàn phi nhanh chóng bình tĩnh trở lại sau khi trải qua sự bối rối ban đầu thẻ giáo viên của người quản lý tòa nhà dường như đã được xử lý cầm tấm thẻ này là sẽ trực tiếp được đưa đến một nơi nhất định sau khi vào bản đồ ẩn người quản lý tiền nhiệm đặt tất cả hy vọng vào mình ông ấy nhất định sẽ không làm hại mình tấm thẻ giáo viên này có phải sẽ đưa mình đến nơi gần nhất với mảnh ký ức của ông ấy không hàn phi càng nghĩ lại càng cảm thấy rất có khả năng tuy rằng ký ức của người quản lý đã tan tành nhưng những ký ức đó rốt cuộc đã từng thuộc về cùng một người có cùng mục tiêu và chấp niệm tuy nhiên tiền đề của tất cả những điều này là thực sự có một số mảnh ký ức về người quản lý được cất giấu ở trong trường hàn phi cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh chiếc giường đơn giản dị chiếc bàn gỗ sơn vàng trên bàn có những cuốn sổ ghi chép một túi hoa quả và mấy cái bút căn phòng rất nhỏ với các báo cáo công việc được treo nghiêng trên tường và một số nồi điện máy xấy tóc chất thành đống lộn xộn ở góc tường tất cả đều phủ đầy bụi mở ngăn kéo ra bên trong có rất nhiều thư cảm ơn tất cả đều chưa mở hình như mình đang ở trong phòng giáo viên quản nhiệm của trường. Chẳng lẽ mảnh ký ức của người quản lý được cất giấu trong tòa nhà ký túc xá ư? Hàn Phi kiểm tra danh sách, điều kỳ lạ là nó vừa có cả tên của nam sinh và vừa có cả tên của nữ sinh. Tên đăng ký ở ký túc xá tầng 1 và tầng 2 đều là nam, ở tầng 3 và tầng 4 đều là nữ. Ngôi trường này chỉ có một ký túc xá thôi à? Hàn Phi đã tìm kiếm thông tin về trường học viện tư thuộc ích dân trong hiện thực, nhưng có rất ít thông tin hữu ích. Hắn chỉ biết rằng ngôi trường này dưới danh nghĩa là trường học viện tư thục, thực tế thì chất lượng rất kém và cách quản lý thì vô cùng hỗn loạn. Không vội vàng rời khỏi phòng, chỉ nhớ hiện tại của Hàn Phi rất không bình thường, hắn cầm quyển sổ đọc đi đọc lại mấy lần, đại khái nhớ kỹ tên của học sinh từng phòng. Đặt cuốn sổ xuống, hắn nhìn những bức thư cảm ơn trong ngăn kéo một lần nữa. Có thể nhận được nhiều thư cảm ơn như vậy, vị giáo viên quản nhiệm này hẳn là được rất nhiều học sinh yêu mến. Sau khi mở phong thư, vẻ mặt của hàn phi thay đổi khi nhìn thấy nội dung bên trong tấm thiệp rất dễ thương bị người ta dùng bút đỏ viết lên mấy chữ đi chết đi đi chết đi đi chết đi người viết những dòng chữ này dường như đã dùng lực quá mạnh khiến cây bút xuyên qua cả giấy viết thư trên thư cảm ơn không có chữ ký hàn phi lại mở ra mấy bức thư khác nguyền rủa trên giấy càng ngày càng hung ác nét chữ không hoàn toàn giống nhau hình như là do những đứa trẻ khác nhau đưa cho giáo viên quản nhiệm chỉ cần nhìn dòng chữ hàn phi có thể cảm nhận được ác ý của người viết người giáo viên này rốt cuộc đã làm gì bọn chúng vốn dĩ cảnh tượng này rất bình thường thậm chí có chút ấm áp nhưng bây giờ hàn phi lại chỉ cảm thấy ớn lạnh hắn để lại thư cảm ơn và nhìn vào túi hoa quả trên bàn hàn phi cầm một quả chuối lên và nhìn đi nhìn lại hắn phát hiện một lỗ kim rất nhỏ ngay phía trên quả chuối hắn bóc vỏ ra thì không thấy vấn đề gì nhưng khi bẻ đôi thì lại phát hiện có một cây kim đã được cắm vào quả chuối đầu kim hướng lên trên nếu chẳng may có ai cắn một miếng cây kim đó có thể đâm thủng hàm trên của người đó đây quả thật là quá hung ác mà ra đầu tê dại hàn phi không dám lộn xộn hắn cầm túi trái cây ngồi trên giường đơn nhưng khi tay vừa chạm vào giường hắn lại lập tức đứng lên khẽ cao mày hàn phi phát hiện trong chăn còn lưu lại hơi ấm hình như có người đã nằm trên chiếc giường này cách đây không lâu bình thường phòng của giáo viên quản nhiệm sẽ có chìa khóa dự phòng cho từng phòng ký túc xá nhưng trong phòng này lại không có. Có vẻ như là có người vừa cầm chìa khóa rời đi cách đây vài phút. Sau khi tính toán thời gian, Hàn Phi cảm thấy người kia có khả năng sẽ sớm trở lại. Lặng lẽ đi đến cạnh cửa sổ, Hàn Phi nhìn ra bên ngoài. Qua cửa sổ có thể trực tiếp nhìn thấy hành lang bên ngoài, hành lang tối đen như mực không có bóng dáng bất kỳ ai, vô cùng bức bối. Ở hai bên trái và phải của ký túc xá đều có một cái cầu thang. Ở góc cầu thang bên trái có vẻ là nhà vệ sinh và nơi tắm rửa của học sinh. Hàn Phi còn đang quan sát thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trong tòa nhà truyền đến. Giáo viên quản nhiệm đã quay lại rồi à? Tiếng bước chân là từ cầu thang bên phải, không còn thời gian nữa rồi. Hàn Phi lấy ra cây kim từ trong quả chuối, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa phòng, chạy tới cầu thang bên trái. Quả chuối bị gãy, người giáo viên chắc chắn sẽ biết có người vào phòng. Trốn trong toilet không an toàn, phải tìm cách rời khỏi tòa nhà này. Vào thời khắc mấu chốt, đầu óc của Hàn Phi rất rõ ràng. Kế hoạch của hắn rất tốt nhưng không thể theo kịp tình huống phát sinh. Khi hắn bước đến cầu thang bên trái, lại có một tiếng bước chân khác vang lên ở hành lang bên trái. Tiếng bước chân của hai người không giống nhau, bước chân ở hành lang bên phải đều đặn và mạnh mẽ, như thể đang nói với những người trong tòa nhà rằng gã đang đi tuần tra, tiếng bước chân ở bên trái thì rất nhẹ nhàng, giống như đang đi kiễng chân, nếu khoảng cách không gần lắm thì hoàn toàn không thể nghe thấy. Hàn Phi tạm thời còn chưa muốn để lộ sự tồn tại của mình nhưng lúc này trốn vào nhà vệ sinh thì cũng đã muộn tiếng bước chân ở bên phải vang lên trên hành lang khoảng cách càng ngày càng gần không có nơi nào an toàn để trốn cả hàn phi đành phải trốn vào sau cánh cửa hành lang ký túc xá này có thể là do nam và nữ cùng sống trong một tòa nhà nên trong hành lang mỗi một tầng đều được lắp đặt cửa gỗ thoát hiểm để ngăn không cho học sinh chạy lung tung trên các tầng khác nhau tiếng bước chân đến gần hàn phi liền trốn ở sau cánh cửa tối om nếu lúc này đột nhiên có người mở cửa phòng chừng hai bên đều bị dọa sợ chết khiếp nín thở hàn phi không dám quýt game ở một nơi như này bởi vì một khi đã quýt game lần sau vẫn sẽ xuất hiện ở sau cánh cửa như vậy quá nguy hiểm tiếng bước chân đều đặn ở hành lang bên phải từ từ biến mất người nọ mở cửa phòng quản nhiệm đi vào tiếng bước chân nhẹ nhàng ở hành lang bên trái cách hàn phi càng ngày càng gần cuối cùng biến mất ở ngay bên cạnh hắn người kia sao lại dừng bên cạnh mình hàn phi núp sau cánh cửa không nhúc nhích một lúc sau liền nghe thấy giọng nói của một nam sinh. Quái lạ, hôm nay cô quản nhiệm không ăn hoa quả sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Các cậu có nghe nói chuyện gì đã xảy ra ở phòng 401 không? Giọng một đứa trẻ phát ra từ giường số 3. Nó thò đầu ra khỏi chăn và nhìn sang những chiếc giường khác trong phòng ký túc xá. Có chuyện gì thế? Tớ chỉ biết rằng có một vài phòng trên tầng 4 bị nghiêm phong, dường như không ai được phép ở ấy giọng một đứa trẻ phát ra từ chiếc giường số 2. Phòng 401 đã chết hết rồi. Cả bốn bạn nữ trong phòng đều chết ác, thằng bé giường số 3 hạ giọng, các phòng liền kề bị nghiêm phong là vì phòng 401 đấy. Nhà trường không dám để lộ chuyện này, lại còn cho giáo viên quản nhiệm và đám nữ sinh gần đó, thông đồng để đưa ra lý do thoái thác. Tại sao phải thông đồng để tìm lý do thoái thác chứ? Đứa trẻ trên giường số 1 có vẻ rất nhát gan. Sau khi nói xong, nó chùm chăn kín đầu, nếu như chết một cách bình thường thì đã không cần phải như vậy. Mấu chốt là cái chết của bốn nữ sinh kia quá chi là kỳ quái. Giọng của số 3 càng ngày càng nhỏ, các cậu đã từng nghe chuyện ma lưng tựa lưng chưa? Đại khái là có hai người bạn rất thân, vào một đêm có một người ra ngoài rồi sau đó không trở về, người còn lại thì không ngừng nhận được điện thoại, nói cái gì mà bạn tốt, lưng tựa lưng, về sau bạn gái ấy mới phát hiện người bạn thân bị đóng đinh dưới gầm giường của mình. Hai người lưng tựa lưng ngủ qua đêm. Cậu có mau đi ngủ không? Đừng có kể những chuyện ma quái này nữa. Số 1 thu mình trong chăn, nó rất ác cảm với những câu chuyện ma. Đừng để ý đến cậu ấy, cậu kể tiếp đi. Ngược lại đứa trẻ giường số 2 lại bị câu chuyện của số 3 hấp dẫn. Bạn gái chết đầu tiên ở phòng 401 là bị trói dưới gầm giường số 1. Bạn ấy ngủ ở giường số 1 cũng là người chết đầu tiên, nhưng nghe kể thì lại là người cuối cùng được phát hiện. Giọng nói của số 3 âm trầm. Trời ạ, à, bọn họ chẳng phải là ở cùng với cái xác cả đêm hay sao? họ không phát hiện dưới gầm giường có cái gì à? Nếu là cậu, cậu có phát hiện ra không? Chẳng lẽ trước khi đi ngủ ngày nào cũng phải bỏ ga giường ra xem có cái gì dưới gầm giường không à? Số 3 vừa dứt lời thì có tiếng sột soạt phát ra từ giường số 1. Đứa trẻ số 1 hình như vừa chui ra khỏi chăn, liếc nhìn xuống gầm giường. Tớ đoán là kể cả có nghe thấy tiếng máu chảy, thì cũng sẽ nghĩ đó là do đường ống nước bị dò dỉ. Tại vì nhà cũ của tớ thường xuyên bị như vậy mà. Số 2 can đảm hơn và lại còn tò mò nữa, sau đó thì ba bạn nữ còn lại chết như thế nào? Người chết thứ hai là bạn nữ giường số 2, là người kỳ quặc nhất. Vào buổi tối, bạn ấy cứ như là bị mộng du vậy, đột nhiên bật dậy và cứ thế ngồi trên giường, sau đó thì dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình, chân trần mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Đây có phải là bị gọi hồn không? Ai mà biết được. Khi bạn nữ giường 2 mở cửa bước, ra ngoài thì đánh thức bạn nữ giường 3. Số 3 lại tưởng rằng số 2 đang đi vệ sinh nên lúc đầu cũng không để ý, nhưng rất lâu sau, thì số 3 phát hiện số 2 vẫn chưa quay lại nên dậy đi đến nhà vệ sinh tìm. Đứa trẻ giường 3 dần dần nói chậm lại. Nhà vệ sinh của trường mình đều ở ngoài cùng bên trái. Phòng 401 lại rất gần nhà vệ sinh. Cô bạn giường 3 đi vài bước là tới cửa nhà vệ sinh rồi. Nhà vệ sinh rất yên tĩnh, hoàn toàn không có tiếng động. Số 3 mở cửa ra một chút liền trông thấy cô bạn giường 2 đang cúi đầu dưới vòi nước như thể đang gội đầu ấy cô bạn giường ba tốt bụng tưởng bạn mình bị mộng du nên đã gọi nhỏ tên bạn nhưng người kia hoàn toàn phớt lờ nghi ngờ số ba bước đến cạnh số hai khi đặt tay lên vai cô bạn không ngờ lại thấy tóc và áo của bạn mình ướt sũng số ba tưởng số hai vừa gội đầu xong nhưng sau khi nghĩ lại từ đầu đến cuối rõ ràng không hề nghe thấy tiếng vòi nước mở số ba chậm rãi đưa tay đến trước mặt một trận mùi hôi thối sộc tới sau đó mới thấy trên tay mình dính đầy máu Đứa trẻ giường ba nói đến đây thì dừng lại một lúc. Tiếp tục đi. Sau đó bạn nữ số ba thế nào? Đứa trẻ giường một cũng bắt đầu tò mò. Bạn ấy sợ đến mức choáng váng, muốn hét lên nhưng không thành tiếng, đang định chạy về phía cửa nhà vệ sinh, thì lại trông thấy bạn nữ giường hai đang đứng cạnh cửa, khuôn mặt gần như nứt ra. Số ba cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, cố hết sức trốn sang phòng bên cạnh. Bạn ấy khóa cửa lại, hoảng sợ dùng chút sức lực cuối cùng lấy điện thoại di động ra để gọi điện cầu cứu. Điện thoại còn chưa kết nối, bạn ấy cảm giác ánh sáng do màn hình di động phát ra càng lúc càng yếu. Như có một đôi tay che mắt, bạn ấy ngẩng đầu lên nhìn thì thấy số 2 đang ngồi xổm trên vai nhìn mình cười. Đứa trẻ giường ba rất giỏi kể những chuyện này, giọng nói rất truyền cảm, những câu chuyện vốn không rùng rợn lắm nhưng qua lời kể của nó thì lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cô bạn giường 4 trong phòng 401 đang ngủ ngon thì điện thoại di động bất ngờ rung lên. Nửa đêm tỉnh dậy, bạn ấy mơ mơ màng màng trả lời điện thoại. Đầu bên kia có thể nghe thấy tiếng giọt nước tí tách rơi. Bạn ấy tưởng rằng đó là một cuộc gọi quấy dày, khi đang chuẩn bị cúp máy thì điện thoại phát ra giọng nói của số 3. Giọng nói rất yếu, có vẻ như là đang tranh thủ thời gian để chạy, nhưng âm thanh đó biến mất sau vài giây. Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng cười của số 2 và số 3, không biết họ đã gặp phải chuyện gì vui mà cứ cười mãi. Bạn nữ giường bốn vốn rất bực bội khi bị đánh thức, tưởng là một trò đùa quái đản, đang định nói chuyện thì bên kia cúp máy ngay sau khi cánh cửa phòng 401 được mở ra, trong bóng tối có ba bóng người trèo lên ba chiếc giường trống. Giọng nói của thằng bé giường ba càng ngày càng thấp. Sau đó thì sao? Bạn nữ giường bốn rốt cuộc chết như thế nào? Số hai càng ngày càng tò mò. Số bốn tưởng là bạn cùng phòng quay lại, cũng không để ý lắm, nhưng dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Kể từ lúc ba bóng đen quay lại thì cứ nhìn mình chầm chằm như thể có thứ gì đó trên người mình vậy. Bạn ấy ngủ không được, trong lòng càng thêm bối rối, Cố ý quay lưng về phía ba bóng đen nghe trộm xem ba bóng đen đó đang nói gì. Giọng đứa trẻ giường số 3 càng lúc càng kinh hãi, nhưng điều khiến bạn nữ giường 4 không thể ngờ tới đó là ba bóng đen đang kể chuyện xảy ra với chính bạn cùng phòng của mình, càng nghe thì càng thấy hoảng sợ, rõ ràng rất tỉnh táo, người run lên cầm cập, nhưng vẫn nghiến răng giả vờ ngủ. Sốc chăn màn lên, đứa trẻ ở giường 3, giường 2 và giường một đôi mắt chỉ còn lại một màu trắng dã, bọn chúng đi vào chỗ sâu nhất trong căn phòng. Ba bóng đen lẻn vào phòng 401 đứng cạnh giường số 4. Chúng chui đầu vào trong màn. Bạn nữ giường 4 giống như bị bóng đè, muốn cử động cũng không cử động được. Khi bạn ấy đang vô cùng sợ hãi, thì sau lưng bỗng vang lên một bài đồng dao rất quỷ dị. Theo âm thanh của bài đồng dao đó, bạn nữ giường 4 đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội, như thể bị viêm ruột nghiêm trọng vậy. Ba đứa trẻ úp mặt vào màn, đứa nào cũng nở nụ cười quái dị, rồi thò tay về phía bụng của nữ sinh kia, bắt đầu ngâm nga một bài đồng dao. Ba nhìn, mẹ xem, bàn tay bé bỏng của bé thật là xinh xắn. Ba nhìn, mẹ xem, bàn tay bé bỏng của bé sao nhìn không thấy? Ba mẹ đến đây mà xem, bàn tay bé bỏng của bé lại xuất hiện này. Hàn Phi đang núp sau cánh cửa thoát hiểm tầng 1, hắn xác định còn có một người khác đứng bên cạnh mình, khi hai bên còn đang thi gan thì tiếng hét của một nữ sinh đột nhiên vang lên từ tầng 4 của tòa nhà ký túc xá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.